Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 391, lòng núi Càn Khôn. Quả nhiên có gì đó quái lạ, Tân Lâm song mi bỗng nhiên nhào, loại trình độ này cơ quan thiết kế, ngược lại còn không đến mức để Thất Diệu Cung thiếu chủ 10 điểm giật mình. Thất Diệu Cung tổng đàn, đây mới thực sự là cơ quan trùng điệp, chẳng những có bao nhiêu năm trước còn sót lại tiền bối bố trí cơ quan, cũng có hiện đại hóa cơ quan thiết kế. Liễu Sinh Hùng một hao tổn tâm cơ đem bọn hắn dẫn tới nơi này, khẳng định là có chỗ dựa vào. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nơi đây đối Tiêu Phàm giác quan thứ 6 có sức áp chế, kia là còn thiếu rất nhiều. Dạng này áp chế, hoàn toàn không có khả năng san bằng lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch, huống chi, Liễu Sinh Hùng vừa muốn đối mặt đối thủ còn không chỉ Tiêu Phàm một người. Trơ mắt nhìn xem Liễu Sinh Hùng vừa cùng hắn ngự tọa cùng một chỗ chìm vào trong đất, trên bậc thang đá lỗ hổng mở rộng, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều không có vội vã tới gần, ngược lại thối lui đến cửa cung điện. Sau một lát, ầm ầm thanh âm rốt cục tĩnh lại không có cái khác dị dạng. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm liếc nhau, lúc này mới chậm rãi hướng về phía trước, hai người duy trì khoảng cách nhất định, lấy bảo đảm tại lúc cần thiết, có thể tương hỗ chi viện tương hỗ yểm hộ. Mèo đại điện đỉnh chóp thạch trên xà nhà cái bóng lóe lên, Hắc Lân phiêu nhiên mà xuống, ngồi xổm ở vỡ ra lỗ hổng bên cạnh, hai mắt nhắm lại, hướng lỗ hổng bên trong nhìn lại. Lỗ hổng phía dưới, hiện lộ ra một đầu hành lang, lấy gạch xanh cùng bàn đá xanh trải thành, nghiêng nghiêng hướng phía dưới, ước chừng có 3-4 mét sâu, cái kia bằng đá ngự tọa, lẳng lặng đợi tại hành lang dưới đáy, trên đó Liễu Sinh Hùng một, lại là không thấy bóng dáng. Tân Lâm nhuyễn kiếm vung vẩy, kéo ra một đoàn kiếm hoa, chậm chậm hướng về hành lang dưới đáy bay xuống. Tiêu Phàm lập tức đi theo xuống dưới. Hành lang dưới đáy, một đầu mới hành lang hiện ra tại trước mặt hai người. Hay là gạch xanh xây thành, bàn đá xanh trải mặt đất, dị thường chỉnh tề, cũng phi thường khô ráo, không mang mảy may ẩm ướt sương mù. Hàn quang lóe lên, Tiêu Phàm trong tay nhiều một thanh tiểu xảo liễu diệp phi đao, nhẹ nhàng cắm vào vách tường trong khe hở, lấy xuống một điểm chất kết dính, ở lòng bàn tay nghiền nát, đặt ở cái mũi dưới đáy hít hà, lại thả ở trong miệng nếm một chút. Nếm thổ phân biệt vị định niên đại, đây là rất nhiều thâm niên kẻ trộm mộ đều có được bản lĩnh, không nghĩ tới Tiêu Phàm giống như cũng biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tân Lâm trong mắt toát ra trưng cầu chi ý, hẳn là có 5.600 năm, Tiêu Phàm thấp giọng nói, 5.600 năm trước dưới mặt đất kiến trúc, tại không có người bảo dưỡng tình huống dưới, có thể bảo trì phải như thế hoàn hảo, nhất là khô ráo sạch sẽ dị thường, xác thực phi thường khó được. Có thể thấy được lúc trước kiến tạo địa cung này thời điểm, đúng là xuất từ đại tượng chi thủ. Đi, Tiêu Phàm cất bước hướng về phía trước, cái này hành lang kiến trúc phải 10 điểm rộng rãi, không sai biệt lắm có cao 2 mét thấp, có thể song hành hai người. Nếu là cửu quỷ lưu tổng đàn sở tại địa, địa cung xây dựng phải rộng lớn hơn một chút, cũng có thể lý giải. Từ đồng hồ kiến trúc quy mô đến xem, nơi này nhiều nhất có thể ở 100 người trên dưới, lại thêm cái này cung điện dưới đất, tự nhiên là rất khác nhau. Cửu quỷ lưu tiền bối vì sao muốn dốc hết sức lực kiến tạo dạng này địa cung, đã không thể kiểm tra. Bất quá từ kiến tạo niên đại để phán đoán, hẳn là đang đứng ở đông đảo quốc chiến quốc thời đại, hơn 100 năm ở giữa, các đại danh cát cứ, chinh chiến không ngớt. Phương Bắc đảo mặc dù 10 điểm vắng vẻ, nhưng cũng bị cuốn vào trong đó. Chỉ là thời điểm đó phương Bắc đảo đại danh so ra mà nói yếu nhược nhỏ, nhưng chinh chiến đồng dạng kịch liệt. Cửu quỷ lưu cái này tổng đàn, nghiêm chỉnh mà nói. Chính là một cái chiến đấu thành lũy. Mặc dù không thể dự trữ quá nhiều chiến sĩ, nhưng lại chiếm cứ lấy một người giữ ải vạn người không thể qua địa lợi, không sử dụng mấy ngàn hơn 10.000 đại quân, là tuyệt đối không công nổi. Mà tại đông đảo chiến quốc thời đại, toàn bộ phương Bắc đảo đều không có có được 10.000 quân đội xa hoa đại danh. Có lẽ, đây chính là lúc trước cửu quỷ lưu đám tiền bối kiến tạo tòa này cung điện dưới đất nguyên nhân đi. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều không phải nhà khảo cổ học, không có hứng thú đi truy cứu nguyên nhân này. Tân Lâm thân thể nhoáng một cái, liền đoạt tại Tiêu Phàm phía trước. Vừa mới đi chưa được mấy bước, đã cảm thấy đầu vai siết chặt, lập tức liền dừng bước, quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, thấp giọng nói, già nhi, ta phía trước bên cạnh. Ta phía trước bên cạnh, Tân Lâm không chút do dự nói. Tiêu Phàm cười lắc đầu, nhẹ nhàng sờ sờ nàng kiều diễm gương mặt, nhanh chân từ bên người nàng đi qua, ngăn tại trước người của nàng. Nhìn qua Tiêu Phàm thẳng tắp bóng lưng, Tân Lâm nhẹ nhàng cắn môi một cái, nắm chặt ở trong tay nhuyễn kiếm, gấp đi theo sát. Thông đạo nghiêng nghiêng hướng phía dưới, đi không bao xa, liền hoàn toàn nhìn không thấy chung quanh tình hình, Tân Lâm sáng lên đèn pin. Ước chừng non nửa kiếm quang cảnh,
đi tới một cái phân chỗ ngã ba. Huyền Vũ Giáp xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tay, đơn giản bốc tính một chút, Tiêu Phàm liền phía bên phải vừa đi đi. Cứ việc địa cung này đối Huyền Vũ Giáp cũng có sức áp chế, nhưng Huyền Giáp hay là cho ra mơ hồ tin tức, cái này liền đầy đủ Tiêu Phàm làm ra phán đoán. Dần đi dần dưới, không bao lâu liền thấy một chỗ đại sảnh, rất lớn, không sai biệt lắm có đỉnh núi tòa cung điện kia một nửa lớn diện tích. Trong tầng hầm ngầm xây dạng này căn phòng thật lớn, phi thường hiếm thấy. Đại sảnh bốn phía, còn có mấy gian căn phòng, đoán chừng là cái nào đó nghị sự chỗ. Vô luận là đại sảnh hay là xung quanh căn phòng, đều là trống rỗng, chỉ có một ít băng ghế đá bàn đá, chạm trổ khá tinh xảo. Tiêu Phàm một chút liền có thể nhìn ra được, những này căn phòng là dựa theo ngũ hành phương vị sắp xếp. Kiến tạo chỗ này địa cung cửu quỷ lưu tiền bối, quả nhiên hiểu được bảy trận chi đạo. Mặc dù bây giờ vẫn không có thể tìm tới pháp trận, đoán chừng khẳng định là có. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đi dạo một vòng, lại gặp nan đề. Đại sảnh về sau, lại có ba cái ngã ba. Lần này, Tiêu Phàm thật lâu chưa từng làm ra quyết đoán. Làm sao rồi? Tân Lâm ở một bên thấp giọng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhẹ nói, sức áp chế càng ngày càng mạnh, ngay cả Huyền Vũ Giáp cũng không thể có hiệu định vị. Phía bên phải hoặc là hướng bên trong, cũng có thể. Tân Lâm lông mày nhíu. Nếu không, chia ra truy. Chốc lát, Tân Lâm nói, ngữ khí không phải 10 điểm xác định. Tiêu Phàm quả quyết lắc đầu. Mặc dù hắn rất tin được Tân Lâm bản sự, nhưng ở này quỷ dị địa cung bên trong, ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác, tự nhiên quyết sẽ không đồng ý giờ phút này tách ra truy kích. Liễu Sinh Hùng một cố nhưng đã thụ thương, ở đây, lại chiếm địa lợi. Mà lại nơi đây giác quan thứ 6 lớn thụ áp chế, bị người đánh lén đắc thủ khả năng họ lập tức tăng nhiều không ít. Đúng lúc này, Hắc Lân lại trực tiếp hướng ở giữa thông đạo đuổi theo. Tiêu Phàm cũng không do dự, lập tức đuổi theo. Thời khắc mấu chốt, hắn đương nhiên tín nhiệm vô điều kiện mình bản mệnh linh sủng. Con mèo cùng cẩu cẩu những động vật này, nguyên bản liền có được một ít nhân loại khó mà với tới năng lực thiên phú. Cẩu cẩu nhất là truy tung cao thủ, con mèo lại cũng không kém. Tiêu Phàm tin tưởng Hắc Lân lựa chọn khẳng định là chính xác. Mới vừa tiến vào ở giữa thông đạo không lâu, bỗng nhiên đát một tiếng vang nhỏ. Hắc Lân meo ô một tiếng, nhún người nhảy lên, bốn chảo xòe ra, bắt lấy trên vách tường khe hở. Mà dưới chân của nó, một khối lớn nhìn qua giống như là bàn đá xanh sàn nhà, lại bỗng nhiên rơi xuống dưới mà đi, lập tức phát ra ầm ầm vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Đang chật trội trong thông đạo nghe nhất là kinh tâm động phách. Sau một lát, cùng thanh âm này rốt cục bình ổn lại, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm lúc này mới mở ra đèn pin hướng phía dưới chiếu xạ, phát hiện là một cái bẫy, ước chừng hơn 2 mét sâu. Cạm bẫy bốn vách tường, bóng loáng vô so. Cạm bẫy dưới đáy, thì cắm mấy chuôi sắc bén trúc gai. Đây là một cái tương đương đơn giản cạm bẫy, nhưng ở cái này hắc ám chật trội trong thông đạo dưới lòng đất, cũng tuyệt đối hữu hiệu. May mà Hắc Lân lớn phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nếu không một khi rơi xuống cái này trong cạm bẫy, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm liếc nhau, bắt đầu xuất hiện cạm bẫy, không thể nghi ngờ, đã sắp tiếp cận địa cung vị trí trung tâm. Cái này đơn sơ cạm bẫy chỉ là món ăn khai vị, con đường sau đó, khẳng định sẽ càng thêm khó đi, càng thêm nguy cơ trùng trùng. Hắc Lân, Tiêu Phàm nhẹ giọng kêu lên. Hắc Lân lại là meo ô một tiếng, thả người hướng về phía trước. Đầu này hành lang không tính là quá lâu, vài phút về sau liền đi ra, nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi một đoạn hành lang bên trong, vậy mà một hơi vượt qua ba cái cạm bẫy. Bất quá có kinh nghiệm lần đầu tiên. Còn dư lại hai cái cạm bẫy vẫn chưa cho bọn hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngay cả giật mình đều không có. Đầu này hành lang về sau, lại là một cái mới đại sảnh, cùng trước một cái đại sảnh đồng dạng, đại sảnh này bốn phía cũng có mấy gian căn phòng, bất quá lại là dựa theo tứ tượng trận phương vị sắp xếp, ngay ngắn trật tự. Có chút ý tứ, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tân Lâm nhìn hắn một chút, cứ việc bốn phía một vùng tăm tối. Chỉ có Tân Lâm trong tay đèn pin phát ra ánh sáng nhạt, Tiêu Phàm còn có thể cảm nhận được Tân Lâm trưng cầu chi ý. Từ vừa rồi kia cái đại sảnh đi đến nơi đây, ta đơn giản đã tính toán một chút phương vị, chúng ta bây giờ đi cái phương hướng này, tựa như là lớn trận một cái trận cước. Có lẽ rất có thể, toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc, đều theo chiếu lớn trận đến sắp xếp. Nếu quả thật là như vậy, pháp trận này đủ khổng lồ. Tiêu Phàm liền giải thích vài câu, kia sẽ như thế nào? Trừ có thể áp chế ta giác quan thứ 6 cùng Huyền Vũ Giáp cảm ứng chi lực bên ngoài, tạm thời ta còn không có phát hiện nó dị thường của hắn. Nhưng là ta nghĩ, càng tiếp cận vị trí trung tâm, tình huống sẽ càng phức tạp. Mà lại toàn bộ tầng hầm,
không phải chỉ là mấy cái cạm bẫy, có lẽ còn có càng thêm lợi hại được nhiều cơ quan bố trí. Khó trách Liễu Sinh Hùng một chọn chạy tới nơi này cơ quan bố trí càng nhiều, chẳng khác nào Liễu Sinh Hùng một giúp đỡ càng nhiều. Chỉ cần Tiêu Phàm cùng Tân Lâm một nước vô ý, lâm vào nó bên trong một cái cơ quan, phiền phức liền lớn. Tân Lâm lạnh lùng nói, càng như vậy, càng phải thanh gia hỏa này bắt tới. Nếu không, sau này hắn kiểu gì cũng sẽ dây dưa không ngớt, là cái đại phiền toái. Là chuyện như vậy, Tiêu Phàm gật đầu nói phải, cùng trước một cái đại sảnh khác biệt, lần này, đại sảnh về sau chỉ có hai con đường. Huyền Vũ Giáp cho ra chỉ dẫn càng thêm mơ hồ không rõ. Hắc Lân tại hai cái lối đi ở giữa do dự một lát, thả người tiến vào bên phải thông đạo. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đi vào theo. Ngay lúc này, dị biến chợt hiện, chỉ nghe một trận đâm đâm thanh âm truyền đến, Hắc Lân meo ô một tiếng, bỗng nhiên liền hướng về lai lịch kích bắn đi, cùng Tiêu Phàm cùng Tân Lâm quay đầu đi, lại chỉ thấy lấp kín nặng nề cửa đá bỗng nhiên trầm xuống, Hắc Lân vóc dáng tiểu động tác nhanh, tại cửa đá khép lại trước đó, khó khăn lắm bắn ra ngoài. Oanh, cửa đá đập ầm ầm dưới, trong chốc lát đem hành lang phong chết rồi. Chương 392, 6 pháp tướng. Rất dày. Tiêu Phàm kiểm tra qua cửa đá về sau, đối Tân Lâm nói. Cái này cửa đá lạnh như băng, gõ lên đi giống như gõ đến vách núi, mạnh mẽ, không có nửa điểm trống giống hồi âm. Có thể thấy được độ dày cực lớn. Hắc Lân làm sao bây giờ? Tân Lâm ngay lập tức lo lắng ngược lại không phải an nguy của mình, mà là lo lắng Hắc Lân. Chỉ cần là cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, Tân Lâm liền không có gì đáng sợ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, không sao, Hắc Lân so với chúng ta còn cơ linh. Lại nói, Liễu Sinh Hùng một cũng giam ở bên trong, bên ngoài ngược lại an toàn. Đã Hắc Lân lựa chọn cái thông đạo này, như vậy Liễu Sinh Hùng một khẳng định cũng ở bên trong. Về phần tiếp tục đi đến đi, còn có hay không cái khác thông đạo, hiện tại khó mà nói. Nhưng bây giờ là chỉ có tiến không có lùi cách cục. Hai người tiếp tục hướng phía trước, bỗng nhiên, một trận đâm đâm thanh âm vang lên, ngay sau đó, siêu siêu hai tiếng, hai chi trúc súng từ hành lang hai bên nghiêng nghiêng bắn ra. Tự nhiên, dạng này hai chi trúc súng không có khả năng đối Tiêu Phàm cùng Tân Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cứ việc hành lang rất chật trội, có thể cứu vãn xê dịch không gian phi thường nhỏ, nhưng cái này hai chi trúc súng bắn ra trước đó vang động thực tế quá lớn, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng nhau lui về sau một bước, hai chi trúc súng liền đâm vào đối diện hành lang trên vách, cong vẹo rớt xuống đất. Tiêu Phàm song mi cau lại, lắc đầu, những này cổ lão cơ quan chi lực, trải qua số trăm năm về sau, còn có thể hữu hiệu, cũng là phi thường khó lường. Dùng tới đối phó phổ thông người xâm nhập, kia là đầy đủ. Chẳng qua là ban đầu thiết kế những này cơ quan cạm bẫy đông đảo người, khẳng định không hề nghĩ tới, những cạm bẫy này trúc súng loại hình, muốn dùng tới đối phó Tiêu Phàm Tân Lâm dạng này siêu cấp cao thủ. Nhưng cơ quan chi lực hiển nhiên cũng không giống Tiêu Phàm cùng Tân Lâm tin tưởng đơn giản như vậy. Hai chi trúc súng bắn sau khi đi ra, theo sát phía sau chính là vô số trúc súng, vũ tiến cùng ước chừng dài 5-6 tấc ngắn phi đao, không ngừng từ hành lang hai bên bắn ra. Cơ quan chi lực một khi phát động, không đem tất cả vũ khí toàn bộ bắn sạch là không sẽ bỏ qua. Không gian như thế chật trội, ám khí lại như thế đông đảo dày đặc, dù coi như là siêu cấp cao thủ, lại cũng khó có thể ngăn cản. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều không có ngăn cản, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hai người liền đằng không mà lên, thân thể dán tại hành lang trên đỉnh. Tuyệt đại đa số ám khí đều là song song bắn ra. Ngẫu nhiên có mấy món ám khí đụng vào trên vách tường cải biến phương hướng, hướng về hai người phóng tới, tự nhiên cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Trong tay binh khí nhẹ nhàng một ô, liền kích bay ra. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, đâm đâm cơ quan cuốn lên thanh âm rốt cục dần dần bình ổn lại, hành lang cũng lần nữa lâm vào trong an tĩnh, rốt cuộc nghe không được trúc súng vũ tiễn phi đao siêu siêu tiếng xé gió. Cơ quan chi lực đã dùng hết, giả sử thật có quân địch đại đội đánh vào nơi đây. Như vậy hiện tại toàn bộ hành lang bên trong chỉ sợ đều chất đầy thi thể. Bình thường khôi giáp tuyệt đối ngăn không được mạnh mẽ như vậy cơ quan chi lực. Càng đi về phía trước, hành lang càng rộng, có thể thấy được đã càng ngày càng tiếp cận giải đất trung tâm. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một điểm quang sáng, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm liếc nhau, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Tại cái này một mảnh đen nhánh trong thông đạo dưới lòng đất bỗng nhiên bên trong nhìn thấy ánh sáng, nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt. Nếu như không phải đã ra tầng hầm, nhìn thấy ánh nắng, như vậy những này sáng ngời liền khẳng định là cố ý. Liễu Sinh Hùng một cho bọn hắn đốt đèn, ý muốn như thế nào? Một gian không lớn điện đường, hình tròn,
tại sáu cái phương hướng đứng thẳng sáu cỗ tượng đá, mắt như đồng linh, có chút trên đầu mọc sừng, đều đều làm ác quỷ hình, diện mạo dữ tợn đáng sợ. Mỗi cái ác quỷ tượng đá trong tay, đều chống đỡ một cái bằng đá cây đèn, bấc đèn bên trên giấy lên ánh đèn sáng ngời, dưới mặt đất điện đường không trung tràn ngập một loại dầu thắp thiêu đốt hương khí. Vừa thấy được những này ác quỷ tượng đá, Tiêu Phàm trong lòng lần nữa chấn động, kìm lòng không đặng dừng bước. Ác quỷ nói sáu pháp tướng, lần này tuyệt sẽ không sai. Vô cực môn còn sót lại trên điển tịch, ác quỷ nói. Sáu pháp tướng chỉ còn lại có năm cái, khẩu quyết cũng chỉ còn lại có ngũ đoạn. Cái cuối cùng pháp tướng và cùng với xứng khẩu quyết di thất. Năm cái khác pháp tướng, cùng nơi này năm cỗ tượng đá cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ có chính đối diện cái đầu kia sinh hai chân, tướng mạo nhất là dữ tợn mãnh ác tượng đá, luân hồi thiên bên trong không có. Từ Họa Phong nhìn, không thể nghi ngờ cái này sáu cái tượng đá đều là nhất trí. Cái này thật là ác quỷ nói sáu pháp tướng không thể nghi ngờ. Chỉ là, vô cực môn di thất rõ ràng chỉ là cái cuối cùng pháp tướng cùng khẩu quyết, làm sao lại tại cái này ngoài ngàn vạn dặm tha hương nơi đất khách thế giới dưới lòng đất, nhìn thấy hoàn chỉnh ác quỷ nói sáu pháp tướng. Tình hình này đục không thể giải. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại chú ý tới, mỗi bộ tượng đá nơi ngực, tựa hồ cũng khắc lấy chữ. Cách xa xôi, ánh đèn lại không phải rất sáng, dù coi như lấy Tiêu chân nhân nhãn lực, cũng không thể thấy hết sức rõ ràng minh bạch. Có lẽ chỉ là một chút giống kiểu chữ hoa văn. Bình thường loại này ác quỷ điêu tượng, đều cùng cổ đại thần thoại có quan hệ, thần A quỷ A cái gì, trên thân điêu khắc một chút hoa văn, vì cũng là có thể càng thêm tô đậm ra hiệu quả tới. Già nhi, vì ta, Tiêu Phàm trầm thấp phân phó một tiếng, cất bước liền hướng về gần nhất một cái tượng đá đi đến. Ác quỷ nói sáu pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, dù là phía trước chính là núi đao biển lửa, Tiêu Phàm cũng khẳng định phải quá khứ xem rõ ngọn ngành. Đem vô cực chín tướng thiên tán giật thiên trung toàn đều tìm trở về, là mỗi một thời đại vô cực môn trưởng giáo chân nhân suốt đời vì đó phấn đấu mục tiêu. Tân Lâm nhẹ gật đầu, nắm chặt ở trong tay nhuyễn kiếm. Tiêu Phàm lực chú ý cơ bản đặt ở sáu cỗ tượng đá phía trên, Tân Lâm lại sớm đã đem toàn bộ hình tròn đại điện tình hình đều thu vào đáy mắt, tạm thời không có phát hiện có cái gì dị thường. Nhưng Tân Lâm mảy may cũng không dám xem thường. Mấu chốt nàng không có phát hiện Liễu Sinh Hùng một tung tích. Nơi này cây đèn, khẳng định là Liễu Sinh Hùng một điểm. Cái gọi là đèn trong, cũng không có khả năng điểm hơn mấy trăm năm không tắt. Coi như dầu thắp đầy đủ, tại một cái tương đối không gian bịt kín bên trong, dưỡng khí cũng sớm đã không còn. Nếu như là tại quá khứ, nơi này hay là cửu quỷ lưu tổng đàn thời điểm, tin tưởng khẳng định có thông gió thông khí địa phương, tóm lại có rất nhiều người ở đây sinh hoạt, thông gió thông khí là cơ bản nhất sinh tồn điều kiện. Nhưng là hoang phế về sau, những cái kia thông khí thông đạo còn có bao nhiêu là thông suốt, kia sẽ rất khó nói. Dù sao có người giữ gìn cùng không ai giữ gìn dưới mặt đất kiến trúc, là hoàn toàn không giống. Liễu Sinh Hùng một tuyệt sẽ không cố ý đem nơi này cây đèn đốt lên đến, khẳng định không có an lấy cái gì hảo tâm. Chỉ là Tân Lâm trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới Liễu Sinh Hùng một mục đích làm như vậy ở đâu. Càng là như thế, càng phải đề cao cảnh giác, ác quỷ nói khẩu quyết. Tiêu Phàm đi tới cỗ kia tượng đá trước mặt, nhìn kỹ rõ ràng tượng đá ngực khắc lấy kiểu chữ, xác định không thể nghi ngờ, là ác quỷ nói. Thức thứ hai khẩu quyết, những này khẩu quyết, Tiêu Phàm rất quen thuộc, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, không biết luyện tập qua bao nhiêu lần. Mà lại là chữ Hán, không phải đông đảo văn tự. Nhưng lại không biết năm đó là ai đem những này tượng đá đứng ở chỗ này, càng không biết ác quỷ nói sáu pháp tướng cùng khẩu quyết, là thế nào lưu lạc đến đông đảo đến, trong lúc này. Không biết phát sinh gì cùng ngã thác chập trùng cố sự. Tiêu Phàm bây giờ không có công phu đi cân nhắc những này, dưới chân một điểm, liền muốn hướng về cái thứ sáu cũng là mạnh nhất ác cái kia pháp tướng vào tới. Kia là hắn chưa từng qua một cái pháp tướng. Tiêu Phàm tin tưởng, đây nhất định là ác quỷ nói. Hoàn chỉnh pháp tướng cùng khẩu quyết, cứ việc còn không có đọc cái thứ sáu pháp tướng ngực khắc lấy văn tự, bất quá từ như thế nhất trí Họa Phong để phán đoán, sẽ không có sai. Liền ở thời điểm này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên một hư, điểm tại không trung. Hắn vừa mới đứng ở chỗ này thời điểm, rõ ràng là thực địa, làm sao hiện tại một lần phát lực, lại biến thành trống không. Còn không có cùng Tiêu Phàm nghĩ được rõ ràng, thân thể tự nhiên mà vậy nghiêng một cái, hướng bên cạnh ngã xuống, siêu một tiếng, một chi thật dài trúc súng từ lòng đất bắn thẳng đến mà ra, chính chính hướng Tiêu Phàm yết hầu phóng tới. Chi này trúc súng mũi thương hàn quang lấp lóe, vậy mà chứa làm bằng sắt đầu thương. Đồng thời trơn bóng như mới, có thể thấy được kỳ phong duệ trình độ. Biến khởi khoảng khắc, đi theo Tiêu Phàm bên người cách đó không xa Tân Lâm hét lên một tiếng,
thân thể phiêu nhiên nhi khởi, nhuyễn kiếm thẳng tắp hướng trúc súng giết tới. Chỉ tiếc Tân Lâm động tác dù nhanh, tướng so trúc súng cùng Tiêu Phàm ở giữa khoảng cách mà nói, cuối cùng cách xa chút, nàng người vẫn đang đếm mét có hơn, chứa sát đầu thương trúc súng đã đâm đến Tiêu Phàm yết hầu không đủ ba tấc chỗ. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm ngón tay đã xuất hiện tại cổ của mình phía dưới. Đạn chỉ thần thông, trúc súng run lên, súng ngoẹo đầu, liền là sát bên Tiêu Phàm gương mặt bắn tới. Một chỉ bắn bay trúc súng, Tiêu Phàm không chút nào dừng lại, cánh tay trên mặt đất khẽ trống, cả người như là mũi tên, hướng về thứ sáu cỗ tượng đá bay đi. Thậm chí cũng không kịp đi nhìn một chút dưới chân vì cái gì bỗng nhiên ra mê hoặc. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên bên trong tiếng xé gió đại tác, đếm không hết phi đao vũ tiễn từ đại điện hình tròn đỉnh chóp bắn xuống dưới, trực tiếp hướng người giữa không trung Tiêu Phàm vọt tới. Đại điện này bất quá hơn 10 trượng rộng lớn, ước chừng không đến cao 3 trượng thấp, tại dạng này chật trội không gian bên trong, trên trăm phi đao vũ tiễn lít nha lít nhít bắn xuống đến, thật là khó mà ngăn cản. Này, Tân Lâm một tiếng duyên dáng gọi to, phi thân lên, nhuyễn kiếm múa thành một đoàn kiếm hoa, thẳng bắn thẳng về phía Tiêu Phàm vị trí. Từ đại điện mái vòm bên trên bắn xuống đến phi đao vũ tiễn thực tế quá nhiều, quá mức mật thiết, dù là Tân Lâm võ nghệ siêu phàm, ngắn như vậy gấp rút thời gian bên trong, cũng tuyệt đối không thể một ô ngăn tại bên ngoài, chỉ có thể đem mình hóa thành một mặt tấm thuẫn, ngạnh sinh sinh vì Tiêu Phàm ngăn đỡ mũi tên. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đoản kiếm trong tay cũng đã quơ múa. Phụt phụt không ngừng bên tai, phi đao vũ tiễn tại hai người đón đỡ phía dưới, nhao nhao hướng bốn phía bay vụt. Chỉ là những này vũ tiễn phi đao đều là cơ quan chi lực phát ra, kinh lực to đến không hề tầm thường, nếu không phải Tiêu Phàm Tân Lâm nội công đều cực kỳ cao cường, người bình thường cho dù có dạng này kín không kẽ hở kiếm pháp, cũng muôn vàn khó khăn tại như thế dày đặc phi đao mưa tên phía dưới thi triển đi ra. Căn bản ngăn không được, dù là như thế, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm thân thể, cũng bị phi đao vũ tiễn bên trên bám vào to lớn kình lực đâm đến nghiêng bay chéo ra ngoài, lảo đảo hai bước mới đặt chân vững vàng bước. Nhưng cái này căn bản cũng không phải là kết thúc. Hai người vừa đứng vững thân thể, ô ô chi tiếng nổ lớn, lại là vô số phi đao vũ tiễn từ đại điện mái vòm bắn xuống dưới, dưới chân cũng từ phương hướng khác nhau bắn ra 5-6 cây sắc bén trúc súng. Trong chốc lát những này cơ quan ám khí hình thành một chương thiên la địa, chăm chú đem Tiêu Phàm cùng Tân Lâm bao khỏa trong đó. Chương 393, sau cùng điên cuồng. Tiêu Phàm, tình hình không đúng. Tân Lâm một bên đón đỡ lấy từ bốn phương tám hướng bắn tới cơ quan ám khí, một bên thấp giọng kêu lên. Tiêu Phàm trả lời một tiếng. Bên trong đại điện này cơ quan ám khí, cùng vừa rồi hành lang bên trong cơ quan ám khí khác biệt. Hành lang bên trong cơ quan ám khí, là mù quáng, thực hành không khác biệt công kích. Nhưng trong đại điện cơ quan ám khí, lại là mục tiêu minh xác. Hai người bọn họ trốn đến cái kia liền theo tới đâu. Rất rõ ràng có người âm thầm thảo khống. Nếu như cung điện dưới đất bên trong không có người thứ tư ở đây, như vậy cái này thảo khống cơ quan phát xạ ám khí ra hỏa, hẳn là Liễu Sinh Hùng một. Khó trách ra hỏa này muốn bốc cháy ngọn đèn, vì có thể vì chính mình chiếu sáng mục tiêu. Thanh ngọn đèn diệt đi đi, không phải quá bị động. Tân Lâm nhuyễn kiếm trong tay bay múa như vòng, đem vô số cơ quan ám khí một ô ngăn đi, nói. Tại ngăn một thanh trúc súng thời điểm, bị to lớn quen họ mang phải thân thể hướng bên cạnh lệch ra, kém chút bị một viên kích xạ mà đến phi đao đánh trúng. May mà Tiêu Phàm tại một bên kịp thời xuất thủ, rời ra cái này mai phi đao, Tân Lâm mới khỏi bị tổn thương. Chỉ sợ không dễ dàng, người nhìn những cái kia bấc đèn vị trí. Tân Lâm phát giác không đúng, Tiêu Phàm đã sớm phát giác được, đồng thời đã quan sát qua ngọn đèn bấc đèn vị trí. Tân Lâm theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên không nhìn thấy bấc đèn. Tượng đá trong tay bưng ngọn đèn, bấc đèn thiết kế phải tương đối đặc biệt, ở vào bảo vệ nghiêm mật bên trong, từ dưới lên trên, chỉ có thể nhìn thấy đèn đuốc, lại không nhìn thấy bấc đèn. Gặp phải tình huống như thế này, sử dụng ám khí là rất khó trực tiếp đem đèn đuốc diệt đi. Lại xem xét ngọn đèn, hoàn toàn khảm nạm tại tượng đá trong lòng bàn tay, thật giống như cùng tượng đá bàn tay đã nối liền thành một thể. Muốn đem ngọn đèn xốc hết lên, trừ phi là đem tượng đá toàn bộ đẩy ngã hoặc là chặt đứt tượng đá cánh tay. Từ tượng đá cao lớn tráng kiện trình độ đến xem, cái chủ ý này càng thêm không đáng tin cậy. Thiết kế đây hết thảy cửu quỷ lưu tiền bối, năm đó sớm đã đem những tình hình này cân nhắc ở bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Tân Lâm có chút lo âu, cũng không khó xử lý. Từ dưới vừa đánh không thành chủ ý, vậy liền từ không trung đi. Ta yểm hộ, người chủ công, Tiêu Phàm quả quyết nói, duỗi tay ra, liền tóm lấy một cây bay vụt mà đến trúc súng. Đem trong tay ngắn kiếm nhất thu.
hai tay vung vẩy trúc súng, hổ hổ sinh phong, lập tức đem hắn cùng Tân Lâm hai người đều bao lại. Cái này trúc súng chiều dài ở xa trên đoạn kiếm, hai tay vung vẩy, lực đại chiêu chìm, bắn tới trúc súng vũ tiễn phi đao nhao nhao bị đánh trúng bốn phía bay loạn. Tân Lâm túc hạ một điểm, thân thể nhẹ nhàng bay lên, giờ phút này Tân Lâm thân thể đã cao hơn tượng đá, ở trên cao nhìn xuống, tượng đá trong tay ngọn đèn bấc đèn lại cũng không có chỗ ẩn trốn, xùy một tiếng, một đạo hàn quang bay ra. Đại điện bên trong tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại, cỗ này tượng đá ngọn đèn đã bị đả diệt. Làm tốt, Tiêu Phàm tán thưởng một tiếng, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, đối mặt với bốn phương tám hướng phi đao ám tiễn, Tân Lâm ám khí xuất thủ vẫn như cũ như thế tinh chuẩn, coi là thật thần hồ kỳ kỹ. Coi như Tiêu Phàm mình, chỉ sợ đều khó mà đạt tới dạng này tinh chuẩn trình độ. Tân Lâm hé miệng cười một tiếng, túc hạ không chút nào dừng lại, trên mặt đất một điểm, ở giữa không trung xẹt qua một đạo nhàn nhạt đường vòng cung, tay một dương, lại đã diệt đi thứ hai chén đèn dầu. Đợi đến Tân Lâm một hơi diệt đi ba chén đèn dầu về sau, trong đại điện tia sáng lập tức ám một nửa. Bất quá lúc này, núp trong bóng tối Liễu Sinh Hùng một cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức đếm không hết phi đao ám khí, trúc súng vũ tiễn, nhao nhao hướng về Tân Lâm phóng tới. Hoàn toàn đem Tiêu Chân Nhân phiết qua một bên, Tân Lâm không lo được tắt đèn, nhuyễn kiếm trong tay cấp tốc múa, đem mình hộ ở trong đó. Tiêu Phàm lại không có lập tức chạy tới cứu viện, mà là tại hình tròn đại điện nửa phần trên tìm kiếm. Liễu Sinh Hùng một đối hành tung của bọn hắn rõ như lòng bàn tay, không thể nghi ngờ là ở vào một cái tương đối cao vị trí, có thể nhìn chung toàn cục. Tiêu Phàm nhưng không tin tại cái này cung điện dưới đất bên trong, trang hiện đại hóa giám sát công trình, trốn ở chỗ rất xa, liền có thể đem trong đại điện tình hình thấy nhất thanh nhị sở. Cái này một đợt công hướng Tân Lâm trúc súng vũ tiễn số lượng rất nhiều. A, à, Tân Lâm bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nhuyễn kiếm trong tay rời tay bay đi. Lại là bị một thanh trúc súng may mắn thế nào chính chính đánh trúng nhuyễn kiếm, trúc súng bên trên bám vào cơ quan chi lực thực tế quá lớn, Tân Lâm không cầm nổi trong tay nhuyễn kiếm. Không có binh khí, Tân Lâm lập tức trở nên nguy ngập vạn phân, không cần suy nghĩ, lập tức bay ngược về đằng sau. Nhưng nàng dưới chân tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được cơ quan phát xạ phi đao ám khí. Đúng lúc này, Tiêu Phàm phi thân đuổi tới, trong tay trúc súng múa thành một đoàn hắc quang, đinh đinh đang đang một trận mật vang. Đem vô số ám khí vũ tiễn đều đánh bay ra ngoài. Xuy 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 ba tiếng nhẹ vang lên, tại cái này tứ tán bay vụt vũ tiễn ám khí bên trong, xen lẫn ba đạo hàn quang. Cục diện thực tế quá mức hỗn loạn, dù coi như là thần tiên hạ phàm, cũng rất khó phát giác được cái này nhỏ xíu dị dạng. Ba cái liễu diệp phi đao bắn thẳng đến bộ thứ ba tượng đá phải phía trên đại điện đỉnh. Nơi đó có một cái nho nhỏ lỗ thủng, phi thường bí ẩn, dưới tình huống bình thường, muôn vàn khó khăn phát hiện. Đáng tiếc Tiêu Phàm không phải người bình thường, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền ra, tại hình tròn trong đại điện vang vọng thật lâu, như bóng với hình không ngừng phóng tới vũ tiễn ám khí im bặt mà dừng, đại điện bên trong lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Tiêu Phàm một tay ôm Tân Lâm mềm mại eo nhỏ, tay phải trúc súng dưới đất nhẹ nhàng điểm một cái, hai người nhàn rỗi bay lên, lách mình đến bộ thứ ba tượng đá về sau, giấu ở tượng đá bóng tối bên trong. Tân Lâm đứng vững bước chân, nhẹ nhàng thở phào một cái. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng lại chưa tránh ra Tiêu Phàm vây quanh, chỉ hạ thấp giọng hỏi, ở đây a? Là tại cái này phía trên, thông đạo có phải là tại vị trí này, còn muốn điều tra một chút mới biết được. Tiêu Phàm đáp, nhẹ nhàng buông ra ôm Tân Lâm cánh tay trái. Vậy ta trước tiên đem cái khác mấy ngọn đèn diệt rồi. Không cần, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ngữ khí chắc chắn. Liễu Sinh Hùng một cố nhiên cao minh, tại bất ngờ không đề phòng, rất khó né tránh được hắn ba cái phi đao. Hiện tại coi như không chết, con mắt chỉ sợ cũng không thuận tiện như vậy. Trong thời gian ngắn lần nữa thảo làm cơ quan hướng bọn hắn công kích khả năng họ phi thường tiểu. Nhân cơ hội này điều tra một chút tiến vào cơ quan thảo làm thất thông đạo, nghĩ biện pháp tiến vào cái này thảo làm thất, triệt để tiêu diệt Liễu Sinh Hùng một mới là đứng đắn. Nói, Tiêu Phàm năm ngón tay luân chuyển, chỉ phong suy suy không dứt, trước sau đụng vào trước người gạch xanh trên vách tường. Đều là 10 điểm trầm ổn dày đặc thanh âm, không ở nơi này. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm rời bỗng nhúc nhích vị trí, lại bắt đầu điều tra. Cái này hình tròn đại điện cũng không 10 điểm rộng lớn, tại không có ngoại bộ lực lượng can thiệp tình huống dưới, coi như dọc theo vách tường toàn bộ điều tra một lần, cũng hóa không mất bao nhiêu thời gian. Mấu chốt là động tác phải nhanh, vạn nhất Liễu Sinh Hùng một thụ thương không nặng, khôi phục lại, cũng không biết sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Dù sao chỗ này, là Liễu Sinh Hùng một sân nhà. Rất nhanh.
Tiêu Phàm liền điều tra đến thứ 6 cỗ tượng đá phụ cận. Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng lại điều tra động tác, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ người vô thanh vô tức phiêu quá khứ, đi tới thứ 6 cỗ tượng đá trước mặt. Tân Lâm tiện tay trên mặt đất nhặt lên một mực tản mát trúc súng, làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Nàng biết, cái này mấy cỗ tượng đá bên trên điêu khắc văn tự đối Tiêu Phàm rất trọng yếu. Là cho nên, không lịch quỷ đạo, không luyện địa ngục, không trải qua luân hồi. Tiêu Phàm yên lặng nhìn qua tượng đá bên trên điêu khắc đoạn này khẩu quyết, trên mặt hiện lên một vòng đại hỷ thần sắc. Không hề nghi ngờ, đây là ác quỷ nói. Thức thứ 6 tu luyện pháp tướng cùng khẩu quyết. Di thất hơn 1.000 năm luân hồi tướng ác quỷ nói, thế mà tại đông đảo quốc phương bắc đảo cung điện dưới đất bên trong tìm được. Đang lúc Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm trong tượng đá bên trên khẩu quyết bên trong, một trận đâm đâm một ngạt thanh âm truyền ra, bỗng nhiên đem Tiêu Phàm bừng tỉnh, lập tức thân ảnh lóe lên, đưa tay giữ chặt Tân Lâm thủ đoạn, dính sát tường mà đứng. Đâm đâm thanh âm càng ngày càng vang, ngay tại hai người bọn họ bên người cách đó không xa, một đạo dày đặc cửa đá chậm rãi mở ra. Nhìn qua, cái này cửa đá bên ngoài đồng hồ cùng gạch xanh giống nhau như đúc, hoàn cảnh u ám, muốn phân rõ xác thực có nhất định độ khó. Mấu chốt là, cái này cửa đá đủ dày, coi như điều tra đến, không có có máy móc thiết bị nghĩ muốn mở ra, độ khó càng không phải bình thường to lớn. Nhưng là bây giờ, cửa đá mình mở ra, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm lại hướng bên cạnh di động mấy bước. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt bỗng nhiên xuất hiện, hay là cẩn thận mới là tốt. Đâm đâm thanh âm ầm vang mà dừng, cửa đá rốt cục cũng ngừng lại, cung điện dưới đất bên trong, lại khôi phục yên tĩnh. Ngay cả nửa điểm thanh âm đều không có, an tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm không nhúc nhích, Tiêu tiên sinh, bỗng dưng, trong cửa đá truyền đến Liễu Sinh Hùng một thanh âm, nghe vào vô cùng mỏi mệt, chỉ bất quá nói như thế ba chữ, Liễu Sinh Hùng một liền kịch liệt ho khan. Nghe xong Liễu Sinh Hùng một thanh âm ho khan, Tiêu Phàm liền có thể kết luận, Liễu Sinh Hùng một thương thế cực kỳ nặng nề, trên cơ bản không có bất luận cái gì năng lực công kích. Thật vất vả ngừng lại ho khan. Liễu Sinh Hùng một lại hô hô thở hổn hển, như là kéo ống bể. Tiêu tiên sinh, người thật khiến ta thất vọng. Sốt cục, Liễu Sinh Hùng một đè nén thở dốc, lại một lần nữa mở miệng, trong giọng nói, mang theo nói không nên lời mỉa mai cùng khinh thường. Tân Lâm liền nhếch miệng, cái này tiểu quỷ tử, đã cùng đồ mạt lộ, tử chi sắp tới, vẫn như cũng như thế ngạo khí, đối kích bại đối thủ của hắn, mảy may cũng không kính sợ, ngược lại là cùng quỷ tử nhất quán truyền thống có chút xui xẻo cách. Bình thường mà nói, quỷ tử đều là tiện, người đánh hắn càng hung ác, hắn càng là chịu phục. Liễu Sinh Hùng tính toán là tiểu quỷ tử bên trong dị loại. Người rõ ràng là người thắng, nhưng là người đến bây giờ cũng còn sợ hãi ta. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, coi như ngươi lại chú ý cẩn thận, ngươi cũng ra không được. Ngươi cùng thị nữ của ngươi, chỉ có thể tại cái này hắc ám thế giới dưới lòng đất, bồi tiếp ta cùng chết. Nơi này là chúng ta, cửu quỷ lưu, tổng đàn sở tại địa. Ta là cửu quỷ lưu, truyền nhân, chết ở chỗ này, linh hồn của ta sẽ có được an giấc. Nhưng là ngươi đây, ngươi không thể, ngươi là chi người kia, nơi này là tha hương nơi đất khách, ngươi cùng nữ nhân của ngươi, nhất định tại cái này rời nhà 10 triệu bên trong địa phương, làm một đôi cô hồn dã quỷ. Linh hồn của ngươi không chiếm được an giấc, chỉ có thể vĩnh viễn ở đây phiêu đáng, vô sở quy theo. Các ngươi không thể quay về, mãi mãi cũng không thể quay về, ha ha, ha ha ha. Liễu Sinh Hùng một cười như điên, thanh âm phi thường điên cuồng, khàn cả giọng. Điên cuồng tiếng cười thật lâu tại cung điện dưới đất bên trong quanh quẩn. Chương 394, tự hủy. Điên, Tân Lâm cắn răng, từ miệng bên trong lóe ra như thế hai chữ. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhanh chân hướng về cửa đá đi đến. Tân Lâm thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức theo sát phía sau, đi vào cửa bên trong. Cửa đá bên trong, là một cái cũng không quá lớn không gian. Còn trưng bày một chút đồ dùng trong nhà, một chút nhìn qua, giống như là một gian phòng nghỉ. Liễu Sinh Hùng một an vị tại đối diện cửa đá trong một cái ghế. Cái ghế kia đen nhánh bóng loáng, không giống lắm là bằng đá, trong lúc nhất thời, khó mà phán đoán chất liệu. Liễu Sinh Hùng một mắt phải đã mù, còn mắt chính giữa cắm một viên liễu diệp phi đao, máu tươi theo gương mặt thẳng chảy xuống đến, khác một viên phi đao, thì chính cắm ở hắn thiên đình vị trí, một nhóm máu tươi theo chóp mũi hướng xuống giọt. Không ngừng há mồm cuồng tiếu, nguyên bản được cho anh Tuấn nho nhã tướng mạo đã sớm bị phá hư hầu như không còn, lộ ra 10 phần dữ tợn đáng sợ. Từ hai viên liễu diệp phi đao lộ tại bên ngoài bộ phân để phán đoán, hai viên phi đao đều đã xâm nhập Liễu Sinh Hùng một sọ não bên trong, đây là chí mạng trọng thương, trên cơ bản không thể cứu vãn. Liễu Sinh Hùng một sinh mệnh,
đã đi đến cuối con đường. Có lẽ chính là bởi vì ý thức được điểm này, Liễu Sinh Hùng một mới mình mở ra cửa đá, thả Tiêu Phàm cùng Tân Lâm tiến đến. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới Liễu Sinh Hùng một đối diện đứng vững, Tân Lâm thì đứng tại cửa đá một bên, cảnh giác đánh giá trong phòng hết thảy, phòng ngừa Liễu Sinh Hùng một trước khi chết phản công, tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Một khung thang lầu gác ở một bên trên vách tường, ngẩng đầu đi lên, có thể nhìn thấy kia bên trên còn có một cái không gian, đoán chừng là dùng để thảo khống cơ quan chi lực thảo làm ở giữa. Liễu Sinh, đều kết thúc. Nam tử hán đại trượng phu, có chơi có chịu, ngươi an tâm đi thôi. Tiêu Phàm nhìn qua Liễu Sinh Hùng một, lạnh nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh. Liễu Sinh Hùng một điên cuồng tiếng cười dần dần ngừng xuống tới, hít sâu một hơi, bỗng nhiên tại trong ghế ngồi thẳng người, trừng lớn một con hoàn hảo mắt trái, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, độc trong mắt, hung quang lấp lóe, tràn đầy ác độc căm hận cùng không cam lòng chi ý. Cứ việc Liễu Sinh Hùng đầy miệng bên trong không chịu thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm còn sót lại lý trí nói cho hắn, Tiêu Phàm nói không sai, hết thảy đều kết thúc. Hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa cuộc tỉ thí này, lấy hắn thất bại mà kết thúc. Chẳng những chính hắn xong, toàn bộ Yagyu gia tộc tộc qua chiến dịch này, tinh anh cơ hồ toàn diệt, trên cơ bản cũng đã ngã vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vĩnh thế khó được xoay người. Bị bại 10 điểm triệt để, ta có chơi có chịu, ta tại sao phải chịu thua? Tiêu Phàm, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ha ha, ta cho ngươi biết, nơi này là tuyệt địa, các ngươi lúc tiến vào, ta liền đã thanh tất cả thông đạo đều chặt đứt. Lưu người ở chỗ này, một cái cũng đừng nghĩ ra ngoài. Liễu Sinh Hùng lạnh lẽo lạnh nói, ngữ khí nói không nên lời ác độc. Tân Lâm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Tiêu Phàm biểu lộ cũng rất giống. Không thể nghi ngờ, Liễu Sinh Hùng một đang nói láo. Hắn lúc trước đem Tiêu Phàm Tân Lâm dẫn dụ tới nơi này, tuyệt sẽ không là vì muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, chỉ là muốn lợi dụng nơi đây cơ quan cạm bẫy, đem Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đưa vào chỗ chết. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phàm Tân Lâm cường hãn đến quá mức, dù coi như hữu cơ quát cạm bẫy có thể sử dụng, cũng vẫn như cũ không làm gì được hai cái này biến thái ra hỏa. Mà lại, nơi này là cửu quỷ lưu đã từng tổng đàn sở tại địa, làm sao có thể thiết kế thành chỉ có vào chứ không có ra tuyệt địa. Ha ha, các ngươi nghĩ đến không sai. Nơi này lúc đầu không phải tuyệt địa, tất cả thông đạo cửa đá, đều có thể khống chế. Nhưng là, có một chút các ngươi là sẽ không biết, đó chính là khống chế đầu mối ở đây. Ngay tại chúng ta bây giờ đợi căn này trong mật thất. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ đem căn này mật thất hoàn chỉnh lưu cho các ngươi à? Liễu Sinh Hùng một mặt bên trên cũng giống vậy toát ra mỉa mai cười lạnh. Tiêu Phàm, Tân Lâm, mặc dù ta thắng không được các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đừng nghĩ thắng được ta. Trận chiến tranh này, ngay từ đầu chính là tử cục, ta không có ý định để các ngươi còn sống về chi vậy đi. Hiện tại, bồi ta cùng chết đi, ha ha, ha ha ha. Liễu Sinh Hùng một lại ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười càng thêm điên cuồng. Ngay tại cái này điên cuồng trong tiếng cười, toàn bộ mật thất cũng bắt đầu đung đưa, bốn phía phát ra ầm ầm tiếng vang, mà đỉnh đầu đá xanh mái vòm, càng là tràn ra đạo đạo vết rạn, giống nhện, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Khối nhỏ tảng đá đã bắt đầu rơi xuống. Đi, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thân thể về sau vội vàng thối lui. Dù coi như đối mặt nguy hiểm như vậy tình trạng, Tiêu Phàm cũng là đối mặt với Liễu Sinh Hùng vừa rút lui lui, tuyệt không đem lưng của mình không có chút nào phòng bị mà lộ ra cho địch nhân. Liễu Sinh Hùng một vẫn tại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đối này không thèm để ý chút nào. Rầm rầm, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm vừa mới thối lui đến cửa mật thất, khối lớn bàn đá xanh liền hung hăng đập xuống. Tại thạch cửa mở ra trước đó, Liễu Sinh Hùng một liền đã khởi động nơi này tự hủy trang bị. Đây là Liễu Sinh Hùng một sau cùng sát chiêu, hạ quyết tâm. Liều lĩnh, muốn cùng Tiêu Phàm Tân Lâm đồng quy vu tận. Đối với Liễu Sinh Hùng một dạng này kiêu ngạo võ sĩ mà nói, thất bại cùng tử vong là cùng một cái danh từ, không có gì khác nhau. Thất bại võ sĩ, ép căn bản không hề tư cách lại sống trên đời. Liễu Sinh Hùng một duy nhất cần phải làm là, trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, có thể kéo hai cái vậy thì càng tốt. Oanh, một khối lớn bàn đá xanh từ trên trời giáng xuống, chính chính đập trúng Liễu Sinh Hùng một, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Liễu Sinh Hùng một, cái này kiêu ngạo tự phụ thậm chí là tự đại đông đảo người, cửu quỷ lưu truyền nhân chính tông, Yagyu gia tộc tộc đương đại gia chủ, cứ như vậy chết rồi. Cùng hắn ngồi cái ghế kia cùng một chỗ, bị từ trên trời giáng xuống cự tảng đá lớn trực tiếp nện thành thịt muối. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm không có thời gian đi quan tâm Liễu Sinh Hùng một sinh tử, tận quản tốc độ của bọn hắn đủ nhanh, trong khoảnh khắc liền thối lui đến bên ngoài,
đi tới bên ngoài hình tròn cung điện dưới đất, nhưng nơi này cũng giống vậy không an toàn. Toàn bộ cung điện dưới đất hình tròn mái vòm, đều vỡ ra thành từng khối lớn tiểu không một phiến đá, nhao nhao hướng xuống đập tới. Qua bên kia thông đạo, Tân Lâm vang lên bên tai Tiêu Phàm không thể nghi ngờ tiếng hò hét. Có lẽ đến thông đạo cũng chưa chắc an toàn, nhưng toàn bộ hình tròn địa cung đều ở vào tự hủy uy lực bao phủ phía dưới, đứng ở chỗ này bất động, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau chóng trốn đến trong thông đạo vừa đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tân Lâm nửa phân đều không do dự, dưới chân điểm nhẹ, tóc dài phất phới, trực tiếp ngang qua toàn bộ cung điện dưới đất, từ trước đến nay lúc thông đạo vào tới. Cẩn thận, ngay tại nàng sẽ phải đến thông đạo thời điểm, Tiêu Phàm lại là hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Tân Lâm chỉ nghe đỉnh đầu hô hô gió vang, trong lúc cấp bách ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy cả mình một khối to lớn bản đá xanh, đang hướng về đỉnh đầu của nàng đập xuống, còn không có nện vào, liền đã ép tới người phảng phất ngay cả khí đều không kịp thở. Lại muốn tránh tránh, rõ ràng đã tới không kịp, Tân Lâm không chịu được hoa dung thất sắc, cùng lúc đó, một khối so sánh tiểu nhân bàn đá xanh cũng đánh tới hướng Tiêu Phàm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm trong tiếng hít thở, quát như sấm mùa xuân, hô một trưởng hướng lên đánh ra, nghênh hướng na khối nặng hơn thiên quân cự thạch, đồng thời bàn tay trái hướng về Tân Lâm một trưởng đẩy ra. Tân Lâm chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải đại lực mãnh liệt mà tới. Nàng kiều tiểu nhân thân thể liền như là cuồng phong sóng lớn bên trong một mảnh lá rụng, không có chút nào kháng cự chi lực, thân bất do kỷ hướng về thông đạo bên kia kích bắn đi, nhanh hơn thiểm điện. Đối với nện hướng mình bàn đá xanh, Tiêu Phàm hoàn toàn làm như không thấy. Oanh một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm một trưởng đánh trúng gấp rơi mà dưới cự thạch kia lại bị ngạnh sinh sinh đánh trúng hướng bên cạnh bay vài thước, ầm vang rơi xuống đất. Tiêu Phàm dưới chân một điểm, liền muốn hướng về thông đạo bên kia vọt tới. Chỉ bất quá như thế một trì hoãn, khối kia nhỏ một chút bàn đá xanh cũng rốt cuộc khó mà tránh đi, đập ầm ầm tại Tiêu Phàm trên lưng. Tiêu Phàm rên lên một tiếng, một cái lảo đảo hướng về phía trước té ra. Tiêu Phàm, Tân Lâm quá sợ hãi, vội vàng khẽ vươn tay, đem quẳng tới Tiêu Phàm một thanh kéo tiến vào thông đạo. Hai người đụng vào nhau, ngã lăn xuống đất, qua một tiếng, Tiêu Phàm miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiêu Phàm, người thế nào? Nhất quán chấn định thậm chí là lãnh đạm Tân Lâm khẩn trương, luôn miệng kêu lên, thanh âm đều có chút biến điệu. Tiêu Phàm nội công thâm hậu cỡ nào, Tân Lâm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Bây giờ Tiêu Phàm thế mà thổ huyết, có thể thấy được thương thế gì cùng nặng nề. Khổng lồ như vậy bàn đá xanh trực tiếp đập trúng lưng, dù coi như là một con trâu, chỉ sợ cũng bị mất mạng tại chỗ, huống chi là một người. Không sao, Tiêu Phàm thấp giọng đáp, rõ ràng trung khí không đủ. Giờ này khắc này, khắp nơi đều là ầm ầm tiếng vang thanh âm, toàn bộ cung điện dưới đất đều đang run rẩy không thôi. Dù là Tân Lâm hòa nói bên trong dũng khí rất hào, trong lúc này cũng ôm thật chặt ở nằm sấp trên người mình Tiêu Phàm, nằm ở nơi đó, động cũng không dám động. Thiên địa này chi uy, thực tế đoạt người tâm phách. Cũng may bọn hắn vị trí cái thông đạo này, tương đối thấp bé, không gian cũng tương đối chật chội, ngược lại là tạm thời không có phát sinh đổ sụp hiện tượng. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm. Ầm ầm nổ vang rốt cục yên tĩnh lại, cung điện dưới đất cũng không còn run rẩy. Tiêu Phàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái, hai tay chèo trống, rời đi Tân Lâm ôm ấp. Tân Lâm lúc này mới ý thức được mình vừa rồi một mực ôm Tiêu Phàm, không khỏi xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, may mà bốn phía một vùng tăm tối, Tiêu Phàm không nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Già Nhi, chúng ta điều tra một cái đi. Chốc lát, Tiêu Phàm thấp giọng nói. Tân Lâm trầm thấp đáp ứng một tiếng, móc ra cỡ nhỏ đèn pin đến. Hướng về phía trước chiếu đi, chỉ thấy thông đạo lối ra, đã bị chồng chất bàn đá xanh chắn phải cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại mấy đầu tinh tế khe hở. Gió lùa tới ngược lại là có thể, người muốn thông qua, đó chính là trắng nói nằm mơ. Tân Lâm thử nghiệm đẩy một chút những cái kia ngăn chặn cửa thông đạo hòn đá, tự nhiên là như là chuồn chuồn lay cột đá, không thể lay động mảy may. Hoàn toàn chắn chết rồi. Tiêu Phàm nói, lại vãng lai đường nhìn xem. Lập tức hai người lại theo thông đạo đi ra ngoài. Không lâu liền tới đến cửa đá trước đó. Chạm tay băng lãnh, cái này phiến cửa đá, Tiêu Phàm đã sớm kiểm tra qua, phi thường dày đặc, không sai biệt lắm cùng một vách núi bích không có gì khác biệt. Lại cẩn thận điều tra mặt đất, là cứng rắn vô so nền đá tấm, muốn hướng xuống đào móc một cái thông đạo ra ngoài, trừ phi là có được cỡ lớn hiện đại hóa máy móc thiết bị, hoặc là một đống thuốc nổ, không phải cơ bản không thể nào. Huống chi chắn trong này, đừng bảo là đồ ăn, ngay cả nước bọt đều không có.
vậy mà lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chương 395, ép không được tai họa ngầm. Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Tân Lâm thấp giọng hỏi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái, không có trả lời. Nghe tới cái này âm thanh ho khan, Tân Lâm lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng mở ra đèn pin chiếu quá khứ, lại chỉ thấy một vệt máu từ Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra ngoài. Tân Lâm lập tức gương mặt xinh đẹp đại biến, vừa rồi kia một chút trọng kích, cho Tiêu Phàm tạo thành tổn thương chi trọng, vượt qua dự liệu của nàng. Chúng ta trước chữa thương, ngươi ngồi xuống. Tân Lâm không lo được khác, vội vàng đỡ Tiêu Phàm ở trong hành lang dựa vào vách tường ngồi xuống, tướng lĩnh miệng buộc lên dây đỏ ra bên ngoài kéo một phát, dây đỏ cuối cùng, liên tiếp một cái mỡ dây ngọc điêu thành tiểu tiểu hồ lô, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Cái hồ lô này, Tân Lâm thiếp ngực mà giấu, bên trong đồ vật quý giá, có thể nghĩ. Tân Lâm mở ra hồ lô cái nắp, mùi thuốc nồng nặc lập tức xông vào mũi. Tân Lâm từ trong hồ lô đổ ra một viên đậu nành lớn nhỏ đỏ tươi đan dược, nâng đến Tiêu Phàm bên miệng, cho hắn ăn ăn vào. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, hai tay chồng tại nơi bụng, bắt đầu thổ nạp vận hơi thở, luyện hóa dược lực. Tân Lâm vừa rồi cho hắn ăn ăn vào dược hoàn, là Thất Diệu Cung bí chế thánh dược chữa thương, đối bị thương nhất là thấy hiệu quả. Tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới bị từ địa cung đỉnh chóp rơi xuống phía dưới khối cự thạch này đập trúng phần lưng, ngũ tạng lục phủ đều nhận trọng kích, cường đại như Tiêu Phàm cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Nếu là đổi lại những người khác, thậm chí như là Tân Lâm loại này đẳng cấp cao thủ, chỉ sợ đều đã gánh không được. Tân Lâm đem đèn pin điều thành chiếu sáng hình thức, đem cái này hành lang một bên chiếu dọi phải mông lung, một đôi mắt đẹp, không chớp mắt nhìn qua Tiêu Phàm, chú ý Tiêu Phàm trên mặt cho dù là nhỏ bé nhất thần thái biến hóa. Có lẽ bởi vì ở xa tha hương nơi đất khách, lại thâm nhập rừng rậm nguyên thủy vách núi treo leo sâu trong lòng núi, làm cho Tân Lâm có một loại rất dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm an nguy, đương nhiên là trọng yếu nhất. Hạo nhiên chính khí vận chuyển lại, rất nhanh liền hóa khai dược lực. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Phàm đỉnh đầu bắt đầu sương mù bốc hơi, từng đoàn sương mù màu trắng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu ngưng kết, thật lâu không tiêu tan. Loại này tại trong mắt người bình thường kỳ lạ vô so tình hình, Tân Lâm ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Từ khi Tiêu Phàm hạo nhiên chính khí tu luyện đại thành về sau, Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, mỗi lần luyện công đến tinh thâm thời điểm, đều sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Bất quá Tân Lâm cũng là đến chỉ thủy xem cùng Tiêu Phàm sinh hoạt chung một chỗ về sau mới trải qua thường gặp được, trước kia tại Thất Diệu Cung tổng đàn thời điểm, chỉ ngẫu nhiên gặp qua sư phụ luyện công sẽ xuất hiện loại tình hình này, những đồng môn khác công lực thua xa, vậy liền không có như vậy dị tượng. Lại là 30 phút sau quá khứ, Tiêu Phàm cái trán bắt đầu thấy mồ hôi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ Tiêu Phàm thể nội lộ ra. Tân Lâm lại nhẹ nhàng thở phào một cái. Đây là dược lực đã hoàn toàn tan ra, đồng thời du tẩu tứ chi trăm mạch biểu hiện. Thất Diệu Cung thánh dược chữa thương cố nhiên khó lường, nhưng không đến nửa canh giờ dược lực liền tại tứ chi trăm mạch bên trong lan ra, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Mắt thấy Tiêu Phàm nguyên bản tái nhợt hai gò má dần dần lộ ra một tia đỏ ửng, Tân Lâm trong lòng dần dần an định lại. Mặc kệ thế cục cỡ nào hỏng bét, chỉ cần Tiêu Phàm không việc gì, Tân Lâm trong lòng liền sẽ không lo nghĩ. Thế nhưng là lần này, tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm. Tiêu Phàm trên hai gò má đỏ ửng dần dần làm sâu sắc, không ngừng hướng về trên mặt những bộ vị khác lan tràn, một thời gian uống cạn chung trà, vậy mà trở nên đầy mặt đỏ bừng, vốn chỉ là có chút thấy mồ hôi thái dương, giờ phút này lại là giọt lớn mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, thậm chí thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm. Tân Lâm gương mặt xinh đẹp biến sắc, vội vã kêu lên. Chẳng lẽ thuốc không đúng bệnh? Theo lý thuyết tuyệt đối không thể có thể, Tiêu Phàm bị hòn đá đập trúng, là điển hình chấn thương, lấy Thất Diệu Cung thánh dược chữa thương trị liệu, hoàn toàn chính xác, lại đối chứng cũng không có. Thế nhưng là Tiêu Phàm cái dạng này, rõ ràng không phải giả vờ. Già, chế huyệt, giúp, ta, chế, huyệt. Tiêu Phàm thân thể càng thêm run run đến kịch liệt, cơ hồ là cắn răng. Từng chữ nói ra, cái trán mồ hôi rơi như mưa. Chế huyệt, chế cái nào huyệt vị? Tân Lâm cũng hoảng tay chân, 10 điểm luống cuống. Ngươi biết, Tiêu Phàm răng cắn phải rát băng rung động. Tân Lâm gương mặt xinh đẹp nháy mắt ân hồng tự huyết. Loại tình hình này, giống như đã từng quen biết. Tại chỉ thủy xem, Tiêu Phàm tu luyện hợp hoan thức, liền xuất hiện qua cùng loại tình hình. Ngay lúc đó Tiêu Phàm, cũng là toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó mà tự chế. Để Tân Lâm hỗ trợ chế trụ đan điền khí hải hai huyệt. Thế nhưng là, người bây giờ tại chữa thương a. Lần này, Tân Lâm
Tân Lâm không có đối Tiêu Phàm phụng mệnh duy cần, mà là đưa ra nghi vấn. Tú Mỹ song mi chăm chú nhau, chế trụ Tiêu Phàm đan điền cùng khí hải huyệt, cố nhiên có thể đem cuồn cuộn khí huyết áp chế xuống, nhưng là trở ngại chân khí tại tứ chi chăm mạch bên trong vận hành, Tiêu Phàm thương thế đem không chiếm được kịp thời trị liệu. Không kịp giải thích, nhanh, ta muốn ép không được, Tiêu Phàm kêu lên, ngữ khí trở nên 10 điểm vội vàng sao động lo nghĩ. Tân Lâm giật mình, lập tức không do dự nữa, cũng chỉ như kích, cực nhanh điểm trúng Tiêu Phàm đan điền cùng khí hải huyệt. Tiêu Phàm toàn thân chấn động, thở phào một hơi, chậm rãi hòa yên tĩnh, bất quá hai gò má vẫn như cũ đỏ bừng, cái trán mồ hôi cũng chưa hoàn toàn biến mất. Già Nhi, cách ta xa một chút, chốc lát, Tiêu Phàm thấp giọng nói, thanh âm vẫn có chút run nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra, Tân Lâm không có nghe hắn, chỉ là chú ý mà hỏi thăm. Tu luyện hợp hoan thức sẽ để cho Tiêu Phàm ức chế không nổi nam nhân nguyên thủy nhất, nhưng dưới mắt, Tiêu Phàm rõ ràng là tại chữa thương, làm sao cũng sẽ xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Cũng khó trách Tân Lâm có chút không hiểu, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nhẹ nói tai họa ngầm. Trước kia dùng bản mệnh chân nguyên cưỡng ép ngăn chặn, lời còn chưa dứt, Tân Lâm lại lập tức liền minh bạch, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tiêu Phàm đoạn thời gian trước tu luyện hợp hoan thức, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, cưỡng ép kiềm chế mình, không khỏi tại thể nội tạo thành nhất định tai họa ngầm. Ỷ vào nội công thâm hậu, Tiêu Phàm lấy bản mệnh chân nguyên đem loại này tai họa ngầm ngạnh sinh sinh ngăn chặn, không khiến phát tác. Thế nhưng là tối hôm qua đến bây giờ, liên tục kịch chiến, nội lực tiêu hao quá lớn, tăng thêm vừa rồi thụ thương, điều động chân nguyên hóa khai dược lực chữa thương, hợp hoan thức tạo thành tai họa ngầm liền cũng không nén được nữa, lập tức bạo phát đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Thương thế của ngươi, Tiêu Phàm nói, dược lực đã tan ra, thương thế không sao. Không đúng, Tân Lâm quả quyết nói. Nửa canh giờ cũng chưa tới, dược lực không có khả năng toàn bộ tan ra. Thuốc này là bọn hắn thất diệu cung thánh dược chữa thương, Tân Lâm rất rõ ràng dược lực ra sao trở mạnh mẽ. Dù coi như Tiêu Phàm nội công lại cao, cũng không có khả năng chỉ là nửa canh giờ liền toàn bộ tan ra hút dọn sạch. Thật đơn giản như vậy, lại nơi nào có thể được xưng tụng là thánh dược. Không sao, dược lực đã hấp thu một bộ phân, còn lại, chậm rãi hấp thu, vấn đề không đại. Tiêu Phàm nhẹ nói, lời này liền có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, cái này thánh dược chữa thương, tự nhiên là hấp thu càng nhanh càng toàn diện càng tốt, chữa thương thật giống như đánh trận, giảng cứu chính là cái nhất cổ tác khí. Như thế chỉ một nửa lưu một nửa, hiệu quả khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Chỉ là dưới mắt, Tiêu chân nhân cũng kunai thiện pháp, chỉ có thể nói như vậy, trước tạm trấn an một chút Tân Lâm lại nói. Già Nhi, ngươi cách ta lại xa một chút. Chốc lát, Tiêu Phàm lại khẽ cắn hàm răng, thấp giọng nói, ngữ khí hơi hơi có chút lo nghĩ, thậm chí hơi hơi có chút kinh hoàng. Không gì làm không được Tiêu chân nhân, vậy mà cũng có thất kinh thời điểm. Tân Lâm nhẹ nhẹ cắn môi, không nhúc nhích. Già, Tiêu Phàm ngữ khí càng thêm bối rối. Thực tại nội lực tiêu hao quá lớn, lại bị Tân Lâm chế trụ đan điền khí hải hai huyệt, kinh mạch không thông suốt, kia cỗ nguyên thủy nhất nhưng dần dần ngẩng đầu, bắt đầu ở thể nội khắp nơi tán loạn. Cạch một tiếng vang nhỏ, Tân Lâm đóng lại đèn pin, hành lang bên trong lập tức trở nên đen ngòm. Tiêu Phàm giật mình, đang muốn mở miệng nói chuyện, một cái thân thể mềm mại đã dựa sát vào nhau tới, hai đầu mềm mại cánh tay như là đai ngọc, chăm chú cuốn lấy cổ của hắn, sau đó, mùi thơm xông vào mũi, Tân Lâm miệng đã bu lại. "Già!" Tiêu Phàm lại kêu lên, bất quá lần này, Tiêu chân nhân chỉ gọi nửa tiếng liền im bặt mà dừng. Vô luận là ai, miệng bị khắc há miệng ngăn chặn, nghĩ muốn nói chuyện đều sẽ trở nên 10 điểm khó khăn, không gì làm không được Tiêu chân nhân cũng không ngoại lệ. Già Nhi, ngươi nghe ta nói, việc này cắt hung khó giỏ, chúng ta. Tiêu Phàm ra sức đem miệng rời, thở hào hển nói, kết quả lại cùng vừa rồi giống nhau như đúc, khoảnh khắc lại bị Tân Lâm kiều nộn đôi môi cùng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho đem phía sau lời nói tất cả đều chắn trở về. Nguyên bản liền 10 điểm khó nhịn, kể từ đó, Tiêu Phàm thể nội nguyên thủy dục vọng liền như là bị nhen lửa củi khô, đằng bốc cháy lên, hỏa diễm hô hô thẳng vọt mà lên. Tiêu Phàm cái trán mồ hôi rơi như mưa, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Thời khắc này Tiêu chân nhân, so một chút sớm thông minh mười mấy tuổi học sinh trung học còn không bằng. Tân Lâm tiêm tiêm tay nhỏ, chậm rãi hướng xuống tìm kiếm, cũng chỉ như kích, nội lực khắp nơi. Vừa mới chế trụ đan điền cùng khí hải hai huyệt xông lên mà ra. Oanh một tiếng, miễn cưỡng bị áp chế chân nguyên nội khí bỗng nhiên bạo phát đi ra, điên cuồng tại toàn thân kinh mạch cấp tốc lưu chuyển. Tiêu Phàm kìm lòng không đặng hai tay xoay chuyển, ôm thật chặt ở Tân Lâm,
nguyên bản bị động ứng đối Tân Lâm môi lưới, cũng lập tức trở nên 10 điểm linh hoạt, đảo khách thành chủ, bỗng nhiên ngậm lấy Tân Lâm trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, dùng sức hút. Tân Lâm chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như muốn hư thoát, hai tay ra sức ôm lấy Tiêu Phàm cái cổ, phảng phất cả người đều muốn chui tiến vào Tiêu Phàm thể nội đi, cũng không tiếp tục chịu buông ra. Hai hàng nước mắt trong suốt, chậm rãi lướt qua Tân Lâm kiểu diễm gương mặt. Bốn phía một mảnh đen nhánh, cái gì đều không nhìn thấy. Tiêu Phàm chỉ có thể cảm giác được hai mảnh óng ánh da thịt lại vô bất kỳ trở ngại nào, chăm chú dính vào nhau thời điểm, loại kia không gì sánh được mỹ diệu. Tân Lâm thân thể là như thế xinh đẹp, dù coi như mắt không thể thấy, đơn thuần bằng cảm giác, Tiêu Phàm cũng biết, cái này là tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết. Mỗi một tấc da thịt đều giàu có độ đàn hồi, kiều nộn như trẻ nhỏ. Trong ngực thiếu nữ, thở gấp tinh tế, mỗi một tiếng rên rỉ, đều có thể dẫn phát nam nhân nguyên thủy nhất mong mỏi cùng nhất bạo ngược ham muốn chinh phục. Hòa nói bên trong ôn tồn lễ độ Tiêu chân nhân, tựa như là bỗng nhiên ở giữa biến thành người khác, không quan tâm, dũng cảm tiến tới. Mà hòa nói bên trong băng sơn mỹ nhân, đối bất luận cái gì nam nhân khác thậm chí nữ nhân đều không hơi giả từ sắc Tân Lâm, giờ này khác này, lại tựa hồ như biến thành nhẫn nhục chịu đựng con cừu non, xinh đẹp trơn bóng thân thể một hồi căng cứng như sắt, một hồi vừa mềm mềm như bông vải, hàm răng cắn chặt, không rên một tiếng, chỉ ở răng môi ở giữa, ngẫu nhiên lóe ra một chút tinh tế. Ngắn ngủi rên rỉ. Nhiều khi, chỉ có nửa câu rên rỉ, thường thường là vừa vặn ra khỏi miệng, liền bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ bị thứ gì bỗng nhiên đánh gãy. Nghìn dặm trùng dương bên ngoài tha hương nơi đất khách, cung điện dưới đất bên trong, cái này chật trội hắc ám hành lang bên trong, bỗng nhiên biến thành nhất xuân quang lưu luyến cực lạc chi cảnh. Chương 396, Quy tức Đại Pháp. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, hết thảy đều bình tĩnh lại. Tân Lâm có quắp tại Tiêu Phàm trong ngực. Phảng phất toàn thân thoát lực, không nhúc nhích. Chỉ có tay phải thon dài ngón trỏ, thỉnh thoảng sẽ tại Tiêu Phàm trơn bóng ngực nhẹ nhàng hoạt động, hoàn toàn là vô ý thức động tác. Hắc ám hành lang bên trong, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ấm áp chi ý ở khắp mọi nơi. Già, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gọi một tiếng, thật xin lỗi, đồ ngốc, Tân Lâm có chút xoay bỗng nhúc nhích thân thể, nhẹ nói, ngữ khí mang theo nói không nên lời kiều diễm. Nàng biết Tiêu Phàm là tại vì hoàn cảnh như vậy xin lỗi. Hai người bọn họ đều không hề nghĩ tới, lẫn nhau lần thứ nhất, vậy mà là tại dạng này đen nhánh chật trội dũng đạo dưới đất bên trong hoàn thành. Tiêu Phàm cảm thấy trong lòng áy náy, Tân Lâm lại nói không nên lời bình an vui sướng. Chỉ cần là cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, đem mình hoàn chỉnh không thiếu sót giao cho hắn, ở nơi nào không có chút nào trọng yếu. Nàng nam nhân là Tiêu Phàm, cái này liền đủ đủ rồi, tất cả cái khác hết thảy cũng không đáng kể. Tiêu Phàm lại phủ phục xuống tới, hôn một cái nàng mềm mại đôi môi. Tân Lâm đem hắn ôm phải chặt hơn chút nữa. Lại qua không biết bao lâu, Tân Lâm bỗng nhiên ưỡn một cái thân thể, ngồi dậy, thấp giọng nói, người tiếp tục chữa thương, ta tìm tiếp nhìn, có thể hay không tìm tới một đầu đường đi ra ngoài. Nguyên bản có thể không thể đi ra ngoài, Tân Lâm cũng không phải để ý như vậy, nàng họ Tử vốn là tương đối nhạt. Nhưng bây giờ, tựa hồ hết thảy đều không giống, hết thảy đều xảy ra biến hóa. Tân Lâm trong lòng bỗng nhiên toát ra một cỗ mãnh liệt vô so ý nguyện. Nàng rất muốn ra ngoài, rất muốn rời đi nơi này. Không phải nói nơi này để nàng chán ghét, mấu chốt là nơi này thiếu khuyết sinh tồn thiết yếu điều kiện. Nàng còn muốn cùng Tiêu Phàm ở chung một chỗ, cực kỳ lâu. Tân Lâm đánh mở tay ra điện, thời gian dài như vậy quá khứ, đèn pin lượng điện cũng bắt đầu không đủ rồi, ánh đèn càng thêm u ám. Tại cái này ngọn đèn hôn ám chiếu xạ phía dưới. Tân Lâm thân thể thể hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ. Hai chân thon dài, thân eo doanh doanh, đưa lưng về phía Tiêu Phàm, từ phần cổ đến hai chân, phác họa ra một đạo yêu mỹ vô so đường vòng cung, bất kỳ cái gì nam nhân thấy đều sẽ lập tức điên cuồng. Tân Lâm chậm rãi cầm quần áo mặc vào, kết thúc chỉnh tề. Nam nhân thu thập, tổng so nữ người phương tiện chút, đợi nàng mặc quần áo tử tế thời điểm, Tiêu Phàm sớm đã xuyên được chỉnh chỉnh tề tề, từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng. Tại trên cổ của nàng khẽ hôn một cái. Tân Lâm nở nụ cười xinh đẹp, trở tay sờ sờ Tiêu Phàm gương mặt, liền đánh lấy đèn pin đi thẳng về phía trước. Tiêu Phàm liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục luyện hóa dược hoàn. Lần này thuận lợi vô so, Tiêu Phàm thể nội trầm tích kia cỗ cuồng bạo nguyên thủy dục vọng, sớm đã biến mất phải không còn một mảnh, không cần lại sử dụng bản mệnh chân nguyên đi tiến hành kiềm chế. Cường đại hạo nhiên chính khí vận chuyển hết tốc lực, dược lực dần dần hóa bắt. Bắt đầu làm dịu Tiêu Phàm thụ thương ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch. Sau một canh giờ, Tiêu Phàm cả người đều bao bọc ở một tầng nhàn nhạt trong sương mù trắng,
mùi thuốc càng thêm nồng đậm, tràn ngập tại toàn bộ hành lang bên trong. Càng là nội công thâm hậu cao thủ, càng là có thể đem thất diệu cung thánh dược chữa thương công hiệu phát huy đến cực hạn. Tân Lâm sớm đã trở về, liền tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cũng chậm chậm vận công điều tức. Trận này kịch chiến xuống tới, Tân Lâm mặc dù không có thụ thương, nội lực tiêu hao cũng 10 điểm to lớn, cần phải thật tốt điều tức một chút. Lại qua một canh giờ, Tiêu Phàm chậm rãi thu công, nguyên bản ẩn ẩn làm đau ngũ tạng lục phủ, cảm giác so trước kia dễ chịu nhiều. Đương nhiên, trọng thương như thế, thất diệu cung thánh dược chữa thương hiệu quả trị liệu lại tốt, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong liền khỏi hẳn như lúc ban đầu. Bất quá chỉ cần thương thế không lại tiếp tục chuyển biến xấu, như vậy vấn đề liền sẽ không quá lớn. Hay là ra không được, những cái kia hòn đá trồng quá gấp. Cảm giác được Tiêu Phàm đã thu công, Tân Lâm liền thấp giọng nói, ngữ khí hơi hơi có chút nóng nảy. Hành lang bên này cửa đá, nàng cũng dùng nhuyễn kiếm thử qua, cứ việc nàng nhuyễn kiếm chế tạo cực kỳ sắc bén, là khó gặp bảo kiếm lưỡi dao, nhưng kia cửa đá thực tế quá mức dày đặc, tuyệt không phải nhuyễn kiếm chỗ có thể đối phó được. Đã những này cửa đá là năm đó địa cung người kiến tạo dùng để ngăn cách ngoại địch sử dụng, tự nhiên thiết kế phải phi thường có tác dụng, tuyệt không phải sức người có thể bằng. Nàng cùng Tiêu Phàm, bị ngăn ở cái này nho nhỏ hành lang bên trong. May mà từ đại điện phế tích bên kia, còn có chút không khí tới, không phải thật sẽ có đại phiền toái. Nhưng dạng này cũng không an toàn, ai biết đại điện bên kia đến cùng có hay không cùng ngoại giới tương thông thông khí thông đạo. Coi như trước kia có dạng này thông đạo, tự hủy về sau những thông đạo này còn có tồn tại hay không đều rất khó nói. Hiện đang hô hấp là đủ rồi, tiếp qua chút thời gian, lại sẽ như thế nào? Già Nhi, đừng nóng vội, sẽ có người tới cứu chúng ta. Tiêu Phàm trong bóng đêm vươn tay ra, chuẩn xác không sai lầm đặt tại Tân Lâm đỉnh đầu, vuốt vuốt tóc của nàng, mỉm cười nói. Ta biết, Trần Dương cùng mẹ của nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta. Mấu chốt là, các nàng cần phải bao lâu mới có thể tìm được nơi này. Coi như tìm tới cái này địa cung, cái này trong lòng núi, lối dễ nhiều như vậy, muốn tìm được phương hướng chính xác, chỉ dựa vào hai người bọn họ, độ khó cũng quá lớn. Đợi các nàng tìm tới nơi này, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nơi này không ăn không uống, mặc dù hai người đều võ công cao cường, Tiêu Phàm thậm chí lại đã tiến vào nửa tích cốc trạng thái, nhưng cũng không biểu hiện, có thể thời gian dài không tiến vào bất luận cái gì ẩm thực. Kia là tuyệt đối chịu không được, không kịp cứu viện lúc lời nói, hai người bọn họ hay là phiền phức rất lớn. Tiêu Phàm thấp giọng nói, người đừng quên, Hắc Lân tại bên ngoài đâu. Tân Lâm nghe xong, lập tức liền mừng rỡ. Đúng vậy a, làm sao Thanh Hắc Lân cấp quên đây? Chỉ cần có Hắc Lân dẫn đường, Đàm Hiên Trần Dương liền sẽ không đi đường nghiêng, có thể trực tiếp tìm tới nơi này. Về phần muốn tìm tới cái này chỗ vách đá tuyệt bích, Tân Lâm cũng không lo lắng. Liễu Sinh Hùng một xe liền dừng sát ở Tĩnh Xuyên công viên quảng trường, từ hắn xe phía sau lên núi, chỉ có một con đường. Một mực theo con đường này đi, liền nhất định có thể tìm tới cửu quỷ lưu chỗ này tổng đàn. Bình thường người có lẽ không có như thế tinh chuẩn sức phán đoán cùng cường hãn hành động lực, Đàm Hiên Trần Dương không tồn tại vấn đề như vậy. Hai mẹ con đều là tinh anh đặc công xuất thân, chuyện như vậy khó không được các nàng. Thế nhưng là, hay là có vấn đề? Tân Lâm hưng phấn lóe lên liền biến mất, lập tức lại nhăn đầu lông mày, nói. Đạo này cửa đá, vô luận ở bên trong hay là tại bên ngoài, đều rất khó mở ra. Đạo này cửa đá là từ cơ quan khống chế, mà cơ quan tổng điều khiển. Đã bị Liễu Sinh Hùng phá hư hầu như không còn. Nếu như Đàm Hiên cùng Trần Dương không có cái khác giúp đỡ, kia cũng giống vậy mở không ra cánh cửa này. Đương nhiên, bọn hắn người tại bên ngoài, muốn tìm giúp đỡ cũng không khó. Mấu chốt là chỉ có nhân thủ không đủ, còn phải có máy móc thiết bị. Dạng này vách núi trên vách đá, rời xa thành thị, chỉ có một đầu chỉ chứa một người thông qua tuyệt bích đường mòn cùng ngoại giới tương thông, hiện đại hóa máy móc thiết bị, lại nơi nào mở đi lên. Lần này tại Đông Đảo Quốc hành động, cũng không có đạt được Đông Đảo Quốc chính bố cho phép, càng chưa nói tới hợp tác chi viện. Thậm chí Tiêu Phàm hiện tại cũng còn bị Bắc Ruộng thành phố cảnh sát truy nã, nghĩ muốn nhờ Bắc Ruộng thành phố quan phương lực lượng, vận dụng máy bay trực thăng đem máy móc thiết bị vận đến cái này vách núi trên vách đá dựng đứng đến, độ khó quá lớn, cơ hồ căn bản không thể nào làm được. Coi như những này khó khăn, Đàm Hiên Trần Dương các nàng đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết, như vậy, vấn đề mấu chốt nhất đến Tiêu Phàm cùng Tân Lâm. Có phải là có thể kiên trì cho đến lúc đó? Già Nhi, đừng nói chuyện, tận khả năng tiết kiệm thể lực. Hiển nhiên, Tân Lâm muốn lấy được vấn đề, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến. Đến, ta truyền thụ một bộ khẩu quyết cho ngươi, ngươi dựa theo bộ này khẩu quyết vận hơi thở.
Cái gì khẩu quyết, quy tức? Tân Lâm lập tức hai mắt tỏa sáng. Quy tức đại danh, nàng đương nhiên là nghe nói qua, cũng biết bộ công pháp này hiệu quả phi thường kỳ lạ, có thể để nhân thể tất cả khí quan hoạt động cùng thay cũ đổi mới đều trở nên chậm chạp, từ mà tiến vào một chủng loại như ngủ đông trạng thái, mức độ lớn nhất tiết kiệm cần thiết tiêu hao vật chất. Không nghĩ tới Tiêu Phàm ngay cả dạng này công pháp đều hiểu được. Vô cực môn bác đại tinh thâm, danh bất hư truyền. Lập tức Tiêu Phàm tự thân dạy dỗ, Tân Lâm dựa theo chỉ điểm của hắn bắt đầu tu luyện quy tức. Không lâu sau đó, hai người liền song song ngồi xếp bằng, uyển như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, nếu không phải ngực còn có cực kỳ nhỏ chập trùng, thật đúng là khó mà phân biệt bọn hắn đến cùng ở vào loại trạng thái nào. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, ngay tại nhập định Tiêu Phàm bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm ứng được quen thuộc nào đó khí cơ, Tân Lâm còn tại nhập định, bởi vì Tiêu Phàm cảm ứng được chính là vô cực truyền thừa khí cơ, cứ việc bởi vì nơi đây đối giác quan thứ 6 áp chế, loại cảm ứng này như có như không, rất không rõ rệt, Tiêu Phàm hay là trên cơ bản có thể khẳng định, hẳn là Đàm Hiên tìm đến nơi này. Mở ra điện thoại đến xem, thời gian đã qua 20 mấy tiếng. Tại núi này ở giữa tuyệt bích bên trong, điện thoại tự nhiên không có khả năng còn có tín hiệu. Nhưng dùng để nhìn thời gian, vẫn là có thể. Không gọi điện thoại, pin chờ thời gian cũng rất không ngắn. Ước chừng 1 giờ sau, kia cỗ quen thuộc khí cơ dần dần đi xa. Xem ra Đàm Hiên đối mặt đạo này nặng nề cửa đá, trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu hạ thủ. Tiêu Phàm lại chậm rãi hít một hơi, lần nữa khôi phục nhập định, khí tức trở nên cực kỳ kéo dài, một hít một thở thời gian thật dài, thậm chí hô hấp ở giữa đều đã không có rõ ràng giới hạn. Thời gian dần dần trôi qua. 5 ngày 5 đêm quá khứ, điện thoại đã hao hết nguồn điện, tự hành tắt máy. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm còn tại nhập định. Bất quá, Tân Lâm từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh táo lại khoảng cách càng lúc càng ngắn, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Vô luận như thế nào, Tân Lâm là vừa vặn luyện tập quy tức, hiệu quả tự nhiên xa xa không đuổi kịp Tiêu Phàm. Cái này quy tức cứ việc tại cực hạn hoàn cảnh bên trong, có thể hữu hiệu kéo dài nhân thể sinh tồn thời gian, nhưng loại này kéo dài tuyệt đối không phải vô hạn. Coi như là chân chính rùa đen, cũng không có khả năng vĩnh viễn ngủ đông, không ăn một chút đồ vật, không bổ sung một điểm năng lượng. Tân Lâm đã rõ ràng cảm giác thể lực của mình tại một chút xíu trôi qua, sinh mệnh tại một chút xíu khô héo, ý thức cũng không bằng lúc trước như vậy thanh tỉnh. Tất cả đây hết thảy, đều là thân thể muốn sụp đổ điềm báo trước. Đương nhiên, cách chân chính sụp đổ, kia còn có một đoạn thời gian có thể kiên trì. Ngay tại Tân Lâm lần thứ 6 từ trạng thái nhập định bên trong thanh lúc tỉnh lại. Một cái tay ấm áp trưởng từ bên cạnh đưa qua đến, nhẹ nhàng cầm nàng băng lãnh tay nhỏ, vang lên bên tai Tiêu Phàm thanh âm nhu hòa. Già nhi, vững vàng, có người tới cứu chúng ta. Chương 397, Yên Chi xã. Rầm rầm, hành lang trên đỉnh một mảng lớn bàn đá xanh ầm ầm rớt xuống, đem một mực tại kiên nhẫn chờ Tiêu Phàm cùng Tân Lâm giật nảy mình. Từ Tiêu Phàm lần nữa nghe tới tiếng vang. Ra ngoài bên cạnh nhân viên cứu viện cuối cùng từ hành lang đỉnh chóp đả thông một cái thông đạo tới, lại đã qua 3 ngày. Tân Lâm tựa sát Tiêu Phàm, nhìn hướng thông chặng đường lấp lóe không yên yếu ớt ánh đèn, nhắm mắt lại, khóe miệng rốt cục hiện lên mỉm cười. Một đầu cùng Tân Lâm đồng dạng thon thả yểu điệu kiều mị thân ảnh, cái thứ nhất từ trong thông đạo nhảy xuống tới, trên mũ đèn pin một dương, liền nắm chặt cách đó không xa Tiêu Phàm cùng Tân Lâm, lập tức liền hoan hô lên. A, thanh âm thanh thúy. Chính là Uyển Thiên Thiên, Tiêu Phàm, Tân tỷ tỷ, các ngươi không sao a? Uy uy, nói một câu a, đừng dọa ta. Uyển Thiên Thiên nhảy lên mà trước, duỗi ra hai tay, tựa hồ muốn đem Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều đỡ lên, mắt thấy hai người đều không nói lời nào, Uyển đại đương gia nhất thời liền có chút tức giận. Dựa theo thời gian suy tính, đây đã là Tiêu Phàm cùng Tân Lâm khốn ở chỗ này ngày thứ 9. Uyển Thiên Thiên thật đúng là rất lo lắng, rất lo lắng. Cái này ngay miệng Uyển đại đương gia một thân xuống giếng làm việc phục, đầu đội thợ mỏ mũ, toàn thân bùn đất, dính bất lạp kỷ, nơi nào có một điểm tuyệt sắc mỹ nhân kiều mị phong thái. Bỗng nhiên bên trong nhìn thấy, nhất định cũng bị người xem như xuống giếng làm việc người. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói Thiên Thiên, ngươi trước tiên đem trên đầu ánh đèn đóng lại, không phải chúng ta ngay cả con mắt cũng không dám mở ra tới. Vẫn còn ăn nói rõ ràng, trung khí mặc dù chưa nói tới dồi dào, nhưng cũng không 10 điểm suy yếu. Rất sớm trước kia, Tiêu Phàm liền đã tiến vào nửa tích cốc cảnh giới, quy tức thân thể tu luyện có thành tựu, gặp phải tình huống như thế này, hắn kiên trì thời gian xa so Tân Lâm dài hơn nhiều. Bất quá, trừ thể lực bên ngoài, bị vây ở dưới mặt đất người, bình thường nhất dễ dàng xảy ra vấn đề hay là tâm lý.
bởi vì lo nghĩ cùng tuyệt vọng, rất dễ dàng để người tinh thần sụp đổ, thậm chí nổi điên. Nhưng vấn đề như vậy, đối với vô cực môn Tiêu trưởng giáo mà nói, phát sinh tỷ lệ tương đối thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ là tại hoàn toàn tối hoàn cảnh bên trong đợi thời gian dài như vậy, bất kỳ cái gì một điểm quang sáng đều sẽ đối với con mắt sinh ra 10 điểm mãnh liệt kích thích. Khi kia buộc ánh đèn chiếu vào là, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, để phòng cường quang đối với con mắt tạo thành vĩnh cửu họ tổn thương. Ai nha, ngươi nhìn ta, vào xem lấy cao hứng. Ai, phía sau, chớ nóng vội tiến vào, ta đã tìm tới người. Uyển Thiên Thiên luống cuống tay chân đem đỉnh đầu đèn mỏ đóng lại, lại hướng về sau bên cạnh thét to một tiếng. Uyển đại đương ra cái này gào to, có thể ngăn cản người khác, lại ngăn không được Hắc Lân. Mèo ô một tiếng, lớn mèo mập từ trong thông đạo phi thân mà vào, lách mình liền đến Tiêu Phàm trước mặt, lè lưỡi, không ngừng Tiêu Phàm mở u bàn tay, lại dùng lông xù đầu, đến Tiêu Phàm trước mặt chịu dụi sát, thân mật dị thường. Hắc Lân, Tiêu Phàm vươn tay, vuốt ve Hắc Lân mềm mại đầu, trên mặt hiện lên thiếu dung. Tân Lâm mỉm cười hỏi, Thiên Thiên, người tại sao lại ở chỗ này? Có người tới cứu. Điểm này Tân Lâm cũng không quá ngạc nhiên, mấu chốt cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt nàng thế mà là Uyển Thiên Thiên, Tân Lâm nhất thời bán hội liền có chút đoán không ra nguyên nhân. Uyển Thiên Thiên không còn đang mang bệnh à? Tiêu Phàm đến Đông Đảo Quốc trước đó, chuyên cho Uyển Thiên Thiên mở cái toa thuốc, để nàng theo phương uống thuốc, lại không tiếc hao phí pháp lực, chuyên môn chế tác mấy chương trấn áp âm sát khí phù lục, cùng nhau giao cho Uyển Thiên Thiên. Chính là lo lắng cho mình tại Đông Đảo Quốc đợi thời gian nếu như quá dài. Không người vì Uyển Thiên Thiên thi pháp loại trừ thể nội âm sát khí, không khỏi trì hoãn Uyển Thiên Thiên bệnh tình. May mà Uyển Thiên Thiên đi theo Tiêu Phàm bên người đã có một đoạn thời gian, thể nội thậm chí còn lưu lại Tiêu Phàm bản mệnh chân nguyên, chiếu đơn phục dụng dược vật, ngược lại cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, vạn nhất xảy ra vấn đề, còn có phù lục có thể dùng. Coi như thế, Tiêu Phàm còn lo lắng không an toàn, trước khi chuẩn bị đi, chuyên môn xin nhờ Văn Nhị Thái gia, một khi Uyển Thiên Thiên có việc, mời nhị sư huynh làm viện thủ. Cho nên Tân Lâm tuyệt đối nghĩ không ra, phá bích mà vào người tiên phong, vậy mà là Uyển Thiên Thiên. Uyển Thiên Thiên hì hì cười một tiếng, nói Tân tỷ tỷ, đừng quên chúng ta Yên Chi xã là làm gì. Đổi một người, trong vòng 3 ngày, người để hắn mở ra dạng này một cái thông đạo, nhưng không dễ dàng như vậy. Tân Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lần này, thật đúng là tìm đúng người, mức độ lớn nhất phát huy Uyển Thiên Thiên sở trường. Uyển Thiên Thiên mặc dù có thương tích trong người, thể nội kia cỗ thôn phệ chi lực biến mất về sau, Tiêu Phàm cũng tịnh không tại giam cầm nàng tự thân nội lực, trong khoảng thời gian này, cùng cao thủ so chiêu có lẽ còn có không tiện, trong lòng đất dưới đảo cái lối đi, lại là hoàn toàn có thể. Thiên Thiên, cảm ơn ngươi a." Tân Lâm từ đáy lòng nói. Cho tới nay, Tân Lâm đối với Uyển Thiên Thiên cũng không phải là như vậy cảm mạo, chỉ là không nguyện ý vi phạm Tiêu Phàm ý tứ. Uyển Thiên Thiên họ Cách cùng Tân Lâm đúng lúc là hai thái cực. Bất quá dưới mắt, Tân Lâm cảm tạ, xác thực nói ra từ đáy lòng. Sự kiên trì của nàng, thật đến cực hạn, nếu như chậm thêm 2 ngày, sẽ hay không phát sinh cái gì bất chắc, thật đúng là khó mà nói. Hi hi, già nhi, người muốn tại nói như vậy, ta liền tức giận. Chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội, người một nhà. Người nói có đúng hay không? Uyển Thiên Thiên hi hi ha ha nói tốt, đừng nói trước, đến, uống chút sữa bò. Khôi phục một chút thể lực, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm bị nhốt 9 ngày, cái này ngay miệng tự nhiên chỉ có thể uống điểm sữa bò, còn không thể nhiều, mấy miệng nhỏ, thoáng bổ sung một ít thể lực, bảo trì mức thấp nhất độ sinh mệnh cần, đợi đến bệnh viện lại từ từ khôi phục. Lập tức Uyển Thiên Thiên tỉ mỉ cho Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều đeo lên thật dày màu đen bịt mắt, từ lâm thời mở trong thông đạo rút ra ngoài. Yên Chi xã lần này nhân thủ tới không ít, nhị đương ra Đường Huyên, tam đương gia Tống Hoàn đều đến, còn có 7-8 tên huynh đệ, cả đám đều làm thợ mỏ Cách ăn mặc, trong tay cầm mũi khoan thép, xẻng công binh cùng tiện tay ra hỏa. Khỏi cần nói phải, nhóm người này dù coi như tại Yên Chi xã bên trong cũng là phụ trách đào tiến vào cao thủ. Yên Chi xã là phương Bắc mấy tỉnh lớn nhất nhóm người trộm mộ, đại biểu cho đồng hành nghiệp cao nhất tiêu chuẩn. Nói cách khác, khỏi phải cỡ lớn máy móc thiết bị, tay không đào tiến vào, dưới đất đào hang, mấy vị này là nhất chuyên nghiệp nhân sĩ. Trên cơ bản toàn bộ châu Á đều tìm không ra so với bọn hắn trình độ cao hơn người tới. Nếu không phải như thế, thay đổi những người khác, 3 ngày 3 đêm liền muốn mở ra như thế một đầu cứu mạng thông đạo, thật đúng là không dễ dàng. Đường Huyên tại bên ngoài tiếp ứng, mắt thấy Tiêu Phàm không việc gì, cũng không chịu được hớn hở ra mặt, nước mắt lúc ấy liền hạ đến.
Tống Hoàn bọn người ở tại một bên thấy có chút gan chiến tâm kinh. Thiên Thiên vì Tiêu Phàm chảy nước mắt, cũng là thôi, Yên Chi xã hiện tại từ trên xuống dưới các huynh đệ đều biết, đại đương gia thích một vị lớn nha nội, nghe nói tên Tiểu Bạch Kiểm này công tử ca, phi thường khó lường, đã cứu đại đương gia mệnh. Mà lại Uyển Thiên Thiên họ phá lệ hướng, nên yêu dám hận, nàng vì Tiêu Phàm rơi lệ, một điểm không kỳ quái. Ngược lại là Đường Huyên, nhất quán trầm ổn an tĩnh họ tử, thế mà cũng sẽ chân tình bộc lộ. Tên Tiểu Bạch Kiểm này công tử ca, thật đúng là rất lợi hại a. Một cái tay nhẹ nhàng dựng vào Tiêu Phàm mạch môn, cứ việc hiện tại mang bịt mắt, bằng trực giác, Tiêu Phàm liền biết là Đàm Hiên. Trận này nghĩ cách cứu viện hành động, khẳng định là từ Đàm Hiên tại tổ chức. Lại có thể đem Uyển Thiên Thiên cùng Yên Chi xã nhân thủ khẩn cấp điều đến Đông Đảo Quốc đến, vị sư tỷ này đối với mình hiểu rõ, nhưng xa xa so với mình đối nàng hiểu rõ muốn sung túc được nhiều. Đàm Hiên khu động nội tức, tại Tiêu Phàm thể nội vận chuyển một tuần, cái này mới nhẹ nhàng thở một hơi. Nhìn qua, Tiêu Phàm trừ hư yếu một ít, cũng không lo ngại. Mà lại tính không được hết sức yếu ớt, bị nhốt 9 ngày, còn có thể bảo trì tình trạng như vậy, đã rất không tệ. Sư tỷ, Tố Tố không có gì đáng ngại a? Tiêu Phàm thấp giọng hỏi. Không có gì đáng ngại, nàng đã sớm về nước. Đàm Hiên đáp, ngữ khí hay là nhàn nhạt. Trần Dương ẩn núp đặc công thân phận như là đã bại lộ, tiếp tục lưu lại Đông Đảo Quốc liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại, Bắc Ruộng thành phố phát sinh nghiêm trọng như vậy vụ án, Yagyu gia tộc tộc tử thương gối tịch, thậm chí ngay cả cảnh sát đều có không ít thụ thương, có thể nói chấn động Đông Đảo cả nước, gây nên Đông Đảo cảnh sát cao độ coi trọng, tình trị cơ quan cũng âm thầm xuất động. Việc này bởi vì Trần Dương mà lên, nàng cũng nhất định phải lập tức về nước, để tránh mở những này danh tiếng. Vạn nhất bị Đông Đảo quốc cảnh sát chế trụ, không khỏi lại muốn bằng thêm vô số phong ba. Trần Dương mình, ngược lại là không phải muốn lưu lại. Tiêu Phàm không có bình an rời đi Đông Đảo, nàng liền không đi. Kết quả tiểu nha đầu chống lại lọt vào Đàm Hiên không chút khách khí chấn áp, không nói hai lời, liền đem khuê nữ đưa lên về nước máy bay. Nha đầu này, khi thật không biết nặng nhẹ, đi thôi, đợi chút nữa đến công viên quảng trường về sau, dựa theo kế hoạch đã định, chia ra hành động. Không muốn đều nhét chung một chỗ, miễn cho gây nên Bắc Ruộng cảnh sát chú ý. Cùng Tiêu Phàm đối đáp một câu, Đàm Hiên liền phân phó những người khác. Một lời chưa tất, lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tiêu Phàm song mi có chút nhau. Từ cái này thanh âm ho khan liền có thể nghe được, Đàm Hiên nội thương còn xa xa không có tốt lưu loát. Xem chừng những ngày gần đây, nàng cũng căn bản liền không tâm tư đến nghiêm túc chữa thương. Mặc dù từ đầu đến cuối, Đàm Hiên đối Tiêu Phàm thái độ đều chưa nói tới cỡ nào thân mật, nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm, cũng tuyệt không có khả năng đối Tiêu Phàm an nguy chẳng quan tâm, không nói đến Tiêu Phàm là vì cứu Trần Dương mà đến. Vẻn vẹn vô cực môn đương đại trưởng giáo cái thân phận này, đã không thể coi thường. Làm chỉ thủy tổ sư ký danh đệ tử, Đàm Hiên cũng nhất định phải hết sức nỗ lực. Đem Uyển Thiên Thiên Đường Huyên đám này Yên Chi xã người làm đến Đông Đảo đến đào tiến vào, cũng thua thiệt nàng nghĩ ra. Nhưng từ hiệu quả đến xem, không thể không thừa nhận, đây là tốt nhất đường giải quyết. Lập tức Yên Chi xã người đổi quần áo, lần nữa đóng vai thành phổ thông du khách dáng vẻ, đem Tiêu Phàm cùng Tân Lâm an trí tại giản dị gánh trên kệ. Bắt đầu từ cái này vách núi trên vách đá dựng đứng rút lui. Đầu này bàn đá xanh xếp thành tuyệt bích đường mòn, vẫn như cũ che kín rêu xanh, ẩm ướt trơn nhẵn, không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề. Yên Chi xã các huynh đệ nhấc lên cáng cứu thương, từng cái đều cẩn thận. Đến đặc biệt nguy hiểm đoạn đường, cáng cứu thương đều không tiện nhấc lên thời điểm, Đường Huyên liền tự mình cõng Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên cõng Tân Lâm, từng bước một đi xuống dưới. May mà đây là dấu ở rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Cuối cùng nói sương mù, ít ai lui tới, không phải nếu là cho người ta nhìn thấy như thế một chi kỳ lạ đội ngũ, chỉ sợ lập tức liền sẽ hướng cảnh sát thử báo án. 3 ngày sau đó, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm tại trong bệnh viện khôi phục như thường, Tân Lâm cho hai người đều làm dịch dung giả dạng, thay đổi cái khác Đông Nam Á quốc gia thẻ căn cước cùng hộ chiếu, lặng yên không một tiếng động rời đi Bắc Ruộng thành phố, rời đi Đông Đảo Quốc. Chương 398, Lão Gia Tử lại nằm viện. Thủ đô nhà ga bên ngoài dừng xe bãi bên trong, một đài đen nhánh bóng lưỡng đại bôn đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Chẳng những đại bôn bản thân chiêu người nhãn cầu, trên ghế lái vị kia mỹ nhân, càng thêm làm cho người chú mục. Tân Lâm quần áo mặc dù vẫn như cũ đơn giản mộc mạc, nhưng mày ngài nhạt quét, môi son điểm nhẹ, da như mỡ đông, gương mặt trong trắng lộ hồng, một đầu như thác nước tóc dài chút xuống, loại kia từ bên trong mà bên ngoài khỏe mạnh mỹ lệ, muốn rất dễ nhìn liền đẹp cỡ nào. Từ Đông Đảo Quốc trở về không lâu,
Cảm giác bên trên, Tân Lâm so sánh với lúc trước, thoảng qua nở nang một phân. Đương nhiên, loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, người bình thường vô luận như thế nào đều là không phát hiện ra được. Trừ Tiêu Phàm ngồi ở ghế cạnh tài xế, dù coi như là ở đây chờ người, hai người cũng lôi kéo tay. Uy chấn đông đảo, đại sát tứ phương Tiêu Chân Nhân, hiện tại cũng cùng cái khác thanh niên đồng dạng, ở đây tú ân ái. Bất quá cái này ngọt ngào thế giới hai người, rất nhanh liền bị phá hư rơi. Một cái cường tráng cao lớn người trẻ tuổi, lôi kéo một cái tay hãm túi du lịch, nhanh chân hướng về xe Mercedes đi tới, chính là Tiêu Thiên. Tiêu Thiên sau lưng, còn đi theo hai tên 30-40 tuổi làm cán bộ bộ dáng ăn mặc người, một nam một nữ, cũng lôi kéo túi du lịch. Tiêu Phàm mỉm cười quay cửa xe xuống pha lê, ca, Tân Lâm, Tiêu Thiên khom người, cười kêu lên, lên xe đi, trước đi bệnh viện nhìn một cái lão gia tử, chuyện khác, áp sau lại nói. Tiêu Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, tốt, ta cùng hai vị lãnh đạo nói một chút, Tiêu Thiên vội vàng trả lời một tiếng, liền quay đầu lại, cùng hai vị đồng hành cán bộ giải thích. Nguyên bản Tiêu Thiên là theo chân trong huyện hai vị đồng chí trở về thủ đô đến chạy việc. Trước mắt Tiêu Thiên chức vụ hay là Hồng Sơn trấn phó thư ký kiêm Hồng Sơn thôn chi bộ bí thư, bình thường đến nói, dạng này chức vụ, căn bản liền không tồn tại đến thủ đô chạy việc làm việc. Nhưng Hồng Sơn thôn bí thư chi bộ tuyệt đối là một ngoại lệ, Tiêu gia nhị tiểu tử thân phận càng thêm là một ngoại lệ. Bất quá lúc này muốn chạy hạng mục, thật đúng là cùng Hồng Sơn thôn thậm chí cùng Hồng Sơn trấn cũng không quan hệ. Đây là trong huyện hạng mục, cùng Tiêu Thiên cùng một chỗ tới, chính là La Châu huyện thường vụ phó huyện trưởng, cùng huyện chính búa văn phòng một vị phụ trách cán bộ. Sở dĩ mời Tiêu Thiên cùng một chỗ tới đến thủ đô, tự nhiên là nhìn chúng lão Tiêu nhà cái này biển chữ vàng. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất có vài quốc gia các bộ và ủy ban trung ương sở cửa ban công, người có thể đi vào đi. Nếu là không có Tiêu Thiên dẫn đường, người khác muốn để ý đến ngươi mới là lạ. Đừng bảo là trong huyện cán bộ, liền xem như giảm thậm chí tỉnh lý cán bộ, đến quốc gia các bộ và ủy ban trung ương, đều là giống nhau. Tiêu Thiên nguyên vốn cũng không nguyện ý ôm loại phiền toái này sự tình ở trên người. Nhân tình này mặt mũi, thế nhưng là dùng một lần thiếu một lần này cho trong huyện sự tình chạy, lần sau lại cho Hồng Sơn chạy việc thời điểm, lại muốn người ta nể tình, độ khó liền muốn lớn hơn một chút. Lại nói Tiêu nhị ca là cái gì họ cách, không có việc gì chạy tới cầu người cũng không phải Tiêu nhị ca thói quen. Chỉ bất quá lúc này đến đây thủ đô chạy việc thường vụ phó huyện trưởng, hòa nói bên trong cùng Tiêu Thiên quan hệ rất không tệ, là ca môn, Tiêu Thiên không tiện cự tuyệt. Nói đến, vị này thường vụ phó huyện trưởng, hay là Tiêu Phàm người quen biết cũ, chính là La Châu huyện trước kia phân công quản lý du lịch phó huyện trưởng Trần Hiểu Minh. Chỉ bất quá, Trần Hiểu Minh tại La Châu huyện nhìn thấy là hình đại sư cùng Lâm Bí Thư, lại không phải trước mắt vị này phong lưu phóng khoáng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Tiêu ra một thiếu. Trần Hiểu Minh là sông Hán tỉnh tỉnh ủy Dương phó bí thư công tử Dương Thạch tự mình dẫn tiến cho hình đại sư, có thể thấy được tương đối phải Dương Thạch niềm vui, từ phổ thông phó huyện trưởng tiến bộ vì thường vụ phó huyện trưởng, cấp bậc không thay đổi, thân phận địa vị lại là khác nhau rất lớn. Đã Tiêu gia nhị thiếu đến La Châu huyện làm việc, Trần phó chủ tịch huyện đương nhiên phải dưới đại lực khí cùng Tiêu Thiên giữ gìn mối quan hệ. Tiêu Thiên là cái giảng nghĩa khí, lập tức đem Trần Hiểu Minh lần nữa dẫn tiến cho Tiêu Phàm. Trần Hiểu Minh tự nhiên không biết trước mắt Tiêu nhất thiếu chính là mình thấy qua hình đại sư, nghe nói là Tiêu Thiên thân ca ca, lập tức liền vui mừng quá đỗi, hai tay cùng Tiêu Phàm đem nắm, một mực cung kính nói rất nhiều ngưỡng mộ lời khách khí. Trần chủ tịch huyện, thật có lỗi a, có chút việc tư, nhất định phải để Tiêu Thiên lập tức đi với ta một chuyến. Đối cái này Trần Hiểu Minh, Tiêu Phàm cảm nhận cũng không tệ, người này cứ việc khéo đưa đẩy lõi đời chút, tóm lại là cái sẽ làm sự tình người. Lần trước đem mộ tổ phong thủy đổi lại đi, người này bỏ ra nhiều công sức. Trần Hiểu Minh lại là luôn miệng nói không có vấn đề. Thấy Tiêu Phàm không nói tìm Tiêu Thiên chuyện gì, Trần Hiểu Minh cũng liền không hỏi. Những này hào môn thế ra sự tình, trừ phi bọn hắn nguyện ý chủ động nói cho ngươi nghe, nếu không tuyệt đối không được lung tung nghe ngóng, dạng này bí mật, thám thính phải nhiều, tuyệt không phải chuyện tốt. Tiêu Phàm cũng không phải muốn ra vẻ thần bí, lão gia tử bỗng nhiên sinh bệnh nằm viện. Nguyên vốn cũng không hẳn là tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Giống Tiêu lão gia tử loại này một cùng một nguyên lão, thân thể khỏe mạnh hay không, bản thân liền xem như cơ mật. Lập tức Tiêu Thiên lại cùng Trần Hiểu Minh nói thật có lỗi, lúc này mới cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, ngồi tiến vào đại bôn. Trần Hiểu Minh cùng huyện chính búa làm vị kia nữ cán bộ, mình trước tìm chỗ ngồi ở lại nói. Tiêu Thiên vừa lên xe, đại bôn liền vô thanh vô tức trượt ra ngoài.
nhìn qua dần dần đi xa Đại Bôn, Trần Hiểu Minh âm thầm lắc đầu thở dài. Cái này kinh sư một cùng thế gia thật ghê gớm, một đài hơn 2 triệu Đại Bôn ngược lại không tính là gì, mấu chốt người ta tài xế kia, gọi người nhìn tim đập rộn lên gấp mấy chục lần a. Ca, làm sao lão gia tử lại sinh bệnh, đoạn thời gian trước không đều tốt sao? Tiêu Thiên khẩn cấp hỏi. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nói, lão nhân gia lớn tuổi, thân thể có chút bệnh vặt, cũng rất bình thường. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng là vừa vặn nhận được tin tức, Trương y tá cho hắn gọi điện thoại, nói lão gia tử hôm nay bỗng nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, Trương y tá không dám thất lễ, lập tức liền gọi xe đem lão gia tử mang đến 301 y viện kiểm tra, trước mắt đã xử lý nằm viện thủ tục. Trương y tá dành thời gian cho Tiêu Phàm gọi điện thoại. Trước mắt mà nói, Trương y tá đối Tiêu Phàm cũng đã có chút mê tín, Tiêu Phàm y thuật, tại Trương y tá trong mắt, hơn xa so với bình thường cái gọi là giáo sư chuyên gia lợi hại hơn nhiều. Lão gia tử lần trước, thật đúng là nhờ có cái này trưởng tôn. Bây giờ lão gia tử bỗng nhiên khó chịu nhập viện, Trương y tá lập tức thông chi Tiêu Phàm, tính được là phản xạ có điều kiện. Vừa vặn Tiêu Thiên vào lúc này hồi kinh, Tiêu Phàm liền đến nhà ga tiếp hắn, cùng đi bệnh viện thăm hỏi lão gia tử. Lão nhân kia bệnh, nhiều khi đều cùng tâm tình có quan hệ, hai cái cháu trai cùng một chỗ đuổi tới, lão gia tử tự nhiên tâm tình khoái trá. Đại Bôn rất nhanh liền mở đến 301 y viện, tại Tiêu lão gia tử thường ở cái tiểu viện tử kia cách đó không xa ngừng lại, Tân Lâm vẫn quy củ cũ, ngồi ở trong xe không đi xuống. Tiêu Thiên nhìn Tân Lâm một chút, chần chờ đối Tiêu Phàm nói ca, người đánh tính lúc nào mang Tân Lâm trong nhà chính là sáng cái tướng a. Tại Tiêu Thiên nghĩ đến, đã yêu, vậy liền công khai tốt. Tiêu Phàm cười cười, nói, những sự tình này ngươi khỏi phải thảo tâm. Làm việc thế nào rồi? Này, còn không chính là như vậy chuyện. Một cái thôn, có thể có bao nhiêu đại sự a? Nói chuyện đến làm việc, Tiêu Thiên liền đại đại liệt liệt vung tay lên, lơ đễnh nói. Đừng nhìn Tiêu Nhị Ca chưa bao giờ có cơ sở hành chính kinh nghiệm, nhưng không chịu nổi người Tiêu Nhị Ca thông minh a, cái này có cái gì tốt khó học. Lại nói, tiểu tiểu một cái Hồng Sơn thôn, chỉ cần có thể từ bên ngoài làm đến tài chính, còn có cái gì làm việc làm không tốt. Đừng kiêu ngạo, cơ thị tập đoàn cái kia công ty du lịch, làm đi. Hợp đồng đã ký, địa phương cũng đã chọn tốt, lập tức liền muốn phá thổ động công. Cái này xây dựng cơ bản công trình, đoán chừng còn phải mấy tháng. Công trình này là bao cho trong thôn xây dựng cơ bản đội làm, cùng đại lâu văn phòng xây xong, trong thôn lại có thể có một bút khách quan thu nhập. Tiêu Thiên vừa cười vừa nói, tâm tình tương đối vui sướng. Khi cơ sở cán bộ, mấu chốt chính là trong tay có tiền. Chỉ cần có như thế cái điều kiện tiên quyết, rất nhiều vấn đề đều sẽ thay đổi đặc biệt đơn giản, giải quyết dễ dàng. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trước mắt lại hiện ra cơ khinh xa tinh xảo khuôn mặt cùng ưu nhã khí độ. Một lần họ tại Hồng Sơn thôn đầu tư 20 triệu, cơ thị tập đoàn có thể coi là đại thủ bút. Trên thực tế, cơ khinh xa liền không có trông cậy vào cái này cái gọi là công ty du lịch gần đây có thể hồi vốn, thuần túy liền là hướng về phía Tiêu Nhất Thiếu mặt mũi đi. Chỉ là muốn tìm cái danh mục, giúp đỡ một chút Tiêu Nhị Thiếu thôi. 20 triệu, tại Hồng Sơn thôn có thể làm không ít đại sự, tại cơ tổng trong mắt, cũng chính là cái số lượng nhỏ, không đáng cười một tiếng. Hai anh em trò chuyện vài câu. Liền đã tiến vào tiểu viện tử, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Giữa hè cán bộ nòng cốt phòng bệnh 10 điểm yên tĩnh, cũng tương đối thanh lương, cùng bên ngoài mặt trời chói chang là hai cái thế giới khác nhau. Hai huynh đệ cái, trực tiếp đẩy ra phòng bệnh đại môn, đi vào. So ra mà nói, trong phòng bệnh ngược lại so bên ngoài muốn ẩm ý một chút, trước giường bệnh tụ tập một đống lớn bác sĩ, trong đó một vị thân cao cao, Tiêu Phàm nhận biết. Là Tổng Bệnh viện Ninh Viện Phó, cùng hắn lão tử Tiêu Trạm tư nhân quan hệ rất không tệ. Mỗi lần lão gia tử sinh bệnh nằm viện, Ninh Viện Phó đều là chữa bệnh chuyên gia tổ trưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Lão gia tử vừa mới nhập viện, mấy vị bác sĩ vây quanh ở trước giường bệnh, hỏi cái này hỏi cái kia, cũng không có người để ý Tiêu Phàm cùng Tiêu Thiên hai người. Dù sao tiểu cửa viện có vệ sĩ trông coi, người không liên quan cùng là vào không được. Có thể đi tiến vào căn này phòng bệnh người. Không phải bác sĩ y tá chính là Tiêu gia vãn bối con cháu, những người khác, liền xem như quyền cao chức trọng đại nhân vật, cho dù là cùng lão gia tử đồng dạng khai quốc người có công lớn, nghĩ tiến vào căn này phòng bệnh, cũng được sớm hẹn trước. Ngược lại là Trương y tá liếc mắt liền thấy Tiêu Phàm, lập tức tiến lên đón. Đến rồi, Trương A-di, là cái tình huống như thế nào? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Từ khi nghịch thiên cải mệnh về sau, lão gia tử tướng mệnh liền bị trời cơ chi lực hoàn toàn che đậy.
dù coi như mạnh như Tiêu Phàm, cũng vô pháp nhìn trộm đến một tơ một hào. Mà lại, lão gia tử ăn vào, là kém một bước cuối cùng không có đại thành càn khôn đại hoàn đan, hiệu quả đến cùng như thế nào, Tiêu Phàm trong lòng cũng không chắc. Này sẽ nghe nói lão gia tử bệnh, liền ngay cả Tiêu chân nhân cũng chỉ có thể như cái phổ thông bác sĩ đồng dạng, từ cơ bản nhất phương diện vào tay đến hiểu rõ lão gia tử bệnh tình. Có chút ho khan, choáng đầu, không còn chút sức lực nào, đứng không dậy nổi. Trương y tá nhẹ giọng nói, chỉ nghe nàng giới thiệu những tình huống này, tựa hồ cũng không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ là phổ thông cảm mạo triệu chứng. Bất quá Tiêu Phàm hay là không dám xem thường, dù coi như chỉ là thật cảm mạo, đối với lão gia tử loại này tuổi tác già nua lão nhân mà nói, không cẩn thận cũng có khả năng ủ thành đại họa. Chương 399, bất lực. Cứ việc Tiêu Nhất Thiếu cùng Tiêu Nhị Ca tại bên ngoài uy phong hiển hách, toàn bộ tứ cửu thành vòng tròn bên trong, hai vị này đều tính được là đại danh đỉnh đỉnh một cùng nha nội, nhưng dĩ vãng tại loại hoàn cảnh này bên trong, hai người bọn họ vẫn như cũ là trong suốt, không ai sẽ đem bọn hắn coi ra gì. Ở đây, bọn hắn chính là hàng tiểu bối, cái gì cũng đều không hiểu ngây ngô thiếu niên. Tiêu lão gia tử, Tiêu Trạm chiến hữu của bọn hắn đồng chí, không có chỗ nào mà không phải là quyền cao chức trọng đại nhân vật, trong mắt bọn hắn, gia tộc người trẻ tuổi, trừ đặc biệt siêu quần bạt tụy tỷ như Uông Thuật đều chi lưu, cái khác đều có thể không nhìn. Thậm chí Ninh viện phó cùng tổng bệnh viện cái khác cốt cán y sư, cũng ai đều sẽ không coi là thật đem Tiêu gia thanh niên để ở trong lòng. Vậy mà hôm nay, tình huống phát sinh biến hóa. Ninh viện phó quay đầu, chủ động hướng Tiêu Phàm chào hỏi, mặt mang mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói Tiêu trưởng phòng, đến rồi. Theo sát tại Tiêu Phàm sau lưng Tiêu Thiên, không khỏi trợn to mắt. Tiêu Nhị Ca thực tế có chút bị sự thật này kinh đến. Tổng bệnh viện loại này nhà biệt lập tiểu viện, Tiêu Nhị Thiếu Hòa nói bên trong không phải không tới qua, lão gia tử chỉ cần nằm viện, bình thường đều là ở tại nơi này dạng trong sân nhỏ, Ninh viện phó vị này chữa bệnh chuyên gia tổ trưởng, Tiêu Nhị Thiếu cũng đã gặp đến mấy lần. Trên cơ bản, Ninh viện phó mỗi lần nhìn thấy hắn, đều chỉ là vội vàng gật đầu mà thôi, chưa từng có dừng lại đã nói với hắn một nửa câu một chữ. Vừa đến, Ninh viện phó là thật bận bịu, căn bản không có thời gian cùng hắn đến hàn huyên. Tổng bệnh viện phó viện trưởng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu làm việc chờ lấy hắn đi hoàn thành. Thứ hai, Ninh viện phó là thật có tư cách này tại Tiêu Nhị Thiếu trước mặt sĩ diện, không nói đến Ninh viện phó là Tiêu Trạm bản thân, hai người mấy chục năm giao tình, vẻn vẹn Ninh viện phó mình, liền đã vô cùng ghê gớm, kia là đường đường chính chính tướng quân, trao tặng quân hàm. Mà lại Ninh viện phó cũng là xuất thân hào môn, Ninh gia tại kinh sư dù coi như không phải cấp cao nhất thế gia, cũng có thể đưa thân nhất lưu hào môn liệt kê. Nhưng chính là vị này không tầm thường tướng quân y sư, nay ngày thế mà chủ động cùng Tiêu Phàm chào hỏi, đồng thời còn không phải lúc ra cửa, cùng Tiêu Phàm nói lời khách khí, mà là tại cho lão gia tử xem bệnh hội chẩn thời điểm, dành thời gian hướng Tiêu Phàm gật đầu làm lễ. Nói đây là một loại long trời lở đất biến hóa, cũng không đủ. Trên thực tế, hiện tại Tiêu Phàm, tại Ninh viện phó trong suy nghĩ, xác thực không thể coi thường. Năm ngoái lão gia tử như kỳ tích khôi phục xuất viện, làm chữa bệnh chuyên gia tổ trưởng, Ninh viện phó là thật trăm mối vẫn không có cách giải. Dựa theo hắn nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, cùng các loại cao cấp nhất dụng cụ kiểm trắc, Tiêu lão gia tử đều chạy tới phần cuối của sinh mệnh, dầu hết đèn tắt, hết cách xoay chuyển. Lấy Ninh viện phó cùng Tiêu Trạm giao tình, hắn cũng không thể không hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Thực tế không cách nào có thể nghĩ, cuối cùng cho hắn giải khai bí ẩn này ngọn nguồn, thế mà là Tiêu Trạm. Kỳ thật, Tiêu Trạm là hướng hắn thỉnh giáo. Tiêu Trạm mình, cũng bị nhi tử sáng tạo cái này kỳ tích kinh ngạc đến ngây người. Cứ việc lão gia tử đã khôi phục xuất viện, Tiêu Trạm nhưng lại chưa vì vậy mà hoàn toàn tiêu tan trong lòng điểm khả nghi, rơi vào đường cùng, đành phải trong âm thầm hướng Ninh viện phó nói ra nghi ngờ của mình. Ninh viện phó vừa nghe xong, càng là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, Tiêu Trạm vẫn chưa đề cập đến cái gọi là ngũ hành tiếp dẫn trận, càng chưa từng đề cập nghịch thiên cải mệnh. Những vật này, Tiêu Trạm đến nay đều như rơi vào sương mù dày đặc, cùng Ninh viện phó giao tình lại sâu, lại sao có thể tùy ý lộ ra. Chỉ nói là lão gia tử ăn vào Tiêu Phàm tự tay điều chế một loại nào đó thuốc đông y, sau đó bệnh thể liền thông suốt khỏi hẳn. Ninh viện phó mặc dù biết lão gia tử vì cái gì khỏi hẳn nguyên nhân, nghi ngờ trong lòng cũng chỉ có càng sâu. Hắn là Tây y, nhưng đối trung y cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Truyền thống trung y là có rất nhiều thần kỳ công hiệu, điểm này, Ninh viện phó tuyệt không phản đối. Nhưng mà lấy lão gia tử tình hình lúc đó mà nói, đừng bảo là trung y, liền xem như đại la kim tiên cứu mạng tiên đan, chỉ sợ cũng bất lực a.
Tiêu Phàm đến cùng cho lão gia tử uống thuốc gì vậy? Không hiểu, bí ẩn này chỉ có thể chôn thật sâu tại Ninh viện phó đáy lòng. Sau tới một cái vô tình, Ninh viện phó lại nghe Lâm Tịch Phàm phụ thân trò chuyện lên có quan hệ Tiêu Phàm cho con dâu hắn phụ, cũng chính là Diệp Khí Vân nữ nhi Diệp Linh chữa bệnh sự tình, không ngừng cảm thán từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Cao Thiên nhìn như thế trung y giáo sư, y thuật bên trên còn không bằng một cái tuổi quá trẻ con cháu thế gia, tông giáo cục nhàn rỗi phó sự cấp cán bộ. Ninh viện phó là thật đối Tiêu Phàm lên tò mò mãnh liệt chi tâm. Chỉ tiếc từ đó về sau, Tiêu Phàm liền không còn có tại tổng bệnh viện xuất hiện qua, Ninh viện phó như vậy bận rộn, từ cũng không có khả năng chuyên đi tìm Tiêu Phàm đến hỏi cho ra nhẽ. Mà lại, Tiêu Phàm nếu quả thật y thuật thông huyền, chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý cho mình lộ ra cái gì. Lần này, lão gia tử nằm viện, quả thật lại gặp được Tiêu Phàm. Ninh viện trưởng, ngài tốt, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu đáp lễ. Lấy Ninh viện phó cùng Tiêu Trạm quan hệ cá nhân, Tiêu Phàm tôn xưng hắn một tiếng bá phụ, hoàn toàn hẳn là. Chỉ là ngay trước cái này rất nhiều cái khác bác sĩ trước mặt, hay là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ tốt. Ninh viện phó thân phận, không chỉ là tổng bệnh viện phó viện trưởng đơn giản như vậy. Tại phong ba quỷ dị chính trị lớn đánh cờ bên trong, Ninh gia thái độ, cũng là rất trọng yếu. Một cái tuân thủ nghiêm ngặt quy củ Tiêu gia vãn bối tử đệ, ở thế gia trưởng bối trong mắt, sẽ có được không ít thêm phân. Tiêu Phàm vừa cùng Ninh viện phó trả lời, một bên chậm rãi đi tới trước giường. Lão gia tử nửa nằm nửa tựa ở trắng noãn trên giường bệnh, mũi khổng lý cắm dưỡng khí quản, sắc mặt không phải tốt như vậy, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiêu Thiên cùng một chỗ tới, lão gia tử không khỏi mừng rỡ. Tiêu Trạm hai ngày trước vừa vặn rời đi kinh thành đi tỉnh ngoài điều tra nghiên cứu khảo sát, biết được lão gia tử sinh bệnh nằm viện tin tức, ngay tại ngựa không dừng vó hướng trở về, nhất thời bán hội còn đến không kịp đuổi tới bệnh viện. Dựa theo kế hoạch đã định, đây cũng là Tiêu Trạm tại bộ trưởng mặc cho bên trên một lần cuối cùng dẫn đội ra ngoài điều tra nghiên cứu khảo sát. Lần thi này xem xét hoàn tất, Tiêu Trạm liền muốn bàn giao việc quan bộ trưởng chức vụ, tiến về tỉnh ngoài thượng nhiệm. Không nghĩ tại cái này trong lúc mấu chốt, lão gia tử nhưng lại sinh bệnh nhập viện. Lão Tiêu nhà thật đúng là rất là không thuận a. Tiểu Thiên làm sao cũng tới rồi. Lão gia tử ánh mắt dừng lại tại tiểu tôn tử trên mặt, hơi kinh ngạc. Lão gia tử nói chuyện còn không phải rất phí sức, tinh lực còn sưng miễn cưỡng. Tiêu Phàm an toàn từ Đông Đảo Quốc trở về, liền ở tại Kinh Sư, biết được hắn nhập viện tin tức, ngay lập tức chạy tới không hề thấy quái lạ. Tiêu Thiên từ khi đi sông Hán Bất làm việc về sau, lão gia tử cũng không phải là trải qua thường gặp được cái này cháu trai. Tiêu Thiên vội vàng nói, ra ra, ta là trở về chạy cái hạng mục, nghe nói. Cho nên trước hết đuổi tới bệnh viện đến, lão gia tử nhẹ gật đầu. Nói, vẫn là phải lấy làm việc làm trọng, bệnh của ta không sao, chính là thụ một chút lạnh, cảm mạo, ở vài ngày viện liền không sao nha. Tuy là nóng bức tiết khí, người già sinh hoạt thường ngày không chú ý, lại hết sức dễ dàng phải cảm mạo. Ai, ta biết, ra ra, ta công việc bây giờ rất chân thành. Lão gia tử trên mặt liền hiện ra một sợi thiếu dung, nói, lời này, ta tin được. Đừng nhìn lão gia tử mặt ngoài không phải rất để ý hàng tiểu bối sự tình. Nhưng từ khi Tiêu Thiên đi Hồng Sơn thôn đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ về sau, có quan hệ Tiêu Thiên tại Hồng Sơn thôn các loại biểu hiện, cách một đoạn thời gian liền có người chuyên hướng lão gia tử báo cáo. Tình huống này, thậm chí ngay cả Tiêu Trạm đều không phải rõ ràng như vậy. Lão gia tử trong đầu tựa như gương sáng, theo thời gian di chuyển, Tiêu Phàm cố nhiên sẽ trở thành Tiêu gia ngàn dặm câu cùng trụ cột, nhưng đứng tại trước sân khấu, chống lên toàn bộ Tiêu gia bề ngoài, còn phải là Tiêu Thiên. Hai anh em này một cái trước sân khấu một cái phía sau màn, thiếu một thứ cũng không được. Thiếu ai, Tiêu gia đời mới lực lượng chính là không hoàn chỉnh. Tiêu Thiên thay đổi dĩ vãng hoàn khố, tại Hồng Sơn thôn chân chính chìm xuống dưới, chăm chỉ làm việc, để lão gia tử đặc biệt vui mừng. Chỉ cần lão Tiêu gia tử đệ mình không chịu thua kém, bất kỳ người nào muốn từ bên ngoài phá tan Tiêu gia, độ khó đều không tiểu. Tiêu Phàm lại mỉm cười, đưa tay khoác lên lão gia tử mạch trên cổ tay. Ninh viện phó trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ ngưng trọng, hai mắt tiếp cận Tiêu Phàm động tác trên tay, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngược lại là mấy vị khác y sư, có chút lơ đễnh. Cái này mao đầu tiểu tử đánh từ đâu xuất hiện, thế mà tại tổng bệnh viện chữa bệnh chuyên gia tổ trước mặt nghênh ngang cho Tiêu lão gia tử xem mạch, nhiều bức rất a. Coi như ngươi là Tiêu gia tử đệ, y học loại sự tình này, nhưng không quyết định bởi tại xuất thân của ngươi dòng dõi. Chỉ là Ninh viện phó đều không lên tiếng. Những người khác tự nhiên càng thêm sẽ không lung tung mở miệng đắc tội với người. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng nhau. Lão gia tử mạch tượng, tại bình thường trung y trong mắt, cũng không phức tạp,
chính là bình thường cảm mạo triệu chứng. Nhưng ở Tiêu Phàm thủ hạ, tự nhiên khác biệt, Tiêu Phàm tại lão gia tử thể nội, phát giác được một cỗ đặc biệt lệ khí. Loại này lệ khí, cùng không có nghịch thiên cải mệnh trước đó lão gia tử thể nội hung sát chi khí một mạch tương thừa. Về sau thất bại trong gang tấc càn khôn đại hoàn đan cưỡng ép đem cỗ này hung sát chi khí áp chế xuống, bây giờ gần thời gian một năm quá khứ, tựa hồ dược lực đã dần dần tiêu tán, kia luồng lệ khí lại bắt đầu ngoi đầu lên. Dựa theo Tiêu Phàm trước kia thôi diễn, nếu như nghịch thiên cải mệnh thành công, càn khôn đại hoàn đan hoàn toàn thành hình, lão gia tử sinh mệnh quỹ tích vẫn như cũ trở lại ban đầu vận hành quỹ đạo bên trong, như vậy chí ít hẳn là còn có 3-5 năm tuổi thọ. Nhưng mà càn khôn đại hoàn đan luyện chế, tối hậu quan đầu bị dung thiên phá hư, dẫn đến không có hoàn toàn thành hình. Cái này vẫn chưa tới thời gian một năm, tình huống lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù loại biến hóa này còn không phải rất rõ ràng, lão gia tử thể nội lệ khí chỉ là thoảng qua ngoi đầu lên, lại mảy may cũng không thể bị áp chế xuống. Tiêu Phàm âm thầm thôi động hạo nhiên chính khí rót vào lão gia tử thể nội, một đường thông suốt, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng lại đối những cái kia lệ khí không hề ảnh hưởng, hạo nhiên chính khí đối lệ khí làm như không thấy, trực tiếp liền từ lệ khí bên người vút qua, căn bản liền không để ý tới không hỏi bọn chúng. Mặc kệ Tiêu Phàm như thế nào tiến hành dẫn đạo, kết quả cũng giống nhau. Loại này lệ khí, đối vô cực môn Tiêu trưởng giáo thủ đoạn miễn dịch. Trời cơ chi lực thần kỳ như thế, trực tiếp liền đem Tiêu Phàm phiết qua một bên, để hắn lại có thủ đoạn nghịch thiên, cũng thi triển không đến nhà mình ra ra trên thân. Nguyên cũng biết, mình cho ra ra nghịch thiên cải mệnh về sau, liền rốt cuộc khó mà nhìn trộm đến trời cơ, nhưng loại này biết rõ lệ khí tồn tại lại không thể làm gì tình hình quỷ dị, vẫn là để Tiêu Phàm không tưởng được. Loại này cảm giác bất lực thực tế để người quá không thoải mái. Chương 400, phương thuốc. Bất quá bởi vì hạo nhiên chính khí đưa vào, lão gia tử lập tức liền trở nên tinh thần. Loại này thần kỳ biến hóa nhìn ở chung quanh các bác sĩ trong mắt, đã để người trợn mắt hốc mồm. Lão gia tử rất vui mừng nhìn qua Tiêu Phàm, nhẹ gật đầu. Chỉ cần Tiêu Phàm vừa đến bên người, bệnh tình của mình lập tức liền có thể đạt được làm dịu. Tiêu trưởng phòng, thế nào? Cùng Tiêu Phàm ngón tay rốt cục rời đi lão gia tử thủ đoạn, Ninh viện phó liền rất chú ý hỏi một câu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Ninh viện trưởng, ngài là chuyên gia, ta liền không múa búa trước cửa lỗ ban. Lời nói này phải 10 điểm khiêm tốn, kỳ thật Tiêu Phàm trong lòng là cảm thấy việc này tương đương khó giải quyết, trời cơ che đậy chi lực quá nặng, đối lão gia tử bệnh tình, hắn căn bản là không có cách nào nhúng tay. Miễn cưỡng làm việc, chỉ sợ hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Đã không lấy sức nổi, vậy liền hay là giao cho Ninh viện phó những này chữa bệnh chuyên gia đến xử trí tốt. Thấy Tiêu Phàm thần sắc thành khẩn, Ninh viện phó cũng không tiếp tục khách khí, nhẹ gật đầu, liền bắt đầu hướng bên người bác sĩ y tá cổng thuật lời dặn của bác sĩ, trước tiến hành quan sát trị liệu, kiểm tra xét nghiệm, nhìn thấy kết quả lại nói. Sau đó Tiêu Phàm cô phụ nhóm cũng đuổi tới bệnh viện, mọi người lao nhao hướng Ninh viện phó hỏi thăm tình huống. Ninh viện phó chỉ là nhàn nhạt trả lời, có quan hệ chuyện khẩn yếu vụ, đều là cùng Tiêu Phàm thông khí. Tiêu Trạm chưa đuổi tới bệnh viện, Tiêu Phàm nghiễm nhiên thành Tiêu gia thời khắc này người chủ sự. Tiêu Phàm cô dưỡng nhóm đối này tự nhiên tương đối kinh ngạc, cũng có chút bất mãn, chỉ là ngay trước Ninh viện phó trước mặt, những tâm tình này lại cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Tiêu trưởng phòng, đến phòng làm việc của ta ngồi một hồi a. Ninh viện phó mang theo trưng cầu ngữ khí nói. Hắn đối Tiêu Phàm khách khí, càng làm cho Tiêu Phàm cô dưỡng nhóm giật mình. Lúc nào, Tiêu Phàm tại Ninh viện phó trước mặt như vậy có mặt mũi rồi. Chuyện gì xảy ra, được rồi, Ninh viện trưởng, mời. Ninh viện phó là hưởng thụ phó đại quân khu cấp đãi ngộ thâm niên chuyên gia, toàn quân vì số không nhiều mấy vị tại dịch tướng quân y sư, tại tổng bệnh viện đãi ngộ từ không cần phải nói, có được 10 điểm rộng rãi sáng tỏ hiện đại hóa văn phòng. Đến, Tiêu trưởng phòng, mời ngồi mời ngồi. Tự mình đem Tiêu Phàm dẫn dắt tiến vào phòng làm việc của mình, Ninh viện phó lại tự mình cho Tiêu Phàm bưng trà đổ nước, thái độ thân thiết bên trong không mất trang trọng. Để cùng tiến đến phục vụ thư ký thấy có chút ngẩn người. Nói thật, Ninh viện phó đã từng quen biết đại nhân vật nhiều lắm, như là Tiêu Trạm dạng này quyền cao chức trọng cán bộ lãnh đạo, cũng là đầy giấy. Thư ký còn chưa bao giờ thấy qua Ninh viện phó đối vị nào đại nhân vật khách khí như thế. Thậm chí đối mặt Tiêu lão gia tử như thế khai quốc người có công lớn, Ninh viện phó cũng là cung kính khiêm tốn, lại không phải khách khí. Trong lúc này khác nhau, hết sức rõ ràng, cho thư ký cảm giác, Ninh viện phó tựa hồ có chuyện nhờ tại Tiêu Phàm. Cái này thật đúng là kỳ quái. Lấy Ninh viện phó thân phận, coi như yêu cầu người, đó cũng là đi cầu Tiêu Trạm loại này chân chính đại nhân vật, cũng
cùng một cái thanh niên dính nhau cái gì kình. Bất quá Ninh viện phó đối thư ký nhân viên Hồ Nghi không thèm quan tâm, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở Tiêu Phàm trên thân, cùng Tiêu Phàm tại khu tiếp khách phân chủ khách ngồi xuống, Ninh viện phó cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói Tiêu trưởng phòng, kỳ thật ta rất sớm đã muốn cùng ngươi hảo hảo trò chuyện chút. Tiêu Phàm cười cười, nói, Ninh viện trưởng, là bởi vì gia gia của ta năm ngoái nhanh chóng khỏi hẳn chuyện kia a. Đúng, chính là chuyện này. Ba ba của ngươi Tiêu bộ trưởng nói với ta, lão gia tử là bởi vì ăn ngươi điều phối thuốc đông y, mới khỏi hẳn phải nhanh như vậy. Nói thật, chuyện này thật để ta khó có thể tin. Ta không phải cái không tin sự thật người, nhưng ta cũng giống vậy tin tưởng khoa học. Khoa học chính là, tất cả dụng cụ kiểm tra kết quả, đều không ngoại lệ chỉ hướng tử vong. Kết quả, chỉ dùng 7 ngày, lão gia tử liền tự mình thần thái sáng láng đi ra tổng bệnh viện đại môn. Sự thật cùng khoa học, phát sinh trên bản chất rời bỏ. Ninh viện phó tuyệt không tin trung y cùng tây y khác nhau sẽ to lớn như thế, thậm chí sẽ dẫn đến rõ ràng như vậy lầm xem bệnh. Tiêu Phàm mỉm cười hỏi ngược lại, Ninh viện trưởng, tại ngài trong mắt, thiên địa lực lượng xem như thần học phạm trù hay là khoa học phạm trù? Thiên địa lực lượng, thần Phật Bồ Tát, Ninh viện phó không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, thần sắc trở nên 10 điểm ngưng trọng lên, cũng mang theo rõ ràng cảm thấy lẫn lộn. Ninh viện phó mặc dù không phải 10 điểm kiên định kẻ vô thần, nhưng cũng tuyệt không phải hữu thần luận người. Mà lại tại Tổng Bệnh viện phòng làm việc của Phó Viện trưởng đàm thần Phật Bồ Tát, thực tế quá mức quái dị. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, Ninh viện trưởng, thiên địa lực lượng không chỉ có riêng đơn chỉ thần Phật Bồ Tát. Tỷ như sóng điện, từ lực, tia vũ trụ cùng các loại, đều xem như thiên địa lực lượng. Chúng ta sinh hoạt cái không gian này, tràn ngập các loại nhìn không thấy sờ không được lại thật sự tồn tại năng lượng. Những năng lượng này mặc dù thần bí, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nắm lấy. Chỉ cần có thể lợi dụng trong đó một điểm, liền có thể đối hiện có khoa học hệ thống tạo thành to lớn xung kích, đã sớm một chút thường người không thể nào hiểu được kỳ tích. Ninh viện phó nghĩ nghĩ, vẫn như cũ có chút hoang mang nói, xin tha thứ, Tiêu trưởng phòng, nói với ngươi những vật này, ta vẫn là thiếu khuyết trực quan khái niệm. Ân, ngươi có phương thuốc sao? Phương thuốc có thể hay không cho ta xem một chút? Đã Tiêu Phàm cho lão gia tử phục một loại nào đó thuốc đông y, như vậy tóm lại là có cái phương thuốc. Chỉ cần có phương thuốc, Ninh viện phó ắt có niềm tin đem chuyện này nghiên cứu triệt để. Hắn cũng không phải đối Tiêu Phàm tâm còn lo nghĩ, chỉ là đơn thuần từ học thuật góc độ bên trên suy nghĩ vấn đề. Cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc, loại này thần kỳ phương thuốc nếu thật là tồn ở đây, nghiên cứu triệt để, đối với trị bệnh cứu người, thực tế có lớn lao công hiệu. Kia là vô lượng công đức, có thể, Tiêu Phàm không chút do dự, lập tức liền gật đầu đồng ý. Ninh viện phó càng là không có nửa phân dây dưa dài dòng, tăng cường đứng dậy đến bàn làm việc bên kia cầm qua giấy bút, hai tay đưa tới Tiêu Phàm trong tay, mang trên mặt mấy phân hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Tiêu Phàm cầm lấy bút đến, đem Càn Khôn Đại Hoàn Đan Phối Phương viết ra. Càn Khôn Đại Hoàn Đan Phối Phương, không phải bảo mật, ghi chép tại Vô Cực Thuật Tàng Trung Y Thiên bên trong, nhưng Phàm là vô cực môn đệ tử, đều có thể đọc qua, cũng không cấm chỉ các đệ tử hướng ngoại truyền bá cái này phối phương. Bởi vì vẹn vẹn có được phối phương là hoàn toàn không đủ, tuyệt đối luyện chế không ra Càn Khôn Đại Hoàn Đan. Trừ phối phương, còn phải biết phương pháp luyện chế. Nhưng mà, vẹn vẹn là cái này phương thuốc, liền đã thấy Ninh viện phó đầu óc choáng váng, giận xem líu lưỡi. Cái này phối phương bên trên lưu loát trên trăm vị thuốc vật, lấy Ninh viện phó học thức chi dầu, bụng tứ rộng, vậy mà đại bộ phận phân dược vật ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua. Thô thô khẽ đếm, những này ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua dược vật. Chỉ ít cũng có 6-70 vị nhiều. Tỷ như ngọc giao não, tỷ như ô dương mộc, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tại Ninh viện phó nghề nghiệp kiếp sống bên trong, loại tình hình này tuyệt đối là lần đầu đụng phải. Nhưng Ninh viện phó không hoài nghi chút nào cái này phương thuốc chân thực họ, bởi vì Tiêu Phàm tại viết đơn thuốc thời điểm, không có chút nào trì trệ. Liền xem như bịa đặt, cũng tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy bịa đặt ra hơn 100 vị thuốc vật tới. Thậm chí, có chút chữ cũng không nhận ra, cái này hơn 100 vị thuốc vật, là phân tổ viết. Một tổng cộng chia làm 7 tổ, trong đó 6 tổ, còn nhiều hơn 30 vị thuốc, thiếu chỉ có mười mấy vị thuốc. Bày ở sau cùng một tổ, chỉ có 3 vị thuốc, là vì thuốc dẫn. Phân tổ hốt thuốc, lấy Ninh viện phó lý giải, là muốn tách ra chế biến. Hơn 100 vị thuốc, đặt chung một chỗ chịu, cần một ngụm rất lớn nồi sắt mới đủ. Tách ra chế biến tốt dược dịch lại đổi cùng một chỗ chịu. Cuối cùng mới là thành dược. Ninh viện phó cái này lý giải, cơ bản đáng tin cậy.
Dù sao hắn không có khả năng nghĩ đến luyện đan cấp độ này đi lên, hắn là Tây y, chuyên gia bên trong chuyên gia, không phải đạo sĩ. Cái này phối phương, là nơi nào đến? Nhìn xem thiên thư phương thuốc, Ninh Viện Phó trước mắt sao vàng bay loạn, trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào tiêu hóa, vô ý thức hỏi một câu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Ninh Viện trưởng, chỉ có cái này phối phương là không đủ. Càn khôn đại hoàn đan, quá trình luyện chế phi thường phức tạp, nhất định phải là kinh nghiệm phi thường phong phú luyện đan sư mới có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Bất quá cái này phương thuốc 6 tổ phối phương, Ninh Viện trưởng ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Mỗi một tổ phối phương hơi thêm cải biến, đều là lương phương. Tiêu Phàm sở dĩ đem càn khôn đại hoàn đan phối phương rất khẳng khái sao chép cho Ninh Viện Phó, tuyệt không phải vì ở trước mặt hắn khoe khoang, càn khôn đại hoàn đan người bình thường là khẳng định luyện chế không ra, liền xem như vô cực môn sư huynh đệ, cũng không phải là mỗi người đều có luyện chế loại này nghịch thiên đan dược năng lực. Bất quá Ninh Viện Phó nguyên bản đối trung y có nhất định đọc lướt qua, lại là tổng bệnh viện phó viện trưởng, cái này phương thuốc sao chép một phần cho hắn, để hắn nghiên cứu một chút, nhưng cũng có thể đưa đến tế thế cứu nhân tác dụng. Càn khôn đại hoàn đan 6 tổ phối phương, mỗi một tổ đều là chữa bệnh cứu mạng lương phương. Bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, Tiêu Phàm mình không tiện đem những này lương phương mở rộng, như vậy đem công việc này giao cho Ninh Viện Phó đi phụ trách, chính là thí sinh thích hợp. Đây cũng là rộng tích âm công một loại. Ninh Viện Phó lắc đầu, song mi nhíu chặt, nói toa thuốc này quá lệch, nói thực ra, có hơn phân nửa thuốc, ta là chưa từng nghe thấy. Những này ta có thể thấy rõ ràng dược vật, trên cơ bản đều chân quý vô so. Muốn mở rộng, độ khó quá lớn. Tiêu Phàm cười cười, nói, Ninh Viện trưởng, tòa thuốc này là có thể cải biến, 9% 10 trở lên dược vật, có thể dùng bình thường thuốc đông y đến thay thế. Như vậy đi, ta sửa lại. Nói, Tiêu Phàm liền nhấc bút lên đến, lại lần nữa viết cái mới đơn thuốc. Chỉ cần không phải luyện chế chính phẩm càn khôn đại hoàn đan, tự nhiên nhưng không dùng được nhiều như vậy chân quý vô so dược vật. Nhìn thấy mới đơn thuốc về sau, Ninh Viện Phó liền cười ha ha một tiếng. Nói, nguyên lai còn có loại này thay thế chi pháp, dạng này liền có khả năng mở rộng. Cái này mới đơn thuốc, xem ra liền muốn thuận mắt nhiều, chí ít không có ít thấy chữ. Liền vừa rồi, Ninh Viện Phó còn thật có chút vì chính mình học thức nông cạn mà rất cảm thấy xấu hổ, lại chưa từng hướng thuật nghiệp hữu chuyên công phương diện này đi cân nhắc vấn đề. Bên này chính nghiên cứu phương thuốc, thư ký gõ cửa tiến đến, cầm trong tay một chồng xét nghiệm đơn. Không thể nghi ngờ, đây đều là Tiêu lão gia tử xét nghiệm đơn. Chỉ là, thư ký thần sắc tựa hồ có chút cổ quái, chẳng lẽ những này xét nghiệm đơn có gì không ổn à? Chương 401, ta đến nghĩ biện pháp. Bóng đêm càng thâm, tổng bệnh viện trong sân nhỏ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ồn ào. Lão gia tử trong phòng bệnh, Tiêu Trạm, Tiêu Phàm hai cha con bồi ngồi tại trước giường, lại không có người khác, thậm chí ngay cả Tiêu Thiên, Thôi thư ký cùng Trương y tá đều không tại. Lão gia tử tinh thần, nhìn qua cũng không tệ lắm, dưỡng khí quản cũng lấy đi. Lão gia tử không thích lắm vật kia cắm ở trong lỗ mũi cảm giác, luôn cảm thấy không phải thư thái như vậy. Có Tiêu Phàm tại, hạo nhiên chính khí rất có tác dụng. Tiêu Phàm đem tất cả những người khác chi đi, bao quát Tiêu Thiên cũng không từng lưu tại trong phòng bệnh. Lần này, ngay cả Tiêu Trạm đều không nhắc lại ra nghi vấn, bất quá Tiêu Bộ trưởng trong lòng lại càng thêm khẩn trương bất an. Nếu như lão gia tử bệnh tình không có gì đó cổ quái lời nói, Tiêu Phàm sẽ không làm như vậy. Thông thường mà nói, Tiêu Phàm hay là rất biết đại thể, không đến mức vô duyên vô cớ để Thôi thư ký sinh ra khúc mắc trong lòng. Lão gia tử thần sắc, ngược lại là rất bình tĩnh, mỉm cười đối Tiêu Phàm nói, Tiểu Phàm, có lời gì, cứ việc nói thẳng. Có phải là ta tuổi thọ cũng nhanh đến cuối cùng rồi? Ba ba, Tiêu Trạm song mi nhăn lại, có chút không vui nói. Tiêu Bộ trưởng là có tiếng hiếu tử, cứ việc người già lạc quan biết thiên mệnh nhưng thật ra là chuyện tốt. Nghe vào Tiêu Trạm trong tai, lời này vẫn như cũ 10 điểm chói tai. Về phần lão gia tử ngôn từ bên trong, sử dụng tuổi thọ hai chữ, Tiêu Trạm bây giờ phản ngược lại bắt đầu quen thuộc. Kinh lịch năm ngoái chuyện kia về sau, Tiêu Trạm đã không thể xem như một cái hoàn toàn kẻ vô thần. Cứ việc Tiêu Trạm lý trí vẫn tại cự tuyệt, nhưng ở sâu trong nội tâm lại rất rõ ràng, quả thật phát sinh một chút vượt qua hắn trước kia nhận biết phạm chủ sự tình. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do Tiêu Trạm không tin. Về phần dùng tuổi thọ vẫn là dùng sinh mệnh để diễn tả ý tứ, kỳ thật không cần thiết quá so đo. Lão gia tử khoát tay áo, nói, giải phóng, sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, ta đều lớn tuổi như vậy, không cần thiết kiêng kỵ những thứ này. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, rất chân thành nói, ra ra, ta không thể phán đoán. Lần này,
Ngay cả lão gia tử cũng cảm thấy kinh ngạc, Thọ lông mày nhàn nhạt giơ lên, nói, ngươi không thể phán đoán. Tiêu Trạm cũng nhìn về phía nhi tử, đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ Tiêu Trạm có phải là thừa nhận siêu tự nhiên lực tồn tại, tối thiểu nhất, hắn đối Tiêu Phàm y thuật là rất có lòng tin. Căn cứ Giản Tú Hoa bên kia được đến tình báo, Diệp Khí Vân nữ nhi Diệp Linh phục Tiêu Phàm kê đơn thuốc phương, bất quá một tháng thời gian, thân thể liền đã tốt đẹp. Dây dưa nhiều năm khoang miệng loét, thế mà thông suốt khỏi hẳn, không còn có phát tác qua. Trước mắt Diệp Linh đã mang thai, đang chuẩn bị làm mụ mụ, Diệp Lâm hai nhà từ trên xuống dưới đều cao hứng không được. Hai nhà trưởng bối, đối Tiêu Phàm thần hồ kỳ kỹ y thuật, đều khen không dứt miệng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại nói không có cách nào phán đoán lão gia tử bệnh tình. Chẳng lẽ, tình huống lập tức liền nghiêm trọng đến tình trạng như thế? Lão gia tử nếu thật là vào lúc này xảy ra ngoài ý muốn, kia thật đúng là đại phiền toái. Trước mắt cục thế chính trị, khá phức tạp. Từ cao tầng tới chỗ, đều gặp phải phương diện nhân sự đại biến cách. Phàm là dính đến nhân sự an bài, từ trước đều là đánh cờ kịch liệt nhất thời điểm. Tiêu Trạm lập tức liền muốn bàn giao việc quan bộ trưởng chức vụ, bên ngoài mặc cho biên giới, chẳng lẽ một giày mới liền muốn có đại tang? Mặc dù nói, thời nay không so cổ đại, phụ mẫu qua đời, quan viên không cần rời chức, nhưng mà lão gia tử một khi qua đời, đối vừa mới có nổi lên sắc Tiêu gia thậm chí Tiêu hệ, đều chính là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Đến lúc đó kinh thành phong ba quỷ dị, Tiêu Trạm xa tại ngoại địa, một phương diện muốn lo lắng lấy kinh sư đại cục, một phương diện muốn ứng đối tỉnh lý thế lực khắp nơi, độ khó công việc chi lớn, có thể nghĩ. Căn cứ mạch tượng biểu hiện, bệnh của gia gia tình không coi là bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng là, xế chiều hôm nay, ta tại Ninh viện trưởng nơi đó nhìn xét nghiệm đơn. Nói đến đây, Tiêu Phàm dừng lại, trầm ngâm, tựa hồ không biết nên như thế nào tìm từ. Xét nghiệm đơn có gì đó cổ quái sao? Tiêu Trạm lập tức hỏi, hai mắt sáng ngời, là có chút cổ quái. Gia gia trong máu một bên, thêm ra một loại không cách nào phân rõ vật chất, bệnh viện tất cả kiểm nghiệm sư đều nhận không ra. Ta cũng đi kiểm nghiệm thất nhìn qua, xác thực khó mà phân rõ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, song mi nhíu chặt, buổi chiều tại thà phòng làm việc của phó viện trưởng, Ninh viện phó nhìn thấy cái kia kỳ quái xét nghiệm kết quả về sau, cũng là cảm thấy giật mình, lúc này cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, đi kiểm nghiệm thất, tự mình tại bội số lớn y học kính hiển vi dưới quan trắc lão gia tử huyết dịch hàng mẫu, nhưng vô luận là Ninh viện phó hay là Tiêu Phàm, hoặc là tổng bệnh viện cái khác giàu có kinh nghiệm kiểm nghiệm sư, ai cũng phân biệt nhận không ra. Loại kia thêm ra vật chất, rốt cuộc là thứ gì? Cái này còn không phải kỳ quái nhất, chân chính để tất cả mọi người thúc thủ vô sách chính là, loại vật chất này không cách nào từ trong máu tách ra. Ninh viện phó lúc ấy liền hạ chỉ thị, để kiểm nghiệm thất đem loại vật chất này tách ra, đơn độc tiến hành kiểm trắc. Kết quả lại hoàn toàn làm không được, loại vật chất này vừa rời đi huyết dịch, lập tức liền bay hơi biến mất, rốt cuộc tìm không được nửa điểm tung tích. Tổng bệnh viện kiểm nghiệm sư nhóm nghĩ hết các loại biện pháp, cũng là uổng công. Ninh viện phó hoang mang không thôi, rất thành khẩn nói cho Tiêu Phàm, hắn theo nghề thuốc mấy chục năm, hay là lần đầu đụng phải loại này kỳ quái tình hình. Không thể nghi ngờ, Ninh viện phó là hy vọng Tiêu Phàm có thể cho hắn giải hoặc. Nhưng lần này, không gì làm không được Tiêu chân nhân cũng bất lực. Tiêu Phàm mặc dù tinh thông trung y y thuật, đối tây y lại không có nghiên cứu gì, càng thêm khó mà sáng tỏ loại này thêm ra vật chất là cái gì. Đây là ý gì? Tiêu Trạm nhíu mày hỏi. Hắn không phải y sư, càng thêm sẽ không ở những này kiểm nghiệm chi tiết dây dưa, gọn gàng dứt khoát liền hỏi kết quả. Tiêu Phàm nói, không rõ ràng, chỉ có thể nói, gia gia thân thể hiện tại lên một loại nào đó vượt qua hiện đại chữa bệnh kiểm trắc kỹ thuật bên ngoài biến hóa. Tiêu Trạm song mi nhàu càng chặt hơn, hỏi kia, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cũng không rõ ràng, ai ngờ Tiêu Phàm như trước vẫn là lắc đầu, trên mặt thần sắc, so hắn lão tử càng thêm không thoải mái. Bất quá theo suy đoán của ta, đoán chừng sẽ không là quá tốt hiện tượng. Lão gia tử trong máu loại này ngoài ý muốn thêm ra vật chất, nếu quả thật chính là đồ tốt, như vậy lão gia tử liền sẽ không cảm thấy thân thể khó chịu, cần nhập viện kiểm tra trị liệu. Mà lại năm ngoái lão gia tử ăn vào linh dược nghịch thiên cải mệnh, ngay lúc đó kiểm trắc, hết thảy bình thường, trong máu không có phát hiện loại này kỳ quái vật chất, từ đó có thể biết, loại vật chất này, không phải phục dụng chưa thành hình càn khôn đại hoàn đan mới tăng ra. Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, chính là bởi vì càn khôn đại hoàn đan tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc, chưa thể đại thành, mới đưa đến lão gia tử nghịch thiên cải mệnh không đủ triệt để, bây giờ vừa một năm qua đi, dược lực có lẽ đã qua. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ lão gia tử bệnh tình sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu.
thẳng như không phải là bởi vì Tiêu Phàm năm ngoái cưỡng ép cho lão gia tử tục mệnh, lão gia tử tuổi thọ, kỳ thật năm ngoái mùa đông liền đã tận, càn khôn đại hoàn đan dược hiệu một khi quá khứ, như vậy hết thảy lại đem về đến điểm bắt đầu. Tiêu Trạm mi tâm vặn đến một khối, lão gia tử thần sắc lại bình tĩnh như trước, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Phàm, kết quả xấu nhất sẽ như thế nào, nói thẳng không sao. Tiêu Phàm đầu lâu có chút buông xuống, trầm ngâm, suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng lão gia tử hai mắt, thấp giọng nói, ra ra, đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là cá nhân ta phỏng đoán mà thôi. Kết quả xấu nhất, liền là của ngài bệnh tình tại trong ngắn hạn chuyển biến xấu, cùng năm ngoái bệnh tình đồng dạng. Làm sao có thể, chỉ là phổ thông cảm mạo mà thôi. Tiêu Trạm lập tức nói, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tiêu Phàm lời này, tương đương với nói rõ lão gia tử không còn sống lâu nữa, mắt thấy lão gia tử giờ phút này mặt hoán hồng quang, tinh thần không tồi, Tiêu Trạm hoàn toàn không thể tiếp nhận Tiêu Phàm phỏng đoán. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói cha, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, nhưng là, ta sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Trạm sắc mặt khó coi hơi hòa hoãn một điểm, hắn hiểu rất rõ Tiêu Phàm cái họ, không có 7-8 phần nắm chắc, Tiêu Phàm sẽ không như vậy nói. Lão gia tử sinh tử, thực tế liên lụy quá nhiều, một khi phán đoán sai lầm, đến tiếp sau rất nhiều ứng đối phương lược, đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiểu Phàm, không cần miễn cưỡng. Ra ngoài ý định chính là, lão gia tử chợt nói như vậy, mà lại ngữ khí hết sức nghiêm túc. Gia gia, Tiểu Phàm, gia gia biết ngươi có bản lĩnh, nhưng loại này cùng thiên địa cưỡng ép đối nghịch sự tình, ngươi có bản lãnh đi nữa, làm khẳng định cũng không dễ dàng. Một lần liền đã đủ rồi, há có thể một lần nữa. Lão gia tử hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, trong mắt lộ ra sâu sắc quan tâm chi ý. Lão gia tử cứ việc không hiểu thuật pháp, nhưng Tiêu Phàm là hắn ruột thịt cháu trai, huyết mạch tương liên, khoảng thời gian này phát sinh ở Tiêu Phàm biến hóa trên người, hắn há có thể thật hoàn toàn không biết gì. Rất rõ ràng, năm ngoái vì cho hắn chữa bệnh, Tiêu Phàm trả giá cái giá cực lớn, tựa hồ cho tới nay còn chưa hoàn toàn khôi phục. Sao có thể bởi vì chính mình sống lâu như thế một năm nửa năm, một mà tiếp để cháu trai đi bốc lên to lớn phong hiểm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lão gia tử giác quan thứ 6, không thể nghi ngờ là phi thường nhạy cảm. Đừng bảo là lần nữa nghịch thiên cải mệnh muốn trả ra đại giới xa lớn xa hơn lần thứ nhất, căn bản là không người có thể nhận gánh chịu nổi. Coi như hắn đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, đồng thời có thể tìm tới tự nguyện thay cướp người. Trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể lại góp đủ luyện chế càn khôn đại hoàn đan hơn 100 loại chân quý dược vật. Ngọc giao não, mật gấu những dược vật này, bất quá là bình thường thôi, trong đó không ít dược vật, đều là vô cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư còn sót lại, hiện nay chi thế, chỉ sợ căn bản liền không tìm được. Nhưng mà, cái này nhưng lại không có nghĩa là, Tiêu chân nhân liền thật không cách nào có thể nghĩ, đối mặt lão gia tử bệnh tình thúc thủ vô sách. Gia gia, yên tâm đi. Ta có thể nghĩ ra biện pháp tới. Tiêu Phàm hướng về lão gia tử nhoẻn miệng cười, nhẹ nói. Tiêu Phàm cái này trả lời chắc chắn, rõ ràng để lão gia tử có chút ngoài ý muốn, không khỏi kinh ngạc hỏi ngược lại, a, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì đến? Gia gia vẫn là câu nói kia, quá miễn cưỡng sự tình, không muốn làm, cũng không thể làm. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Ta minh bạch, Tiêu Phàm rất chắc chắn gật gật đầu. Gia gia, ngài trước tiên ở bệnh viện ở. Ta sẽ cho cái toa thuốc cho Trương y tá, để nàng đúng hạn cho ngài uống thuốc. Chương 402, lễ vật. Hoa nhài hội sở, Cơ Khinh Sa một bộ đồ đen, đứng tại hội sở cửa chính. Cứ việc Hoa nhài hội sở là kinh sư xa hoa nhất xa hoa câu lạc bộ tư nhân một trong, hoa nói bên trong ra vào đều là danh lưu danh viện, nhưng giống Cơ Khinh Sa dạng này đẹp đến yêu diễm, phong tình vạn chủng nữ hài, hay là không thấy nhiều. Ra ra vào vào những khách nhân ai cũng nhìn không được nhiều dò xét Cơ Khinh Sa vài lần. Tự nhiên, ánh mắt đều tương đối thuần khiết, Cơ Khinh Sa trên thân kia cỗ nhàn nhạt uy nghiêm khí chất, làm sao cũng không che giấu được, cho dù ai xem xét đều biết, vị này là chân chính nắm quyền lớn nữ cường nhân, tuyệt không phải đóa hoa giao tiếp. Mặc kệ nhiều cao cấp đóa hoa giao tiếp, đều che giấu không được từng tia từng sợi phong trần khí tức. Loại kia tùy thời thời khắc đều chú ý tới chân chính đại nhân vật phong cách hành sự. Cũng khiến cho các nàng cùng đại nhân vật chi ở giữa chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Chân chính đại nhân vật, chỉ chú ý mục tiêu của mình, đối cái khác người, trên cơ bản đều là không nhìn. Cơ Khinh Sa hiện tại chính là như vậy, lực chú ý của nàng, đều để ở đó đài chậm chậm lái qua đại bôn cấp trên. Đại bôn tại hội sở cổng chậm rãi dừng lại, Cơ Khinh Sa tự thân lên trước, kéo ra tay lái phụ một bên cửa xe, khẽ cười duyên. Một thiếu,
Hôm nay là Cơ Khinh Sa chủ động mời Tiêu Phàm ăn cơm. Nói đến, đây cũng là đương thời giữa bằng hữu gắn bó tình cảm tất yếu phương thức. Lâu không vãng lai, bằng hữu thân thiết đi nữa cũng không khỏi lạnh nhạt. Cơ Khinh Sa trưởng quản lấy Cơ Thị tập đoàn như thế quái vật khổng lồ, các loại quan hệ xử lý, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chớ đừng nói chi là Tiêu Nhất Thiếu trọng yếu như vậy bằng hữu. Mà lại, lần này mời Tiêu Phàm ăn cơm, Cơ Khinh Sa lý do cũng rất sung túc, vì Tiêu Phàm bày tiệc mời khách. Không phải sao, Tiêu Chân Nhân vừa mới đi qua đông đảo một chuyến, trải qua ngàn khó vạn hiểm, thật vất vả trở lại trong nước, Cơ Khinh Sa đương nhiên phải vì đó đưa rượu an ủi, đây là vì bằng hữu chi đạo. Có quan hệ Tiêu Phàm đi đông đảo sự tình, là Uyển Thiên Thiên nói cho Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa cùng Uyển Thiên Thiên là khuê, giữa hai người, một mực duy trì mật thiết liên hệ, Tiêu Phàm rất nhiều tin đồn thú vị giật sự, cũng từ Uyển Thiên Thiên miệng bên trong truyền đến Cơ Khinh Sa trong lỗ tai. Uyển Thiên Thiên vốn chính là như vậy hoạt bát họ cách. Đương nhiên, Tiêu Chân Nhân cũng là không lo lắng Uyển Thiên Thiên, một cái Tiêu Phàm bản thân liền vô mật nhưng tiết, đi phải đang đứng phải ổn, tính được quân tử khiêm tốn. Thứ hai Uyển Thiên Thiên từ có chừng mực, đừng nhìn nàng hòa nói bên trong muốn nói cái gì liền nói cái gì, tựa hồ hoàn toàn là không tim không phổi dáng vẻ, nhưng những cái nào lời nói có thể nói những cái nào không thể nói lời, tiểu nha đầu hay là trong lòng hiểu rõ. Yên Chi xã đại đương gia, vốn liền không khả năng là cái không chút tâm cơ nào nữ nhân. Đã mọi người là bằng hữu, Tiêu Phàm cũng không cho rằng đông đảo chi hành có giấu giếm Cơ Khinh Sa tất yếu. Cơ tổng, Tiêu Phàm đi xuống xe, mỉm cười đáp lễ. Cơ Khinh Sa lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến Tân Lâm trên thân. Tân Lâm cách ăn mặc vẫn như cũ 10 điểm mộc mạc, trắng bệch mài nước lan quần jean, đơn giản màu trắng áo thun, tóc dài đen nhánh tùy ý nhói một cái, rối tung ở đầu vai. Không chút phấn son, thanh lệ thoát tục, bất quá giờ phút này Cơ Khinh Sa nhìn về phía Tân Lâm ánh mắt lại mang theo một loại nào đó ý vị không nói được, giống như cười mà không phải cười. Dù là Tân Lâm nhất quán trấn định tự nhiên, lúc này cũng bị Cơ Khinh Sa cái này cổ quái ánh mắt thấy có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, nhẹ nhàng cắn môi một cái, đem đầu xoay qua đi một bên. Xùy, Cơ Khinh Sa cười khẽ một tiếng, quá khứ giữ chặt Tân Lâm tay nhỏ. Chúc mừng a, già. Nguyên bản Cơ Khinh Sa một mực là gọi Tân Lâm vì Tân tiểu thư, quy củ bên trong lộ ra khách khí, đồng thời cũng lộ ra ngăn cách. Chợt ở giữa liền đổi giọng, tự nhiên nhiên, không có chút nào miễn cưỡng. Tân Lâm khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Thậm chí nhẹ nhàng uốn éo người, hung hăng trợn nhìn Cơ Khinh Sa một chút, rất là thẹn thùng. Cái này nữ cường nhân ánh mắt cũng không tránh khỏi quá độc đi. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Về phần Cơ Khinh Sa kia âm thanh già, cứ việc nghe vào Tân Lâm trong tai vẫn có chút khó chịu, nhưng giờ này khắc này, Tân Lâm nơi nào còn có tâm tư đi so đo những này việc nhỏ không đáng kể. Cơ Khinh Sa nở nụ cười xinh đẹp, cơ hồ là cắn Tân Lâm lỗ tai, thấp giọng nói, nhà đầu ngốc. Cái này có cái gì không có ý tứ. Nữ nhân nha, sớm muộn có một ngày như vậy, tỷ tỷ cái này tiếng chúc mừng, thế nhưng là xuất phát từ nội tâm. Tân Lâm gương mặt xinh đẹp càng đỏ, hàm răng cắn thật chặt, trong mắt toát ra thần sắc, thẹn thùng bên trong cũng mang lên một chút điểm hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Là thật đáng giá chúc mừng đâu, nam nhân kia, nhưng ghê gớm cỡ nào. Đừng nhìn Tân Lâm xấu hổ mà ức, kỳ thật chân chính lúng túng, còn phải là Tiêu Chân Nhân. Rõ ràng Cơ Khinh Sa mời chính là hắn, làm sao một tới địa điểm, hắn cái này chính chủ ngược lại biến thành tùy tùng, hai nữ nhân lại tay nắm ở một bên nói thì thầm đi. Có vẻ như cái này thì thầm còn cùng hắn Tiêu Chân Nhân có chút liên quan. Cái bóng phạm nhạc, đối đây hết thảy lại tựa như chưa gặp, ánh mắt bình thản, không biết nội tâm của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là vì để Tiêu Chân Nhân không đến mức quá mức xấu hổ, phạm nhạc mới cố ý giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Già Nhi, hôm nay quá vội vàng, ta không chuẩn bị lễ vật gì. Đến, cái này đồ chơi nhỏ, tặng cho ngươi, coi như là tỷ tỷ hạ lễ. Cơ Khinh Sa mỉm cười, từ cổ của mình ở giữa, gỡ xuống một chuỗi màu vàng nhạt dây chuyền trân châu, muốn tặng cho Tân Lâm. Sâu này trân châu nhìn qua cũng không thế nào lóa mắt, nhưng Tân Lâm là người biết hàng, một chút liền có thể nhìn ra được, đây đều là bồi dưỡng nhiều năm nước ngọt châu, đặc biệt khó được chính là... Mỗi khỏa trân châu lớn tiểu hình dạng trên cơ bản đều không khác mấy, nhất là chính giữa viên kia trân châu, cơ hồ có lớn bằng ngón cái, lóng lánh vầng sáng nhàn nhạt, nhu hòa mượt mà, đích thật là cực phẩm. Cái này dây chuyền trân châu giá thị trường, chỉ ít cũng tại 1 triệu trở lên. Cơ tổng, đối Cơ Khinh Sa nhiệt tình, Tân Lâm có chút không quen lắm. Cũng không phải Cơ Khinh Sa đối nàng nhiệt tình như vậy có thất thường gì, mấu chốt là Tân Lâm mình họ Tử quá nhạt,
không phải rất thích cùng người khác có quá thâm nhập vãng lai. Chỉ bất quá Cơ Khinh Sa như thế nào tùy ý hướng người lấy lòng. Bao nhiêu quý phụ danh viện, Cơ Khinh Sa đều chưa từng đối với các nàng thân thiết như vậy qua. Già Nhi, còn gọi Cơ Tổng đâu? Cơ Khinh Sa liền hơi có chút tức giận liếc Tân Lâm một chút. Tân Lâm nở nụ cười xinh đẹp, cũng không đổi giọng, nhưng cũng không gọi nữa Cơ Tổng, mặc cho Cơ Khinh Sa đem dây chuyền trân châu cho nàng thắt ở trên cổ, viên kia to lớn mẫu châu chính chính đặt tại Tân Lâm ôn nhu phía trên. Đừng nhìn Tân Lâm trang phục phổ thông mộc mạc, sau này quý báu dây chuyền trân châu đeo lên cái cổ, mảy may cũng không lộ vẻ đột ngột, ngược lại cùng nàng cả người khí chất hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, thậm chí so mang tại Cơ Khinh Sa vị này nguyên chủ nhân trên cổ còn dễ nhìn hơn. Phảng phất cái này dây chuyền trân châu trời sinh chính là vì nàng chuẩn bị. Thật xinh đẹp, Cơ Khinh Sa trên dưới dò xét Tân Lâm một phen, mỉm cười tán thán nói. Cùng Tân Lâm líu díu một hồi lâu, Cơ Khinh Sa mới quay đầu đối Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, một ít, không có ý tứ a, chúng ta tỉ hai vào xem nói thì thầm. Tiêu Chân Nhân liền sờ sờ cái mũi, có chút buồn bực gật gật đầu. Muốn nói thì thầm có thể, nữ nhân nha, đều là tập quán này, mặc kệ là nữ cường nhân hay là băng mỹ nhân, cơ bản đều giống nhau. Thế nhưng là ngươi đừng ở ngay trước mặt ta nói a, trực tiếp thanh ta gạt sang một bên, hết lần này tới lần khác nói vẫn là của ta xấu hổ sự tình, coi ta là trong suốt a. Chỉ là trong lúc này, Tiêu Chân Nhân từ cũng không tiện phát tác. Lập tức tại hội sở nhân viên phục vụ dẫn dắt phía dưới, một nhóm bốn người hướng về Bao Xương đi đến. Hoa Nhài hội sở Chu thị phụ tử sở trường nhất chính là đồ ăn thường ngày cùng thức ăn chay, mà lại thức ăn chay đắt vô cùng, lại vẫn cứ có bó lớn người cổ động. Cơ Khinh Sa hôm nay điểm lại là thức ăn chay, có thể trở thành Hoa Nhài hội sở hội viên người, còn có ai sẽ để ý ăn cơm tiền đâu. Quý cũng tốt, tiện nghi cũng tốt, đối với bọn hắn đến nói, đều không có bất cứ quan hệ nào, dù sao hết thảy ký đơn, mỗi tháng cuối tháng từ tài vụ nhân viên và hội sở một lần họ kết toán. Cùng loại dạng này biên lai, Cơ Khinh Sa cơ hồ chưa hề xét duyệt qua. Nàng tin tưởng mình tư nhân tài vụ nhân viên, càng thêm tin tưởng Chu lớn thường Chu tiểu thường hai cha con. Một ít, nghe nói lần này tại Đông Đảo, thật có chút cố sự đâu. Bốn người quanh bàn mà ngồi, thưởng thức thức ăn chay, uống vào số độ không cao rượu đế, Cơ Khinh Sa theo miệng hỏi, một đôi sáng lóng lánh mắt đẹp không ngừng đang Tiêu Phàm trên mặt đổi tới đổi lui. Khác không nói đến, vẻn vẹn đi một chuyến Đông Đảo, Tân Lâm liền lên dạng này long trời lở đất biến hóa, thật đúng là đem Cơ Khinh Sa hứng thú câu lên. Tại Đông Đảo, đến cùng chuyện gì xảy ra, quả là tại ngay cả Tiêu Phàm đều cầm giữ không chừng rồi. Mặc dù nói, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm 4 năm nay sớm chiều ở chung một phòng, hợp hai là một là chuyện sớm hay muộn, nhưng Đông Đảo chuyến đi, rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất. Trong lúc này, khẳng định có một loại nào đó 10 điểm quan trọng nguyên nhân dẫn đến. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cũng không có gì cố sự, tình huống căn bản, Thiên Thiên hẳn là đều đã cùng ngươi tán gẫu qua đi. Tính đến trên đường qua lại thời gian, Tiêu Phàm tại Đông Đảo quốc trọn vẹn ngốc nửa tháng, mặc dù cho Uyển Thiên Thiên lưu lại phương thuốc cùng phù lục, tóm lại vẫn là không có Tiêu Phàm tự mình động thủ như vậy bảo hiểm. Mấy ngày nay, Uyển Thiên Thiên đều quấn lấy Tiêu Phàm, tường tường tế tế hỏi thăm hắn tại Đông Đảo quốc hết thảy. Tiêu Phàm hữu tâm muốn trách cứ nàng một phen, bị nha đầu này dính trong ngực, một hồi lâu nũng nịu, Tiêu Chân Nhân trách cứ chi từ, liền vô luận như thế nào đều nói không ra miệng tới. Uyển Thiên Thiên chính là hiếu kỳ, liền là muốn nghe cố sự. Đương nhiên, có quan hệ Tiêu Phàm cùng Tân Lâm tại cái lối đi kia bên trong phát sinh hết thảy, Uyển Thiên Thiên không dám hỏi. Bằng không, là thật lấy mắng. Kỳ thật, Uyển Thiên Thiên nội tâm, muốn hỏi nhất thật đúng là chính là chuyện này. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nghe người khác thuật lại, nơi nào có người chính miệng nói dễ nghe như vậy. Mà lại cố sự này, là Uyển Thiên Thiên dính tại Tiêu Phàm trong ngực nghe, ngẫm lại đều để người đố kỵ phải không được a? À. Êm tai, Tiêu Phàm không khỏi khẽ lắc đầu. Cố sự này, thật đúng là chưa nói tới êm tai, ở giữa có quá nhiều huyết tinh. Bất quá lần này Đông Đảo chuyến đi, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Không nghĩ tới, cửu quỷ lưu, tổng đàn, lại có chúng ta vô cực môn, luân hồi tướng ác quỷ nói, hoàn chỉnh pháp tướng cùng khẩu quyết. Đáng tiếc Liễu Sinh Hùng vừa đã chết rồi, không có cách nào hiểu thêm một bậc tường tình, không biết năm đó những này pháp tướng cùng khẩu quyết là thế nào lưu truyền đến Đông Đảo đi. Nhưng có thể khẳng định là, cửu quỷ lưu, truyền thừa, cùng ác quỷ nói, có vô cùng mật thiết liên quan. Thật sao, đây thật là để người không tưởng tượng được a. Cơ Khinh Sa lập tức kinh thán không thôi. Tình huống này, Uyển Thiên Thiên cũng không từng cùng nàng nói qua.
Tân Lâm liền có chút kinh ngạc nhìn qua Tiêu Phàm một chút, không biết Tiêu Phàm làm sao muốn đem có quan hệ ác quỷ nói. Khẩu quyết cùng pháp tướng sự tình nói cho Cơ Khinh Sa nghe. Bất kể nói thế nào, Cơ Khinh Sa hay là cái ngoại nhân, không phải vô cực môn. Nhưng là nghĩ đến, Tiêu Phàm làm như thế, khẳng định tự có thâm ý. Chương 403, tu hành hay là tu ma? Trung Thiên Đại Hạ 49 lâu, vườn treo, Cơ Khinh Sa vứt bỏ sách tay, cởi xuống giày cao gót, chân trần đi tiến vào hoa trong viên, sâu hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, làm mấy cái khuếch trương ngực vận động. Thủ đô sương mù mai đã càng ngày càng nghiêm trọng, vườn treo khoảng thời gian này đều là toàn phong bế, cứ việc thủy tinh cường lực bên ngoài là một bên tối tăm mờ mịt sương mù mai, thủy tinh cường lực bên trong, hay là không khí trong lành, cảnh trí nghi nhân. Trong tường ngoài tường, là khác biệt quá nhiều hai thế giới. Hoạt động một lần tay chân, Cơ Khinh Sa cái này mới chậm rãi tại che nắng rủ dưới trong ghế ngồi xuống, lạnh nhạt nói, Diệp Vương, đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh, che che lấp lấp. Ta nhìn ngươi tâm tình tựa hồ không sai, cũng không tốt quấy rầy. Một cái hùng hồn giọng nam bỗng nhiên tại vườn hoa khác một bên truyền ra, lập tức, Diệp Vương cao thẳng tắp thân thể cũng quay lại. Cơ Khinh Sa khóe miệng hiện lên một tia nụ cười chế nhạo, quay đầu đi, nhàn nhạt nhìn xem Diệp Cô Vũ, nói thật sao? Diệp Vương lúc nào chiếu cố như vậy tâm tình của người khác rồi? Cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi a. Diệp Cô Vũ song mi có chút một dương, nói, lụa mỏng. Ta trong lòng của ngươi, liền là ấn tượng như vậy a. Cơ Khinh Sa cười cười, nói, Diệp Vương, ngươi lừa người khác, chẳng lẽ còn có thể lừa chính ngươi? Mặc kệ ngươi hòa nói bên trong cỡ nào nhã nhặn thủ lễ, kia đều chẳng qua là giả vờ biểu tượng. Một khi đến thời khắc mấu chốt, một khi cùng ngươi ích lợi của mình nhất thiết tương quan, ngươi còn có thể chứa được xuống dưới. Diệp Cô Vũ cũng cười, đồng dạng mang theo mỉa mai chi ý, nhìn qua Cơ Khinh Sa, chậm rãi nói, nghe ý tứ này. Cơ Tổng không phải là người như thế, là sống lôi phong, vì người khác lợi ích có thể hy sinh ích lợi của mình. Cơ Khinh Sa lạnh nhạt nói, ta không phải là người như thế, nhưng dạng này người xác thực có, đồng thời còn không ít. Tỷ như nói, người kiêng kỵ nhất Tiêu Phàm, chính là người như vậy. Diệp Cô Vũ nụ cười trên mặt không gặp, lãnh đạm nói, đó là bởi vì, vô cực môn môn quy như thế. Hắn là trưởng giáo, không thể không thừa hành cái cửa này quy. Ngươi cho rằng tại hắn ở sâu trong nội tâm, thật nguyện ý làm như vậy à? Cơ Khinh Sa thần sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi nói, Diệp Vương, ngươi sai. Ta cho rằng, Tiêu Phàm đây là họ gốc như thế. Mặc kệ hắn có phải là vô cực môn trưởng giáo, hắn đều là như vậy phong cách hành sự. Chính là bởi vì dạng này, chỉ Thủy Tổ Sư mới có thể đem vị trí trưởng giáo truyền thụ cho hắn, mà không phải truyền cho người khác. Dạng này nhân quả quan hệ, tuyệt đối không thể lầm. Diệp Cô Vũ hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, trong nháy mắt này, Cơ Khinh Sa rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại sát ý, đập vào mặt. Thậm chí vẫn đứng ở văn phòng, chưa từng đi tiến vào vườn treo phạm nhạc, đều bỗng nhiên đặt chân tiến đến, cảnh giác vạn phần tiếp cận Diệp Cô Vũ. Cũng may cỗ này sát ý hơi lập tức trôi qua, phạm nhạc cũng không có tiến thêm một bước. Diệp Cô Vũ liếc phạm nhạc một chút, khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường chi ý. Đối Diệp Cô Vũ bỗng nhiên sinh ra sát ý. Cơ Khinh Sa tựa hồ sớm đã có đoán trước, mảy may cũng bất phi sở động, vẫn như cũ từ tốn nói, Diệp Vương, ta biết, ngươi cùng Tiêu Phàm là hoàn toàn khác biệt loại hình người. Có lẽ vô cực môn nhân tài đông đúc, luận bản sự, Tiêu Phàm các sư huynh sư tỷ có lẽ đều có tư cách đảm nhiệm trưởng giáo, truyền thừa chỉ thủy tổ sư y bát. Nhưng luận phong cách hành sự, luận trạch tâm nhân hậu, trừ Tiêu Phàm, vô cực môn còn thật không có người thứ hai càng có thể được đến chỉ thủy tổ sư coi trọng. Giang Sơn kiên cố, tại đức không tại hiểm, chỉ thủy tổ sư năm đó cái lựa chọn này, ta cho rằng là vô so chính xác. Diệp Cô Vũ liền cười lên, thần sắc lại trở nên càng thêm lãnh đạm, lạnh lùng nói, Cơ Tổng, ngươi không phải vô cực truyền nhân, vô cực môn hẳn là từ hạng người gì đến thống lĩnh, ngươi có tư cách gì bình luận. Từ ngàn năm nay, vô cực môn quan trọng nhất, cũng không phải là giả mù sa mưa đi cái gì nhân nghĩa, nói cái gì đạo đức, mà là tìm về thất lạc thiên chương. Tiêu Giao Trường Sinh. Công tham gia tạo hóa, mới là đúng lý. Một cái giang hồ lưu phái mà thôi, thật đúng là muốn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình a. Cơ Khinh Sa không tức giận chút nào, lập tức nói, mặc kệ là Tiêu Giao Trường Sinh, hay là công tham gia tạo hóa, đều là nghịch thiên hành sự. Cùng thiên cơ chi lực đối kháng, không làm việc thiện nâng, không tích công đức, thì làm sao đến thượng thiên chiếu cố. Diệp Cô Vũ cười lạnh một tiếng, nói có thể phá thiên cơ. Không vẻn vẹn chỉ có làm việc thiện tích đức cái này một loại thủ đoạn.
Ngươi không hiểu, đó là bởi vì ngươi ép căn bản không hề kể đến cái này một bên, còn kém xa lắm đâu. Ta cố nhiên kém xa, nhưng ta cũng biết, thật nếu là như vậy, vậy thì không phải là tu hành, mà là tu ma. Cứ việc Diệp Cô Vũ lời nói đến mức không chút khách khí, Cơ Khinh Xa cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Dù sao Diệp Cô Vũ nói cũng coi là sự thật, luận đến tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, nàng xác thực kém xa tít tắp. Diệp Cô Vũ tay vừa nhấc, ngừng lại Cơ Khinh Xa, nói, lụa mỏng, ngươi hẳn phải biết, ta hôm nay tới, không phải vì cùng ngươi tranh luận những này nhàm chán vấn đề. Nói chuyện đứng đắn đi, chuyện đứng đắn, tốt, vừa rồi tại Hoa Nhài hội sở, Tiêu Phàm nói với ta, hắn lần này đi Đông Đảo, tại Cửu Quỷ Lưu, Tổng Đàn Cung Điện dưới đất, tìm được hoàn chỉnh ác quỷ nói khẩu quyết cùng pháp tướng. Diệp Cô Vũ song mi bỗng nhiên một dương, nói, tìm được hoàn chỉnh ác quỷ nói khẩu quyết cùng pháp tướng. Tại Cửu Quỷ Lưu, Tổng Đàn tìm tới. Rất hiển nhiên, tin tức này còn thật có chút vượt quá Diệp Cô Vũ dự kiến. Vô Cực Môn Luân Hồi tướng ác quỷ nói, pháp môn, ngay cả vô cực thuật tàng ghi chép đều không hoàn chỉnh, làm sao lại tại đảo quốc sông ra, mà lại là tại như vậy vắng vẻ phương Bắc đảo, một cái 10 điểm tà dị lưu phái Tổng Đàn tìm tới. Cơ Khinh Xa nói, đây là Tiêu Phàm chính miệng nói. Diệp Cô Vũ nhẹ gật đầu, nếu là Tiêu Phàm chính miệng lời nói, kia chân thực họ là không thể nghi ngờ. Như cùng hắn nhóm vừa rồi nghiên cứu thảo luận qua Tiêu Phàm họ cách, Tiêu Phàm căn bản cũng không phải là cái sẽ nói láo người. Ác quỷ nói, pháp môn, làm sao lại chạy đến đảo quốc đi đây? Diệp Cô Vũ cũng có chút không hiểu, tựa hồ cách có chút xa a, liền xem như tại xã hội hiện đại, Trung Nguyên cùng đảo quốc ở giữa giao thông, cũng chưa nói tới 10 điểm tiện lợi. Muốn đi một lần đảo quốc cũng rất không dễ dàng. Hơn 1.000 năm trước, những này khẩu quyết cùng pháp tướng muốn phiêu dương qua biển đi đảo quốc dị vực, độ khó chi lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá nói đi thì nói lại, chính là bởi vì ác quỷ nói. Pháp môn nghìn dặm xa xôi chạy đến đảo quốc đi, đồng thời bị người cất giữ tại Cửu Quỷ Lưu Tổng Đàn Cung Điện dưới đất bên trong, cũng liền khó trách qua nhiều năm như vậy, vô cực môn vô số môn nhân cũng không tìm tới thất lạc thiên chương. Ai có thể nghĩ tới, thế mà còn có thiên chương lưu lạc đến địa phương xa như vậy. Theo Tiêu Phàm nói, ác quỷ nói, sáu pháp tướng điêu thành tượng đá cực lớn, đều đứng sừng sững ở Cửu Quỷ Lưu, Tổng Đàn Cung Điện dưới đất vị trí trung tâm, tựa hồ là toàn bộ cung điện dưới đất hạch tâm chỗ. Tiêu Phàm phỏng đoán, Cửu Quỷ Lưu, đạo thống, chính là xây dựng ở, ác quỷ nói, sáu pháp tướng phía trên. Cửu Quỷ Lưu, kiếm thuật, trận pháp, đều có, ác quỷ nói, lạc ấn. Ác quỷ nói, khẩu quyết cùng pháp tướng, có thể là Cửu Quỷ Lưu, hạch tâm căn cơ, lại tham khảo Đông Đảo Quốc cái khác kiếm thuật cùng nhẫn thuật lưu phái truyền thừa, cuối cùng hình thành Cửu Quỷ Lưu, hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu thật là dạng này, Tiêu Phàm cái này phân tích cũng là rất có đạo lý. Buồn cười những này đông đảo người cũng không biết, ác quỷ nói, chỉ là vô cực chín tướng thiên trong đó một thiên sáu phần có một, còn tưởng rằng là một thiên hoàn chỉnh. Bọn hắn tập trung tinh thần lĩnh hội, ác quỷ nói, không có cái khác khẩu quyết cùng pháp tướng phụ trợ tham khảo, khó trách sẽ càng đi càng lệch, cuối cùng biến thành Cửu Quỷ Lưu, dạng này dở dở ương ương đồ vật. Diệp Cô Vũ nói, khóe miệng lần nữa hiện ra nụ cười khinh thường. Cửu Quỷ Lưu tại đông đảo quốc bên trong, cố nhiên là rất nổi danh một cái lưu truyền. Giáo phái bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp, thanh danh hiển hách, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng Yagyu gia tộc tộc dạng này truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc. Nhưng ở Diệp Cô Vũ trong mắt, cũng bất quá chỉ là chắp vá lung tung hỗn tạp không thuần một cái tây bối hàng thôi. Không có vô cực môn tông sư chính miệng truyền thụ, cũng không có trước sau pháp tướng khẩu quyết, đơn chỉ bằng một cái ác quỷ nói. Có thể sáng chế cái gì ghê gớm đạo thống đến, Diệp Cô Vũ tự nhiên không để vào mắt, lụa mỏng. Cái này, ác quỷ nói, pháp tướng, ta có chút hứng thú, người đi hướng Tiêu Phàm muốn một phần đi. Chốc lát, Diệp Cô Vũ thuận miệng nói, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Cơ Khinh Xa không khỏi bật cười, Từ Tốn nói, Diệp Vương, người cũng không tránh khỏi quá cao nhất ta. Ta cùng Tiêu Phàm ở giữa giao tình, không có người tưởng tượng thâm hậu như vậy. Cái này, ác quỷ nói, là Tiêu Phàm chủ, người cảm thấy hắn sẽ tùy tiện phục chế một phần cho ta à. Ta có lý do gì có thể hướng hắn đưa ra yêu cầu như vậy? Diệp Cô Vũ khoát tay áo, không để ý chút nào nói, đây là ngươi sự tình. Nếu như ngươi cùng giao tình của hắn không đủ, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp, để phần giao tình này thâm nhập hơn nữa một điểm. Không có lý do, ngươi liền nghĩ biện pháp tìm một cái lý do. Tóm lại, ta chính là muốn ác quỷ nói. Khẩu quyết cùng pháp tướng, dùng biện pháp gì đi làm, kia là ngươi hẳn là tâm. Đây mới là Diệp Vương phong cách.
Cơ Khinh Sa lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Diệp Cô Vũ nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng về văn phòng bên kia đi đến. Liền ở thời điểm này, vườn treo một bên giả sơn về sau, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lên một trận gợn nước ba động, một đầu màu trắng người mảnh mai ảnh lóe lên mà ra, đi sát đằng sau tại Diệp Cô Vũ sau lưng. Cơ Khinh Sa hai mắt bỗng dưng co vào, nàng dĩ nhiên thẳng đến chưa từng phát giác, trừ Diệp Cô Vũ, vườn treo còn có những người khác tại. Cô gái mặc áo trắng này dáng người xinh đẹp, trên mặt được một mảnh lụa mỏng, bước liên tục khoan thai, lượn lờ mềm mại, rất có điểm không ăn nhân gian khói lửa tiên tử bộ dáng. Bất quá giờ phút này tại Cơ Khinh Sa trong mắt, cô nương này cũng không phải là đẹp như thế. Cơ tỷ tỷ, cái này hoa viên thật xinh đẹp nha. Trải qua Cơ Khinh Sa bên người lúc, Bạch Tô Tô khanh khách một tiếng, thấp giọng nói, thanh âm, mang theo nói không nên lời yêu dã chi ý. Cơ Khinh Sa lạnh lùng nhìn nàng một cái. Đối Cơ Khinh Sa địch ý, Bạch Tô Tô phảng phất làm như không thấy, lại là lạc lạc một trận cười khẽ, đi theo Diệp Cô Vũ sau lưng, lặng yên không một tiếng động, tựa như một cỗ thanh phong lướt qua, đảo mắt liền không gặp tung tích. Cơ Khinh Sa sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Chương 404, lần nữa nghịch thiên cải mệnh. Sư đệ, nghe nói lệnh tổ tiêu lão gia tử lại quý thể có bệnh a. Văn Thiên vuốt vuốt sợi râu, nhíu mày nói, tiêu lão gia tử vào ở tổng bệnh viện, đối người bình thường mà nói, cố nhiên là cơ mật, lại như thế nào giấu giếm được Văn Nhị Thái gia. Từ khi Văn Nhị Thái gia vào kinh, tại tiêu gia âm thầm ủng hộ phía dưới, đã sớm đem xúc giác ngả vào từng cái phương hướng. Mà lại trước đó, Văn Nhị Thái gia ở kinh thành quan hệ liền rất khổng lồ rất dày đặc. Văn Nhị Thái gia uy trấn Hoàng Hải mấy chục năm, quan hệ không chỉ có riêng giới hạn tại Hoàng Hải cảnh nội. Lúc trước hắn kết bạn rất nhiều trung hạ tầng quan viên, đã nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành tầng cao nhất mặt đại nhân vật. Trước mấy ngày ở tiến vào tổng bệnh viện, Tiêu Phàm trên mặt rất có thần sắc lo lắng. Rời đi Hoa Nhài hội sở, Tiêu Phàm liền trực tiếp đến nhị sư huynh bên này, có chút sự tình, cần phải thật tốt cùng Văn Nhị Thái gia thương lượng một chút. Tình huống thế nào? Văn Thiên chú ý mà hỏi thăm. Không tốt lắm, Tiêu Phàm lắc đầu, đem vài ngày trước lão gia tử nhập viện tình huống nói một lần. Có loại sự tình này, Văn Nhị Thái gia lập tức lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, trời cơ che đậy chi lực mạnh mẽ như vậy, sư đệ thật ngay cả nửa phân mánh khóe cũng nhìn không ra. Tại Văn Nhị Thái gia mà nói, loại tình hình này có thể nói phi thường hiếm thấy. Vô cực môn có thể nói cao thâm nhất thuật pháp truyền thừa, trưởng giáo chân nhân càng đại biểu cho vô cực môn cao nhất tiêu chuẩn, mặc dù nói tiêu lão gia tử cùng Tiêu Phàm là huyết mạch chí thân, nhưng ngay cả nửa chút đoan nghê đều khó mà nhìn trộm, vẫn là để Văn Thiên cảm thấy khó có thể lý giải được. Tiêu Phàm nhíu mày nói, nghịch thiên cải mệnh về sau, lại nghĩ nhìn trộm trời cơ, nguyên bản liền khó càng thêm khó. Bất quá từ mấy ngày nay bệnh viện trị liệu tình huống đến xem, rất không lý tưởng, cơ hồ bất luận cái gì dược vật đều đã không có tác dụng, lão gia tử thân thể đối tất cả trị liệu biện pháp đều tại tự động bài xích. Chẳng lẽ trời cơ yếu trở lại mình ban đầu trên quỹ đạo đi a? Văn Nhị Thái gia thì thào nói. Mặc dù nói, Văn Nhị Thái gia có thể xưng một đời thuật pháp đại sư, thế nhưng là nghịch thiên cải mệnh chuyện như vậy, nhưng lại chưa bao giờ làm qua, thậm chí ngay cả thấy đều thấy rất ít. Dù sao nghịch thiên cải mệnh đối thuật sư tiềm ẩn phong hiểm thực tế quá cao, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đi nếm thử. Đương nhiên, chuyên một tu ma, lấy giết chóc đến thỏa mãn mình tà ma ngoại đạo coi là chuyện khác. Nhưng cổ lão tương truyền, tu ma cố nhiên cũng có thể chứng đạo, tâm tính lại đã sớm bị hoàn toàn ma hóa, lại cũng không thể coi là người bình thường. Nghịch thiên cải mệnh về sau, trời cơ chi lực sẽ như thế nào vận hành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiền lệ mà theo. Chỉ sợ là như vậy, Tiêu Phàm ngữ khí cũng biến thành 10 điểm nặng nề. Cứ việc không có cách nào lại nhìn trộm trời cơ, nhưng căn cứ thường tình đến phỏng đoán, hẳn là như vậy. Lão gia tử tình trạng cơ thể, thì đang ở nhanh chóng chuyển biến xấu, nếu như không có những biện pháp khác nhưng muốn, có lẽ tính mệnh chỉ ở trong một sớm một chiều. Cùng Tiêu Phàm lúc trước dự đoán xấu nhất tình hình giống nhau như đúc. Sư đệ, nếu như coi là thật như thế, cũng coi là thiên mệnh khó trái. Văn Nhị Thái gia lắc đầu, chậm rãi nói. Hắn đương nhiên biết Tiêu lão gia tử đối với lão Tiêu nhà, thậm chí đối khắp cả Tiêu hệ trọng yếu họ, tại cái này quan trọng trước mắt, lão gia tử xuôi tay đi về phía Tây, lớn Tiêu hệ chưa chân chính thành hình, đang đứng ở yếu ớt nhất thời điểm, đừng bảo là cùng cái khác chân chính chính trị thế lực lớn chống lại. Chỉ sợ ngay cả sức tự vệ đều không có. Một chút lâu tại quan sát, gần đây mới vừa vặn quyết định dựa đi tới bên ngoài thế lực, một khi lão gia tử qua đời, thái độ lập tức liền sẽ đến cái 180 độ chuyển biến lớn.
không cẩn thận, liền có khả năng dẫn phát tuyết lở hiệu ứng, để một chút nguyên bản thấp thỏm trong lòng, không đủ kiên định tiêu hệ nhân mã cũng hạ quyết tâm khác ném minh chủ. Đánh trận thời điểm, có cái gọi là binh bại như núi đổ chi ngôn, dùng tại chính trị đánh cờ bên trong, cũng giống như vậy. Mà hết lần này tới lần khác lúc trước vì cấp tốc mở rộng thực lực, tiêu hệ trọng tướng nhao nhao xuất thủ, tứ phía xuất kích, đắc tội không ít người. Thừa cơ hội này, những người kia nơi nào sẽ còn lại ôn tồn lễ độ xem náo nhiệt. Nhìn qua vui vẻ phồn vinh lớn tiêu hệ, trong nháy mắt liền đến bốn bề thọ địch, tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Giả sử dựa theo lúc đầu quý tích, lão gia tử còn có thể có 3 đến 5 năm tuổi thọ, tình hình lại tuyệt không giống nhau. Có cái này thời gian mấy năm phát triển tích lũy, lớn tiêu hệ liền có thể chân chính thành hình đồng thời vững chắc xuống. Đến lúc đó, dù coi như lão gia tử qua đời, chỉ muốn ứng đối thỏa đáng, sớm làm chuẩn bị, cũng sẽ không đối tiêu hệ phát triển tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Phàm song mi nhíu chặt, chậm chậm nói, sư huynh, cái này thiên mệnh, chỉ sợ thật muốn làm trái một làm trái mới được. Không phải, hậu quả thực tế quá mức nghiêm trọng, không chịu đựng nổi a. Văn nhị thái gia thọ lông mày càng nhíu chặt mày, nói, sư đệ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, tiêu gia tình cảnh trước mắt ta cũng minh bạch mấy phân. Thế nhưng là cái này thiên mệnh, sư đệ lại làm sao có thể đi vi phạm? Chẳng lẽ còn có thể lại một lần nữa luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, nghịch thiên cải mệnh a? Vì cái gì không thể? Tiêu Phàm nghiêm túc hỏi ngược lại. Văn nhị thái gia giật nảy cả mình, một mực tiếp cận Tiêu Phàm, sợi râu vểnh lên, nói, sư đệ, ngươi nói đùa sao? Nghịch thiên cải mệnh loại sự tình này, một lần đã là nghịch thiên, há có thể một lần nữa? Mà lại, luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, dược liệu, nhất thời bán hội, ngươi đi nơi nào siêu tập? Coi như góp đủ dược liệu, ai đến vì ngươi luyện đan? Ai đến thay cướp, luyện đan chỉ ít cần 4-50 ngày thời gian, tiêu lão còn có thể kiên trì lâu như vậy à? Những tình huống này, ngươi cũng không phải không biết. Nói càng về sau, lão gia tử ngữ khí đã phi thường nghiêm khắc, trách cứ chi ý không có chút nào che giấu. Biết các ngươi tổ tôn tình thâm, cũng biết tiêu gia cùng tiêu hệ trước mắt gặp phải thế cục không thể rời đi lão gia tử cái này định hải thần châm, nhưng thiên mệnh như thế. Biết rõ không thể làm mà mạnh phải vì thế mà, đây cũng không phải là lý trí cách làm. Lại nói, thứ này thật đúng là không phải dùng sức mạnh có thể làm được. Tiêu Phàm lại cũng không sốt ruột, chậm rãi nói, sư huynh, muốn nghịch thiên cải mệnh, trừ càn khôn đại hoàn đan, kỳ thật còn có những biện pháp khác. Những biện pháp khác, biện pháp gì? Văn nhị thái gia nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, tại đại sự như vậy bên trên, không có 8 phân trở lên nắm chắc. Vị này trưởng giáo sư đệ tuyệt đối sẽ không theo liền mở miệng. Thế nhưng là văn nhị thái gia trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ ra được, còn có cái gì những biện pháp khác có thể lại một lần nữa cho tiêu lão gia tử nghịch thiên cải mệnh. Tiêu Phàm nhìn qua nhị sư huynh, cười mà không nói. Trời, văn thiên chợt tỉnh ngộ tới, không khỏi kinh hô nghẹn ngào. Ngươi muốn dùng trời đến cho tiêu lão cải mệnh. Đúng, Tiêu Phàm chắc chắn nói. Thế nhưng là, sư đệ, ngươi phải hiểu rõ, viên này, trời. Là cho chính ngươi lưu lại, thời điểm then chốt để phòng vạn nhất. Loại này thời kỳ viễn cổ liền lưu truyền tới nay linh đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thời thế hiện nay, chỉ sợ lại cũng khó có thể tìm tới viên thứ hai. Nói trắng ra, viên này trời là Tiêu Phàm sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nghịch thiên cải mệnh về sau, hắn tuổi thọ đều là trộm được, ai cũng không biết có một ngày, trong cơ thể hắn thọ mạch lại đột nhiên đoạn tuyệt. Đến lúc đó, trời chính là hắn cứu mạng tiên đan. Sư huynh! Ngươi nói những này ta đều hiểu, thế nhưng là dưới mắt, ngươi cũng hẳn phải biết, lão gia tử mệnh so với ta mệnh trọng yếu. Nếu không, ta dù coi như có trời, nơi tay, sợ cũng là khó mà ngăn cản các loại minh thương ám tiễn. Tiêu Phàm nói, ngữ khí trầm ổn, có quan lão gia tử bỗng nhiên đi Tây Phương về sau, lão tiêu nhà sẽ là loại kết cục nào, Tiêu Phàm mình sẽ là loại kết cục nào thôi diễn, sớm tại một năm trước liền đã có định luận, chính bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới quyết định lấy thiên tử mệnh ứng kiếp. Vì lão gia tử nghịch thiên cải mệnh, vì toàn bộ lão tiêu nhà tranh thủ thời gian. Hiện tại, cục diện cũng không có phát sinh bản chất họ biến hóa. Nếu như lão gia tử bây giờ rời đi, tình huống hay là sẽ đồng dạng trở nên 10 phần hỏng bét. Một viên trời chỉ có thể vì một cái người tục mệnh, tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Sư huynh, lần này đi Đông Đảo Quốc, có thể tại cửu quỷ lưu, tổng đàn tìm tới, ác quỷ nói, hoàn chỉnh khẩu quyết cùng pháp tướng. Ngươi không cảm thấy, đây là một loại nào đó thiên ý sao? Tại cái kia lòng núi cung điện dưới đất bên trong, Tiêu Phàm cứ việc chỉ nhìn thoáng qua đem ác quỷ nói.
Thứ sáu pháp tướng trên thân điêu khắc khẩu quyết nhìn một lần, nhưng sớm đã khắc sâu vào trong lòng, lại cũng khó có thể ma diệt. Đã gặp qua là không quên được, vốn là Tiêu Phàm có kiệt xuất thiên phú một trong. Tiêu Phàm nay tuổi chưa qua hai mươi mấy tuổi, nhưng mà vô luận thuật pháp, y đạo hay là võ công, đều đã đạt đến tại cảnh giới cực cao, không có đã gặp qua là không quên được thiên phú, lại làm sao có thể. Sư đệ thuyết pháp này, ta ngược lại là tương đối đồng ý. Văn Nhị Thái ra vuốt vuốt sợi dâu, khẽ vuốt cằm. Luân hồi tướng thiên chương thất lạc đã hơn 1000 năm, hơn 10 thế kỷ đến, vô cực môn lịch đại truyền nhân đều không có đình chỉ qua tìm kiếm, nhưng phần lớn hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà bây giờ, ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, Tu La Đạo cùng ác quỷ nói. Thất lạc thiên chương liền lần lượt hiện thân, bị Tiêu Phàm đoạt được. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà hẳn là thiên ý. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể cấp tốc khôi phục tại thuật pháp bên trên tu vi cảnh giới, thậm chí đem luân hồi tướng đến chân chính cảnh giới đại viên mãn, dù coi như không có trời, hắn chịu nói tổn thương, cũng có rất lớn hy vọng khỏi hẳn. Sư huynh, ta chỉ là có chút lo lắng, trời, là có hay không có trong truyền thuyết lớn như vậy hiệu lực. Nếu như là lần đầu tiên cho lão gia tử nghịch thiên cải mệnh, Tiêu Phàm không có dạng này lo lắng, thế nhưng là dưới mắt, trời dù là lại khó lường, có hay không còn có thể lần nữa cho lão gia tử cải mệnh, Tiêu Phàm là thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Văn Thiên cười cười, nói, điểm này, ngược lại là không cần lo lắng. Trời, phương pháp luyện chế, sư đệ cũng không phải không biết. Thuật dấu bên trong, rõ ràng ghi chép có. Luyện chế, trời, trừ linh dược khó tìm bên ngoài, có một cái cần gấp nhất điều kiện, chính là người luyện chế ít nhất phải có thiên nhân cảnh, cảnh giới. Người xưa kể lại, thiên nhân cảnh, đại thành, liền có thể tướng khắp thiên hạ vạn vật, nhìn rõ tam thế luân hồi. Rất dễ dàng tại sơn tinh thủy quái chi thuộc bên trong tìm tới thay cướp chi vật. Đây cũng là, trường sinh tướng, thiết yếu cơ sở. Cái gọi là trường sinh, đó là chân chính nghịch thiên hành sự. Các loại kiếp số, đếm mãi không hết, không có thay cướp chi vật, lại như thế nào ngăn cản các loại kiếp số. Nếu như muốn thiên kiếp đều chuyển rời đến hắn trên thân người, không khỏi sát thương quá nặng, làm trời nổi giận, cùng con đường trường sinh cũng đại tướng rời bỏ. Chỉ có đem kiếp số chuyển rời đến vô tri vô biết xuẩn vật phía trên, tài năng không tạo sát nghiệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trời kỳ thật chính là cổ đại đại thuật sư để mà tị kiếp. Quả thật như thế, vậy ta liền không lo lắng. Văn Thiên nhìn hắn một chút, chậm rãi hỏi, sư đệ, đã quyết định rồi. Đã quyết định, vậy thì tốt, đã như vậy cái này sự tình, chúng ta liền phải thật tốt lợi dụng một chút. Chúng ta đem cái này mồi nhử ném xuống. Không sợ những cái kia núp trong bóng tối ra hỏa không ngoi đầu lên. Văn Nhị Thái ra hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Sư huynh, anh hùng sở kiến lược đồng. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, đều cười lên ha hả. Là nên hảo hảo giáo huấn một chút núp trong bóng tối những tên kia. Chương 405, Mây Không Biệt Viện. Cách thất tinh quan cách đó không xa, có một cái nho nhỏ thiền viện, tên gọi Mây Không Biệt Viện. Cùng thất tinh quan tương đối mà nói, Mây Không Biệt Viện thực tế nhỏ đến có thể, chỉ có ba tiến vào ba gia viện lạc, hai gian cung phụng Bồ Tát điện đường cùng một loạt tăng nhân ký túc xá cùng một cái trống trải tịch lưu viện tử. Bởi vì thất tinh lều trà nguyên nhân, thất tinh quan danh khí bên ngoài, quy mô cũng nói ít mở rộng. Mây Không Biệt Viện không có tiếng tăm gì, không có bất kỳ cái gì danh khí, trên cơ bản cũng không có cái gì hương hỏa. Liên tại phụ cận ở nhiều năm quần chúng. Cơ hồ cũng không biết cái này Mây Không trong biệt viện đều ở những người nào, tuy là thiền viện, lại một năm bốn mùa đại môn cải đóng, không nạp khách hành hương. Chỉ thỉnh thoảng sẽ có một hai cái xa di ra ngoài mua một chút nói thường đồ dùng hàng ngày. Trừ cái đó ra, cái này Mây Không biệt viện liền lại không có bất kỳ cái gì cùng ngoại giới xen lẫn chỗ. Chung quanh quần chúng cũng không quá để ý, tạm thời cho là nhiều một cái thâm cư không ra ngoài, không thích cùng người liên hệ hàng xóm mà thôi. Bây giờ tại trong đại thành thị. Rất nhiều hàng xóm đều là gà chó tướng nghe, cả đời không qua lại với nhau. Đơn nguyên lâu bên trong, mặt đối mặt ở, là mười mấy năm hàng xóm, đều là đối diện không quen biết. Mây Không trong biệt viện ở xa di, chí ít không nhiễu người. Bình an vô sự, bất quá hôm nay Mây Không biệt viện, lại có chút không giống bình thường. Làm nói hờ khép cửa sân mở ra, một vị thân mang đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang cô nương xinh đẹp, thẳng đứng tại cửa ra vào, đối đồng phục cảnh sát có chỗ nghiên cứu người. Liền có thể nhìn ra được, tên này xinh đẹp nữ cảnh, không là công an cảnh sát nhân dân, mà là an toàn cảnh sát. Như thế nhung trang chỉnh tề chiến tại một cái thiền cửa sân, Trần Dương cũng cảm thấy có chút khó chịu xấu hổ. Chỉ là mẫu thân tận lực yêu cầu mình dạng này mặc,
Trần Dương không tốt ngỗ nghịch lão mụ. Tại thiền viện mời khách ăn cơm, cũng may mà lão mụ nghĩ ra. Nếu như là loại kia đối ngoại kinh doanh cái gọi là chùa miếu thức ăn chay, cũng là không quan trọng, bất quá treo cái tên mà thôi, trên thực tế chính là nhà hàng. Nhưng cái này mây không biệt viện, không hề nghi ngờ, là một gian chân chính thiền viện, loại kia bầu không khí vận vị cùng ý cảnh, tuyệt đối không phải giả vờ ra, cơ hồ hoàn toàn không có hồng trần vị khói lửa, siêu nhiên thế ngoại. Thiền viện trụ trì lão hòa thượng, cũng là như vậy hiền lành. Trần Dương nhìn ra được, lão hòa thượng hiền lành tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm, không phải Phật gia trách trời thương dân chuyên nghiệp hóa hiền lành. Trần Dương đối mặt vị này pháp danh Linh Vân lão hòa thượng, có một loại đối mặt với người thân nhất cảm giác. Mây không biệt viện rất tốt, nhưng, tuyệt không phải một cái mời khách nơi tốt. Bình thường khách nhân đến nơi này, hơi nhiễm một chút tục khí, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên, toàn thân không được tự nhiên, nơi nào còn có thể nuốt trôi cơm. Trần Dương chính là như vậy nghĩ. Bất quá khi nàng nhìn thấy bộ kia chậm rãi lái qua đại bôn thời điểm, Trần cảnh sát liền rốt cuộc không nghĩ như vậy. Tiêu Trần Nhân thực tế là rất thích hợp khách nhân, chỉ là Trần Dương tuyệt đối không nghĩ tới, lão mụ hôm nay mời khách nhân sẽ là Tiêu Phàm. Vì cái gì không nói trước nói cho nàng, còn để nàng mặc đồng phục cảnh sát, tề chỉnh như vậy. Lão mụ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, nhìn xem từ trong xe xuống tới, một thân màu xanh nhạt đường trang, một đôi màu đen dày vải. Phiêu nhiên xuất Trần Tiêu trưởng giáo, nhìn lại mình một chút thẳng đồng phục cảnh sát, Trần Dương thấy thế nào cảm giác không đáp. Cần phải như thế chính thức a. Trần Dương đột nhiên cảm giác được mình rất khôi hài, nhất là thẳng dưới đồng phục cảnh sát vô luận như thế nào đều khó mà che giấu bộ ngực cao vút, giờ này khắc này càng là đặc biệt chướng mắt. Lão mụ đến cùng làm cái gì? Một cỗ xấu hổ chi ý nháy mắt phun lên tiểu nha đầu trong lòng. Tiêu Phàm cũng thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Tựa hồ đồng dạng không hề nghĩ tới, sẽ là Trần Dương ở đây nghênh đón hắn, Đàm Hiên ở trong điện thoại mời hắn qua đến lúc ăn cơm, cũng không có nói Trần Dương cũng tại. Mà lại Trần Dương nhung trang chỉnh tề, thực tế quá chính thức, để Tiêu Phàm trong đầu cũng có chút cảm giác là lạ. Ngươi còn tốt đó chứ? Xấu hổ bên trong, Trần Dương vội vội vàng vàng hỏi một câu như vậy. Tiêu Phàm vì cứu nàng, tại Tĩnh Xuyên núi bị nhốt 9 ngày 9 đêm, từ Đông Đảo trở lại trong nước. Trần Dương đây là lần đầu nhìn thấy Tiêu Phàm, trong đầu rất nhớ đọc, thật lo lắng hắn có vấn đề gì. Còn tốt, đừng lo lắng. Tiêu Phàm xấu hổ lóe lên liền biến mất, lập tức liền khôi phục trấn định tự nhiên, khẽ cười nói. Trần Dương liên tục gật đầu, gương mặt đỏ bừng, cho thấy phải lại là kích động vừa cao hứng. Nếu như không phải tại hoàn cảnh như vậy, Trần Dương sớm liền không nhịn được đi lên giữ chặt Tiêu Phàm tay, hỏi han. Mười mấy ngày nay, Trần Dương thật là kìm nén đến khó chịu. Hoài Xuân thiếu nữ chi tâm tư, thường nhân sao có thể hiểu được. Tố tố, khách nhân đến, còn không mời khách người vào cửa. Bên này tòa còn tại xấu hổ, miếu thờ bên trong đã truyền đến Đàm Hiên thanh âm, ấm và bình thản, không mang tình cảm gì. Trần Dương kiểm gò má lại là đỏ lên, hướng phía Tiêu Phàm làm cái mặt quỷ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ sau gáy nàng, nói, đi thôi, đi vào. Mây không biệt viện rất nhỏ, chỉ có một loạt nhà trệt làm tăng nhân ký túc xá cùng tạp phòng, nếu là mời khách ăn cơm, tự nhiên không thể tại chính điện, ngay trước Bồ Tát mặt ăn uống thả cửa, ồn ào ầm ĩ, còn thể thống gì. Trần Dương dẫn Tiêu Phàm đi hướng dựa vào đầu đông một gian nhà trệt. Mây không biệt viện lịch sử không tính là quá lâu, toàn bộ thiền viện chủ thể kiến trúc vật liệu đều là gạch đỏ, bất quá soát một tầng xi măng, trở nên bụi bẩn. Nếu như không phải đình trong nội viện lục ấm nồng đậm, bầu không khí liền sẽ có vẻ quá kiềm chế. Có những này sinh cơ giạt rào thực vật xanh, một đường ve kêu, cả tòa thiền viện ý cảnh vận vị lập tức liền trở nên thâm thúy xa xăm. Nhất đầu đông gian kia tăng xá, tấm ván gỗ cửa nửa khép nửa mở. Trần Dương bỗng nhiên dừng bước, nhìn qua Tiêu Phàm, thấp giọng nói ai, ta, mẹ ta nếu là mắng ngươi, ngươi. Đừng nóng giận a, thần sắc ở giữa, rất là thấp thỏm. Tiêu Phàm liền cười. Nhẹ gật đầu, đừng nhìn Trần Dương là cục an toàn cảnh sát, dù sao vẫn là tiểu cô nương, rất nhiều chuyện đều tỉnh tỉnh mê mê, không biết nàng lòng dạ hẹp hòi bên trong, đến cùng đều suy nghĩ cái gì, Tiêu Phàm nhưng cũng không nhiều làm giải thích. Giang hồ bên trong rất nhiều chuyện, coi như giải thích cho nàng nghe, nàng nhất thời bán hội cũng chưa chắc có thể lý giải được. Tiêu Phàm chậm rãi tiến vào tăng xá, đây là một gian bố trí cực kỳ đơn sơ tiểu nhà trệt, ngay giữa phòng trưng bày một chương đen nhánh bàn bát tiên. Bốn tờ đen nhánh chiếc ghế, sau đó chính là dựa vào tường chỗ có một cái làm bằng gỗ giá đỡ, trừ cái đó ra, không còn gì nữa. Đàm Hiên một thân hợp thể xanh đen sắc nghề nghiệp bộ váy,
chính ngồi ở chỗ đó chậm rãi thưởng thức trà. Gặp một lần Tiêu Phàm vào cửa, Đàm Hiên liền là đặt chén trà xuống, đứng dậy, cả sửa lại một chút trang phục của mình, thần sắc nghiêm túc. Mẹ, khách nhân đến. Trần Dương theo sát lấy vào cửa, lời nói mới nói phân nửa, liền há to miệng, lại không một chút âm thanh phát ra. Chỉ thấy Đàm Hiên đã hướng về phía Tiêu Phàm khom người một cái thật sâu xuống dưới, cao giọng nói, Vô Cực Môn ký danh đệ tử Đàm Hiên, tham kiến trưởng giáo chân nhân. Dù là Tiêu chân nhân nhất quán chấn định, lần này cũng bị đánh trở tay không kịp, mặt mo phiếm hồng, ngượng ngùng nói, sư tỷ, những này lễ nghi phiền phức liền không cần giảng cứu đi. Đàm Hiên thụ ân sâu nặng, sư môn lễ tiết, tuyệt không dám phế. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ hai tay ôm quyền, cũng là cúi rạp người, đang muốn nói chuyện, lại bị một bên lấy lại tinh thần Trần Dương đánh gãy. Chờ một chút, tiểu nha đầu gọi một tiếng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nổi giận đùng đùng nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Đàm Hiên. Ta không quản các ngươi là quan hệ như thế nào, sư tỷ cũng tốt sư đệ cũng được, ta không nên nhìn, cũng đừng biết. Các ngươi muốn ở chỗ này tự sư môn lễ tiết, vậy ta liền đi. Tóm lại ta không thừa nhận, ngữ khí âm vang, nói đến chém đinh chặt sắt, miệng phồng lên, dáng vẻ thở phì phò. Tố tố, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, sự thật chính là sự thật. Đàm Hiên song mi có chút nhăn lại, ngồi thẳng lên, nói, ngữ khí nghiêm túc. Ta mới không cần quản chuyện gì thực, dù sao ta chính là không thừa nhận. Cái này có quan hệ gì với ta? Trần Dương rất cố gắng mới nhịn được không kêu la, nước mắt sớm đã tại trong hốc mắt đảo quanh, kém một chút liền muốn phun ra ngoài. Cứ việc Trần Dương hay là không làm rõ ràng được trong lúc này nội tình, nhưng một cỗ dự cảm bất tường một mực chiếm lấy trái tim của nàng, lúc này, nhất định phải hung hăng càn quấy, không phải đại sự thôi vậy. Mặc dù nàng không có cùng chân chính giang hồ nhân sĩ đã từng quen biết, nhưng cũng biết, rất nhiều giang hồ nhân sĩ là phi thường coi trọng truyền thống A, bối phân A những vật này. Trần Dương cũng không phải không coi trọng, nhưng nếu như những vật này rất rõ ràng sẽ đối nàng cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó tạo thành to lớn trở ngại lúc, nàng coi như không nghĩ lẫn vào đi vào. Như cùng nàng mình lời nói, sư tỷ đệ không phải chị em ruột, cùng nàng có quan hệ gì. Tố tố, Đàm Hiên quát to một tiếng, Tiêu Phàm có chút lúng túng nói, Đàm ty trưởng, nếu không hôm nay liền tạm thời không thảo luận vấn đề này. Trần Dương đứng ở nơi đó, quệt mồm, thần sắc quật cường. Nước mắt cũng đã nhẹ nhàng trượt xuống, ướt nhẹp trơn bóng gương mặt. Đàm Hiên một trái tim lập tức liền mềm, khe khẽ thở dài, lập tức nghiêm nghị nói, Tiêu trưởng phòng, mời ngồi. Nhìn cái này tư thế, chẳng những Trần Dương rất không vui lòng tiếp nhận nàng cùng Tiêu Phàm sư tỷ đệ quan hệ, liền ngay cả Tiêu Phàm mình, một câu sư tỷ kêu lên tựa hồ cũng đặc biệt khó đọc. Dù sao thời đại khác biệt, nếu như tại quá khứ, cái quy củ này là nhất định phải giảng cứu. Mặc kệ Trần Dương thừa nhận không thừa nhận, Tiêu Phàm đều là sư thúc của nàng, không thể giả được. Mà lại nàng còn tu luyện Tiêu Phàm truyền thụ cho Vô Cực Môn vô thượng thần công Hạo Nhiên chính khí, cái này sư thúc trưởng bối thân phận liền càng thêm ván đã đóng thuyền, không thể sửa đổi. Hiện tại xem ra, Tiêu Phàm giống như cũng không tình nguyện lắm khi cái này sư thúc. Khi sư thúc có thể có ích lợi gì chứ? Không có sao, không giờ cũng a, hay là làm bằng hữu tương đối tốt, chỉ ít vãn nhất cầm giữ không được làm chuyện suốt cách gì, cũng sẽ không biến thành cầm thú. Tạ ơn, Tiêu Phàm hồi phục trấn tĩnh, khẽ gật đầu một cái, cũng không khách khí, liền tại cái ghế một bên bên trong ngồi xuống. Cứ việc Đàm Hiên đổi giọng gọi hắn Tiêu trưởng phòng, nhưng như cũ mời hắn thượng tọa. Bên trong, hắn hay là Vô Cực Môn trưởng giáo chân nhân. Thấy Trần Dương còn thẳng tắp đứng ở nơi đó chảy nước mắt, Đàm Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, thấp giọng quát nói, tố tố, bao lớn người, hại không xấu hổ. Lại đây ngồi đi, Trần Dương cũng không lên tiếng. Khí cổ cổ tại Tiêu Phàm đối diện ngồi xuống, giơ tay lên cõng một lau nước mắt, nghiêng đầu đi, hờn dỗi không để ý tới người. Đàm Hiên cùng Tiêu Phàm liếc nhau, không chịu được lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nữ lớn không phải do mẹ a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.